Thời đại này tu sĩ tặc đặc mụ đáng sợ, não mạch kín một cái so một cái nhảy vọt. Nhưng là, thiên đế đột nhiên lại cảm giác kho thiên kiếp hương vị, giống như sẽ rất bổng dáng vẻ. Thiên đế xoa cằm rơi vào trầm tư, nàng đang suy nghĩ, một hồi muốn hay không ngụy trang thành Vũ Nhu tử, lẫn vào đến trong đám người, lặng lẽ đi nếm thử kho thiên kiếp hương vị. Dù sao nhìn qua, yến hội hiện trường tu sĩ đều say không sai biệt lắm, đột nhiên thêm ra một cái Vũ Nhu tử đến, chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng không có người sẽ phát hiện mới đúng. Mà lúc này, Tống Thư Hàng đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Tại thiết thiên kiếp thời điểm, hắn thậm chí bắt đầu dung nhập bản thân nắm giữ đao pháp. Đầu tiên là từ căn bản nhất cơ sở đao pháp bắt đầu, đây là tại bạch tiền bối chân thực huyễn tượng bên trong, vị kia bạch mã thanh sam thiếu niên lang trên người học được, chính là đao pháp căn cơ. Sau đó, là tật phong đao đao pháp, lại nói tiếp là phần thiên hỏa diễm đao, cuối cùng, là nhân quả đao. Bởi vì có lần trước huyết lệ giáo huấn, Tống Thư Hàng quả quyết nhảy qua nghịch lân đao pháp. Lần trước cũng là bởi vì tại sắp lĩnh ngộ đao ý thời điểm, thúc giục nghịch lân đao pháp, kết quả ngạnh sinh sinh chỉnh xuất đao ý khôi giáp tới. Mặc dù đao ý khôi giáp rất xoái, cũng rất cấp lực. Nhưng thân là đao tu, hắn quả nhiên vẫn là hy vọng có thể có một loại hình công kích, bình thường đao ý. Mà không phải chém ra một đao, túng thành khôi giáp. Tống Thư Hàng nguyện vọng đã càng ngày càng nhỏ bé, hắn đã công nhận bản thân đao tu thân phận, hắn khát vọng không phải cái gì kinh thiên động địa cường hoành bá khí đao ý, chỉ cần bình thường liền tốt. Bất chi bất giác ý, Tống Thư Hàng trên hai tay, hiển hiện tầng một đen kịt kim loại nhan sắc biến dị cương thủ. Ở sau lưng của hắn, Thánh Viên Thi Ban Ban Đồng Ca hiện thân. Tại Đại Thánh Viên sự lãnh đạo bên dưới, tiểu thánh viên nhóm cùng nhau lật ra nho ra kinh văn. Bọn chúng bắt đầu đi theo tạo hóa tiên tử tiếng ca tiết tấu, thấp giọng ngâm sướng. Nguyên bản liền khí thế sục sôi tiếng ca, tăng thêm một loại sử thi nặng nề cảm giác. Nếu như tiên chủ làm đồ ăn lúc làm đồ ăn tràng diện có thêm điểm, lúc này thực tập tiên chủ Tống Thư Hàng, tuyệt đối có thể cầm tới 90 phía trên điểm cao. Lại là cá nhân BGM, lại là công đức tiên tử hộ thân, giúp việc bếp núc là Tô Thị Khả Ái tiểu tiên tử, nguyên liệu nấu ăn tản ra hào quang màu vàng sậm. Cái này đặc hiệu, hoàn toàn là tại đốt tiền. Rất tốt, trạng thái phi thường tốt, Tống Thư Hàng nói. Hắn cảm giác hiện tại, trạng thái của mình trước nay chưa có xuất sắc. Lúc này ở trong tay hắn, đạo thứ 6 2 tấn 3 thiên kiếp đi vào hắn huynh đệ theo gót. Càng nhanh, càng có tiết tấu hơn. Tô Thị A thập lục tiểu tiên tử, tức thời đưa lên đạo thiên kiếp thứ 7. Vũ Nhu tử cùng da đen Vũ Nhu tử, chẳng biết lúc nào cũng xông tới. Nàng và Sở Sở trợ giúp Tống Thư Hàng dựng lên nồi lớn, cũng sử dụng ngự hỏa thuật, đem trong nồi lớn nước đốt lên. Cái này nước là điền thiên trên đảo Linh Tuyền, một hồi tại kho thiên kiếp trước, cần dùng đun sôi nước đem thiên kiếp khối nhỏ lọc một lần. Cảm giác hỏa diễm nhiệt độ có chút thấp, Vũ Nhu tử nói. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn về phía xích tiêu kiếm tiền bối vỏ kiếm. Nhớ kỹ xích tiêu kiếm tiền bối trên thân kiếm, có thể bốc cháy lên hừng hực phần thiên chi hỏa. Không biết vỏ kiếm có hay không chức năng này. Hỏa diễm phương diện không cần lo lắng, ta cái này có chuyên môn đan hỏa. Thất Tu Thánh Quân cùng Linh Điệp Thánh Quân tới gần, lên tiếng nói. Dứt lời, Thất Tu Thánh Quân lại nhìn phía Tống Thư Hàng, cảm giác Thư Hàng tiểu hữu biến hóa, không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Cùng Thánh Quân đoán đồng dạng. Tống Thư Hàng đao thứ hai ý, cự ly ngưng tụ, đã chỉ kém một đường. Dưỡng đao thuật, lúc này. Tống Thư Hàng tay trái tay phải đột nhiên sáng lên. Muốn mượn dưỡng đao thuật đến đề cao tự thân cùng đồ làm bếp giao phay ở giữa ăn ý sao? Bạch tiền bối phân thân gật đầu nói, như thế cái phương pháp tốt. Nhưng nếu như muốn tăng lên cùng giao phay ở giữa ăn ý, không cần đến hai tay đều sử dụng dưỡng đao thuật A. Quy tiền bối nói. Sở dĩ, Tống Thư Hàng một cái khác phát dưỡng đao thuật muốn đối ai sử dụng. Hắn có phải hay không muốn tự thân đến một phát? Xích tiêu kiếm tiền bối nói. Vị tiền bối suy đoán thời khắc, Tống Thư Hàng đã động thủ. Đầu tiên cùng bạch tiền bối đoán đồng dạng, hắn đầu tiên là đối giao phay trượt một phát dưỡng đao thuật, mà phát thứ hai dưỡng đao thuật lại là rơi vào thiên kiếp bên trên. Hắn đây là làm gì? Xích tiêu kiếm tiền bối không thể hiểu. Có thể là muốn tăng lên nguyên liệu nấu ăn cảm giác. Thất Tu Thánh Quân xoa cằm nói, nghe nói, thường xuyên nghe âm nhạc lớn lên nghiêu. Thịt bò hương vị tự nhiên thuần hậu.
mặc dù không biết là thật hay giả. Có lẽ Thư Hàng tiểu hữu muốn lợi dụng dưỡng đao thuật xoa bóp công năng, để thiên kiếp cảm giác đạt được tăng cường. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng quát khẽ một tiếng. Tống Thư Hàng chém ra đối với hắn tự thân mà nói, đỉnh phong một đao không mượn ngoại lực. Cơ sở đao pháp, tật phong đao, phần thiên hỏa diễm đao, nhân quả đao, cùng dắt đao thuật, đao độn bá vương, ngự đao nguyệt quang, còn có dưỡng đao thuật cùng tam thiên đao kinh Tống Thư Hàng nắm giữ tất cả đao pháp, toàn bộ bị sửa sang lại. Đi qua tất cả đao pháp tri thức, lĩnh ngộ, kinh nghiệm, toàn bộ dung hội nhập một đao kia bên trong. Dao phay rơi xuống, đao ý bộc phát. Tống Thư Hàng chém ra thất thải mộng ảo một đao. Thứ hai đao ý, ngưng tụ thành hình. Đây là cái gì đao ý? Tô Thị A thất nhíu mày, suy tư. Như mộng ảo đao ý, tựa hồ không phải hắn thấy qua bất luận cái gì chủng loại. Mà lại, xinh đẹp như vậy đao ý, thiếu khuyết bá đạo chi ý, cảm giác các loại đao tu chi đạo đi ngược lại. Bất quá hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Tống Thư Hàng đao ý khôi giáp, cũng cảm giác hoàn toàn có thể lý giải. Tống Thư Hàng nắm dao phay, ý thức còn đắm chìm trong thứ hai đạo ý ngưng tụ thành hình trong dư vận. Sau một lúc lâu, khóe miệng của hắn dương lên, hài lòng nhẹ gật đầu. Đạo thứ hai ý, là công kích hình đạo ý. Mà lại, hiệu quả siêu tán. Một đạo kia ý, thích hợp với tấn công địch nhược điểm. Tại nâng đạo trong nháy mắt, liền có thể khóa chặt địch nhân yếu hạng, từ đó tiến hành đánh tan. Trong đó dính đến tiên chủ cắt chém kỹ thuật cùng nhân quả pháp tắc. Mặt khác, một đao kia vẫn là từ bi chi đao. Kẻ bị giết, bị đao ý chém trúng người, đem cảm giác không thấy một điểm thống khổ. Ngược lại có thể sẽ rất sảng khoái. Trừ cái đó ra, thứ hai đao ý tiềm lực to lớn. Hiện tại hắn vẫn chỉ là vừa thành hình, còn có thể không ngừng trưởng thành. Trưởng thành sau hắn, khẳng định còn có càng cường lực hơn hiệu quả. Đối Tống Thư Hàng tới nói, thứ hai đao ý là công kích hình đao ý, như vậy đủ rồi. Sau đó, hắn phải không ngừng bồi dưỡng cái này thứ hai đao ý, để nó mau chóng trưởng thành, đào móc ra hắn tất cả tiềm lực. Hắn lần nữa vung đao, như mộng ảo đao ý không ngừng lóe lên. Bất quá một lát, tất cả thiên kiếp bị cắt chém hoàn thành. Bước kế tiếp, loại bỏ. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, liền nhìn thấy da đen Vũ Nhu Tử cùng Sở Sở đã chuẩn bị kỹ càng nồi lớn, đốt tốt nước suối. Mà Vũ Nhu Tử trong tay thì nắm lấy xích tiêu kiếm tiền bối vỏ kiếm, tại nồi lớn dưới đáy quấy. Xích tiêu kiếm vỏ kiếm, ta thật sự cũng có thể tu luyện ra một cái tâm ma hóa thân đi ra. Tuyệt đối không có vấn đề, ta có thể vì tiền bối chế tạo riêng tâm ma hóa thân. Vũ Nhu Tử chân thành nói. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Hắn khẽ vươn tay, thôi động niệm lực, đem tất cả các khối thiên kiếp chuyển rời đến nồi lớn bên trong, không ngừng lọc qua. Lại nói, cái này nồi lọc qua thiên kiếp khối nhỏ nước. Bán đi, có phải hay không cũng có thể đổi điểm linh thạch. Suy nghĩ cùng một chỗ, Tống Thư Hàng lại vội vàng hất đầu, đem ý tưởng này ném ra khỏi đầu. Muốn tiền muốn điên rồi. Sau 40 phút, hắn lấy ma đế thực đơn trình tự, nhóm đầu tiên kho thiên kiếp chế tác hoàn thành. Ai tới trước thử đồ ăn? Tống Thư Hàng hỏi. Mặc dù có chủ tâm cùng ma đế tiên chủ truyền thừa đặt cơ sở, nhưng đạo này kho thiên kiếp đến cùng thành công không, Tống Thư Hàng bản thân cũng không có ngọn nguồn. Ta có thể tới thử một chút sao? Tiểu đạo hữu, trong hư không, có một thanh âm vang lên. Sau một khắc, Điền Thiên Đảo đột nhiên tiến vào đêm tối trạng thái, đưa tay không thấy được năm ngón. Vốn là chừng 3 giờ chiều thời gian, đột nhiên cả cái đảo nhỏ đều bị bóng tối bao trùm. Điền Thiên trên đảo khẩn cấp ánh đèn trước tiên thắp sáng. Nhưng là ánh đèn vừa mới sáng lên, liền bị thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Liền ngay cả Tống Thư Hàng trên người công đức chi quang cũng bị hạn định, không cách nào chiếu chung quanh. Đây cũng không phải là đêm tối giáng lâm, mà là một loại cùng loại hắc ám vật chất bao phủ, đem tất cả quang mang che giấu. Tống Thư Hàng tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái, đồ làm bếp dao phay dơ cao. Chuẩn bị tâm lý lấy liền đối bầu trời chạm một đao từ bi đao ý. Thật có lỗi, tiểu đạo hữu xin đừng khẩn trương. Ta rất lâu không ra âm ảnh giới, có chút không cách nào khống chế bản thân hình thể, xin chờ chốc lát. Cái này lúc, trong hư không cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Sau đó, bao phủ Điền Thiên Đảo hắc ám thu nạp một nửa. Điền Thiên Đảo một nửa ở vào quang minh trạng thái, một nửa khác ở vào quỷ dị đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Người đến ngoài ý muốn,
rất tốt nói chuyện, chí ít không có ác ý. Cảnh tượng này, đơn giản có loại phim đại kết cục lúc, quang minh cùng hắc ám đối lập sử thi hình ảnh cảm giác. Diệt Phượng công tử ngồi xổm ở khỉ lớn tam lãng trên đầu, duỗi ra đầu lưỡi liếm láp mờ u bàn tay của mình. Say rượu trạng thái khỉ lớn tam lãng trên mặt, lộ ra thần sắc thống khổ. Giống như là tại làm ác mộng, bất kể là ai lúc đang ngủ, bị người giẫm mặt hoặc là bị vật nặng ép mặt lúc, đều sẽ cơn ác mộng. Lệ Chi tiên tử lấy điện thoại cầm tay ra, nàng đứng ở quang minh cùng hắc ám chỗ giao giới, thuần thục bày ra một cái xinh đẹp tư thế, cho mình liền chụp mấy bức ảnh chụp. Mắt say lờ đờ mông lung nàng, so bình thường nhiều hơn một loại mị lực. Tống Thư Hàng nhìn qua điền thiên đảo hắc ám một nửa, hắn mơ hồ cảm ứng được tại cái kia hắc ám một nửa bên trong, có không gian ba động. Một cái không gian chi môn ở vào mở ra trạng thái, không có đóng lại. Chẳng lẽ cái này một mảnh bao phủ đảo nhỏ hắc ám, là trong hư không cái thanh âm này chủ nhân thân thể. Thậm chí, vị này đại năng thân thể không có hoàn toàn từ cánh cửa không gian bên trong đi ra. Đạo hữu, ngươi quá gấp, cái này lúc, lại một cái thành thục ổn trọng thanh âm vang lên. Trong hư không có không gian chi môn mở ra, một cái hất lên cái chăn nam tử, từ cánh cửa không gian bên trong cất bước mà ra. Cái gì hàng đều có tiên tử vội vàng nghênh tiếp, cùng hắn đứng ở cùng một chỗ. Cái gì đều có thể bán tiền bối. Tống Thư Hàng nhìn thấy nam tử này lúc, rất cảm thấy thân thiết. Hắn đối cái gì đều có thể bán đại lão ấn tượng đặc biệt tốt. Tại Tống Thư Hàng trong lòng, cái gì đều có thể bán đại lão cùng hắn ở giữa hảo hữu trị, hẳn là ở vào Cửu Châu nhất hào quần thành viên phía dưới vị trí. Cái gì đều có thể bán đại lão ngắm nhìn Tống Thư Hàng, gật đầu mỉm cười hắn chuẩn bị lại cho Tống Thư Hàng một cái cơ hội, sở dĩ tạm thời đem hắn từ sổ đen bên trong rời đi ra. Như là đã từ sổ đen bên trong rời ra, cái kia đại lão đối mặt Tống Thư Hàng lúc, liền sẽ giống đối đãi phổ thông khách nhân đồng dạng, cho hắn cơ bản nhất phục vụ tiếu dung. Ngươi cho rằng dùng tục khí linh thạch, liền có thể mua được cửu phẩm kiếp tiên thậm chí là trường sinh giả khuôn mặt tươi cười sao? Đúng vậy, hoàn toàn có thể. Mà lại giá cả còn vượt qua ngươi tưởng tượng thấp. Tiền bối, vị này hắc ám đại lão, là bằng hữu của ngươi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Cái kia hắc ám đại lão lên tiếng nói, tiểu hữu có thể xưng hô ta là âm ảnh lãnh chúa. Lãnh chúa cái danh xưng này nghe tựa như là trong trò chơi lúc nào cũng có thể bị người chơi đạp đổ boss. Vũ Nhu Tử giơ lên xích tiêu kiếm vỏ kiếm, nói, tiền bối có thể cân nhắc thay cái đạo hiệu. Ta đã thật lâu không cùng chư thiên vạn giới thế giới khác liên hệ, tiểu tiên tử ngươi giảng đồ vật ta không quá lý giải. Bất quá, ý tứ đại khái ta có thể minh bạch. Bóng tối lãnh chúa cười ha hả nói, xưng hào chỉ là cái để cho người ta phân chia cá thể danh hiệu. Với ta mà nói cái gì xương hào cũng không đáng kể. Cái kia từ hôm nay trở đi, tiền bối ngươi liền gọi âm an he thượng nhân đi. Vũ Nhu Tử nói, so với âm ảnh lãnh chúa đến, lập tức càng phù hợp chúng ta phong cách vẽ. Tốt, vậy ta hôm nay liền gọi âm ảnh thượng nhân. Bóng tối lãnh chúa dễ nói chuyện quá phận. Ta cảm giác ta cùng tiền bối lập tức nhiều cộng đồng chủ đề. Vũ Nhu Tử gật đầu nói bóng tối lãnh chúa mới vừa nói hôm nay liền gọi âm ảnh thượng nhân. Nói cách khác, vị tiền bối này ngày mai sẽ chuẩn bị thay cái đạo hiệu. Ha 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 ha, âm ảnh thượng nhân thoải mái cười to. Linh Điệp Thánh Quân. Hắn tiến lên một bước, bảo vệ bản thân hai cái nữ nhi luôn cảm giác nữ nhi lại cùng đối phương trò chuyện xuống dưới, liền sẽ hợp ý đi theo đối phương chạy, đặc biệt là da đen nữ nhi, cùng đối phương thuộc tính phi thường đồng bộ, không thể không phòng. Cái gì đều có thể bán tiền bối. Ngươi lần này tới là có đồ vật gì muốn giao dịch với ta sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Lần trước Đao Ý Thông huyền hạt sen bán cái giá tốt. Độc nhất vô nhị, lũng đoạn đồ vật, chính là bán chạy. Lần này nói đúng ra, là âm ảnh lãnh chúa đạo hữu muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ta liền kiếm phí trung gian. Cái gì đều có thể bán đại lão bình tĩnh nói. Xin gọi ta âm ảnh thượng nhân, bóng tối lãnh chúa nói. Cái gì đều có thể bán đại lão. Đạo hữu ngươi thay vào nhân vật cũng quá nhanh đi. Âm ảnh thượng nhân lại đối Tống Thư Hàng nói, ta nghĩ nếm thử kho thiên kiếp, đây là ta giao dịch hạng mục. Chỉ cần tiểu đạo hữu ngươi kho thiên kiếp không có vấn đề, ta liền có thể nỗ lực để tiểu đạo hữu hài lòng thù lao. Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, nhìn về phía Bạch Tiền Bối phân thân cùng Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Tiền Bối, các ngươi cảm giác có thể giao dịch sao?
Đạo này kho thiên kiếp mặc dù đại bộ phận là hắn động thủ chế tác, nhưng trong đó có Bạch tiền bối, Thất Tu, Dược Sư cùng Linh Điệp tiền bối hỗ trợ. Sở dĩ xác nhận giao dịch, Tống Thư Hàng muốn tư vấn bên dưới ba vị tiền bối ý kiến. Cái này kho thiên kiếp là ngươi chế tác, chúng ta chỉ là trợ thủ, loại chuyện này, chính ngươi quyết định liền tốt. Thất Tu Thánh Quân mỉm cười nói. Ngươi có muốn đồ vật, liền giao dịch đi. Bạch tiền bối phân thân mặt không chút thay đổi nói, dù sao, chúng ta số lượng rất nhiều. Nguyên vật liệu còn có rất nhiều, đầy đủ Cửu Châu Nhất Hào quần yến hội sử dụng còn có còn thừa. Tạ ơn tiền bối, Tống Thư Hàng dơ lên đạo thứ nhất hoàn thành kho thiên kiếp, nói, như vậy, mời âm ảnh tiền bối nếm thử ta kho thiên kiếp phải trang hợp cách đi. Bao phủ điền thiên đảo cái kia một nửa trong bóng đen, ngưng tụ ra một đôi tiểu xảo cánh tay dọc theo 200 mét, từ Tống Thư Hàng trong tay tiếp nhận kho thiên kiếp, mang về đến trong bóng tối. Chế tác hoàn thành kho thiên kiếp hiện lên đỏ phác phác hình, tản ra ám kim sắc linh quang, còn có nồng đậm thật lâu không tiêu tan mùi thơm, để cho người ta không ngừng bài tiết nước bọt. Trong bóng tối, truyền ra khe khẽ nhai tiếng. Ăn ngon, cùng ta trong trí nhớ đồng dạng, cắn một cái bên dưới, tầng thứ nhất mập mà không ngán, vào miệng tan đi. Tầng thứ hai có nhai kình, càng ăn càng thơm. Tầng thứ ba cảm giác cực giòn, khẽ cắn tức nát. Thậm chí so với ta trong trí nhớ kho thiên kiếp càng hương, càng có cảm giác. Bóng tối thượng nhân lớn tiếng tán dương. Tống Thư Hàng. Vị này bóng tối thượng nhân, nếm qua kho thiên kiếp. Nói cách khác, hắn nhận biết Hà Chỉ Ma Đế. Nếu thật như thế, muốn hay không thừa dịp hắn lúc ăn cơm, cho hắn một chiêu chính nghĩa đâm lưng. Ý nghĩ này vừa phù ở não hải thời điểm, liền bị Tống Thư Hàng trước tiên ấn vào đáy lòng. Đối đại lão loại sự tình này, cũng không thể biến thành yêu thích. Kỳ thật mỗi lần hắn đối đại lão đều là ngoài ý muốn, bị động, thậm chí có đôi khi, là không hiểu thấu bị đại lão đối lên. Hắn có rất ít chân chính chủ động đối đại lão thời điểm. Tại loại quan hệ này với bản thân mạng nhỏ sự bên trên, trong lòng của hắn vẫn rất có số. Mà lại, âm ảnh tiền bối nhận biết Hà Chỉ Ma Đế, lại không có nghĩa là bọn hắn là cùng một bọn. Nói không chừng chỉ là âm ảnh tiền bối đã từng là Hà Chỉ Ma Đế khách nhân. Cũng không thể bởi vì âm ảnh tiền bối nếm qua Hà Chỉ Ma Đế thiên kiếp thịnh yến, liền đem hắn vạch đến đối địch phương A. Loại này logic đơn giản có hố. Ăn bánh bao phổ thông quần chúng sao mà vô tội. Còn nữa, âm ảnh tiền bối là cái gì đều có thể bán đại lão giới thiệu qua tới khách nhân, đối lời nói nhất định sẽ bị cái gì đều có thể bán đại lão kéo vào sổ đen. Tương lai cùng cái gì đều có thể bán đại lão giao dịch thời gian còn nhiều lấy, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Sở dĩ, Tống Thư Hàng nhanh chóng thu hồi chính mình cái này suy nghĩ. Tiểu đạo hữu, người có phải hay không cải tiến qua kho thiên kiếp phối phương? Cái này lúc, âm ảnh thượng nhân thanh âm, vang lên lần nữa. Tống Thư Hàng gật đầu nói, cũng không thể nói là cải tiến, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, tại cái thứ nhất quá trình bên trong gia nhập thiên cương. Sau đó vì để cho nguyên liệu nấu ăn biến càng thêm ngon, cảm giác càng tốt hơn, ta nếm thử một loại độc môn bí pháp. Rất không tệ, nếu như muốn ta cho ngươi đạo này kho thiên kiếp chấm điểm, ta có thể cho ngươi đánh 80 điểm. Cùng ta lúc trước nếm qua kho thiên kiếp so ra, ngươi tiền chủ kỹ thuật kém xa tít tắp, phương diện này ảnh hưởng tới kho thiên kiếp mỹ vị trình độ. Nhưng gia nhập thiên cương cùng ngươi đối nguyên liệu nấu ăn cảm giác tăng lên, lại cho đạo này kho thiên kiếp thêm điểm không ít. Âm ảnh thượng nhân tán thán nói, đạo này kho thiên kiếp ta thừa nhận, hoàn toàn hợp cách. Bất quá, tiểu đạo hữu ngươi tiên chủ kỹ thuật còn có tăng lên chỗ trống, hy vọng lần sau có thể tại ngươi cái này thưởng thức được chí ít 95 phân phía trên tác phẩm. Trước đó tuyên bố, ta đang ăn phương diện này, rất kén chọn. Tạ ơn tiền bối khích lệ, Tống Thư Hàng mỉm cười. Đây là hắn lần thứ nhất động thủ nếm thử tiên chủ, liền được tiền bối tán thành. Có lẽ hắn tại tiên chủ cái này mắt trên rất có thiên phú. Nếu là hợp cách tác phẩm, chúng ta giao dịch coi như hoàn thành. Nhỏ như vậy bạn, người có cái gì muốn đổ vật sao? Âm ảnh thượng nhân hỏi. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy một loại hào khí đập vào mặt. Công đức xà mỹ nhân ngửa đầu, trong miệng có một cái từ tính thanh âm nam tử, đọc lấy bá đạo tổng giám đốc kịch truyền hình lời kịch. Tạo hóa tiên tử ở một bên vỗ tay, đánh tiết tấu. Tống Thư Hàng. Bầu không khí lập tức bị phá hư sạch sẽ. Ha ha ha, nếu như ngươi muốn ngôi sao, ta cũng có thể đưa ngươi.
Âm ảnh tiền bối cười ha ha nói. Tống Thư Hàng liên tục phất tay. Ngôi sao lấy tới làm gì, lại không cách nào nhét vào hạch tâm thế giới. Mà nếu như có một ngày, hắn hạch tâm thế giới trưởng thành đến có thể nhét ngôi sao trình độ lúc, chính hắn cũng có thể đi tướng tinh tinh tháo xuống. Xin tiền bối chờ một chút, kỳ thật ta đích xác có muốn đổ vật. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía Quy tiền bối, truyền âm nhập mật nói, Quy tiền bối, ngươi biết không? Quy tiền bối, Vọng Thiên, ngươi liền Đông Phương Đại Đế cũng không buông tha. Nam Phương Đại Đế quê quán đều bị bưng, lần này Thư Hàng dã tâm lại đặt ở Đông Phương Đại Đế hang ổ trên. Quả nhiên là Đông Phương Đại Đế cung điện mảnh vỡ à? Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Như vậy, chính là nó. Tiền bối, ta có thể hay không muốn một số viễn cổ thiên đình mảnh vỡ? Tống Thư Hàng nói. Cái gì hàng đều có tiên tử trừng mắt nhìn Tống Thư Hàng, kéo đen ngươi a, khách nhân Tống. Tiên tử ngươi đừng hiểu lầm, ta không có muốn đánh trong tay ngươi cái kia Đông Phương Xuân các mảnh vỡ ý tứ. Ta đang nghĩ, nếu là mảnh vỡ, vậy nó số lượng hẳn là rất nhiều. Tiên tử ngươi muốn thu lấy, cũng bán đi chỉ là trong đó mấy khối. Ta muốn chính là Đông Phương Xuân các cái khác mảnh vỡ. Tống Thư Hàng giải thích nói. Cái gì hàng đều có tiên tử xoa cằm, nhẹ gật đầu, có đạo lý. Viễn cổ thiên đình Đông Phương Xuân các mảnh vỡ sao? Ta hiểu được, âm ảnh tiền bối khẽ gật đầu. Tống Thư Hàng, tiền bối trong tay ngươi có mảnh vỡ sao? Không, trên thực tế ta hôm nay lần đầu tiên nghe nói thứ này. Bất quá không quan hệ, ta có tiền, âm ảnh tiền bối nói. Tống Thư Hàng, âm ảnh tiền bối dứt lời, lại đối cái gì đều có thể bán đại lão nói, đạo hữu, ta muốn mua mấy khối Đông Phương Xuân các mảnh vỡ. Đến lúc đó, cùng kho thiên kiếp nhiệm vụ cùng một chỗ tính tiền, như thế nào? Không có vấn đề, cái gì đều có thể bán đại lão lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung thích nhất loại này khách nhân, từ trước tới giờ không cùng người có kè mặc cả, chỉ cần giao dịch đồ vật đưa lên, vô luận bao nhiêu linh thạch, đối phương đều sẽ hào sảng thanh toán. Sư phụ, không nên đánh ta cái kia mấy khối mảnh vỡ chủ ý. Cái gì hàng đều có tiên tử nhắc nhở. Cái gì đều có thể bán nhẹ nhàng sờ lên đệ tử đầu, mỉm cười, hôm nay, sư phụ liền muốn sẽ dạy ngươi một khóa, sinh ý là có cạnh tranh. Cái gì hàng đều có tiên tử, tuyệt giao, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Chỉ là quan hệ thầy trò, cái nào sánh được sinh ý trọng yếu. Cái gì đều có thể bán đại lão mỉm cười nói. Tống Thư Hàng. Linh thạch không chỉ có thể mua được kiếp tiên cùng trường sinh giả đại lão tiếu dung, còn có thể để bọn hắn trở mặt thành thù. Cái gì hàng đều có tiên tử khí dậm chân. Cái này lúc, cái gì đều có thể bán đại lão lại nhẹ nhàng đè lại đầu của nàng, đùa giỡn a, liên quan tới Đông Phương Xuân các mảnh vỡ, ta chỗ này còn có rất nhiều con đường tới tay, ngươi cứ việc đi hoàn thành bản thân giao dịch đi. Như vậy, giao dịch hoàn thành, âm ảnh tiền bối cười nói. Hắn thân thể cao lớn bắt đầu lui về cánh cửa không gian. Tại rụt về lại trước, hắn đột nhiên lại hướng phía Tống Thư Hàng ném ra ngoài một cái màu đen cái chén, dựa vào vật này, ngươi có thể kêu gọi ta một lần. Lần sau, nếu như ngươi nghiên cứu ra càng nhiều thiên kiếp thực đơn món ăn, có thể kêu gọi ta. Chỉ cần hợp cách, ta đều sẽ cùng ngươi tiến hành đồng giá giao dịch. Lần sau món ăn, có phải hay không hun tâm ma kiếp cắt miếng? Da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh. Hạ một đạo đồ ăn, ta còn không có nghiên cứu tốt. Trên thực tế cái này thiên kiếp thực đơn, ta cũng vừa đạt được không lâu. Tống Thư Hàng tiếp nhận cái kia màu đen chén nhỏ, trả lời. Ha 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 ha, chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Âm ảnh tiền bối cười lớn, lui trở về âm ảnh giới, biến mất vô tung vô ảnh. Đợi âm ảnh tiền bối sau khi rời đi, Điền Thiên Đảo lại khôi phục như lúc ban đầu. Thuộc về Cửu Châu nhất hào quần thịnh yến, chính thức mở ra. Có âm ảnh tiền bối khẳng định, Tống Thư Hàng bắt đầu đem còn sót lại 2 tấn 3 lôi kiếp, toàn bộ xử lý thành kho lôi kiếp. Cái gì đều có thể bán đại lão cùng cái gì hàng đều có tiên tử, cũng bị Tống Thư Hàng lôi kéo lưu lại, tham gia lần này thịnh yến. Ăn người miệng nhuyễn, chỉ cần cùng một chỗ tham gia qua yến hội, cùng một chỗ nếm qua, uống qua, lần sau đại gia muốn tìm đại lão mua đồ lúc. Không nói đánh bao nhiêu chiết khấu, chỉ ít muốn tìm hắn lúc lại dễ dàng một số. Tống Thư Hàng là nghĩ như vậy. Kho thiên kiếp hắc long thế giới côn na nữ sĩ tiên nhưỡng đến từ thần bí tán tiên đài thiếu niên tiền bối tiên trà. Mỗi một dạng đều là bảo vật hiếm có.
Qua ba lần rượu sau, cái gì đều có thể bán. Đại lão bắt đầu từ bản thân tư nhân không gian bên trong, lấy ra từng đạo dùng trường sinh giả cấp bậc thủ pháp bảo tồn tiên hào. Những thứ này tiên hào, từ cổ chí kim, chủng loại nhiều đến kinh ngạc. Có thể bị cái gì đều có thể bán đại lão cất giữ vì hàng hóa tiên hào, mỗi một đạo đều có không kém gì biệt tuyết tiên cơ chủ nghệ. Vốn chỉ là thiên kiếp thịnh yến, hiện tại biến thành một trận không kém gì thực tiên yến thịnh yến. Yến hội một mực uống đến đêm khuya. Vốn là có chút uống nhiều cửu châu nhất hào quần thành viên, chính choáng càng sâu. Linh Điệp Thánh Quân kẹp lấy một khối kho thiên kiếp, tinh tế nhấm nháp. Ngoại trừ âm ảnh tiền bối nói cắn một cái bên dưới, tam trọng cảm giác bên ngoài, kho thiên kiếp tại nuốt xuống lúc, còn sẽ có loại bạo tạc hương vị. Đây là nguyên chấp nguyên vị thiên kiếp hương vị. Lão phu sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất biết thiên kiếp nguyên lai cũng có thể ăn a. Linh Điệp Thánh Quân lại nâng chén, cùng Hoàng Sơn Tôn giả đụng phải một chén. Rượu này cũng là tốt rượu, là cửu phẩm cấp bậc, thậm chí đẳng cấp cao hơn bảo vật. Thư Hàng tiểu hữu có thể lấy được nhiều như vậy đồ tốt, thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu tử này, cũng là có được đặc thù khí vận gia hỏa. Cùng Bạch đạo hữu khí vận khác biệt, Tống Thư Hàng khí động, hẳn là biểu hiện tại nhân duyên bên trên. A, ta có phải là uống nhiều hay không? Linh Điệp Thánh Quân đột nhiên lẩm bẩm nói. Hắn tựa hồ có chút hoa mắt. Vừa rồi hắn một chút lướt qua lúc, phát hiện ba cái vũ nhu tử. Da đen vũ nhu tử nhu thuận ngồi ở bên cạnh hắn, mà tại yến hội hiện trường, hắn nhìn thấy hai cái vũ nhu tử trong đám người xuyên qua, lăn lộn lấy, vui cười lấy. Hừm, xem ra là thật sự uống nhiều quá. Linh Điệp Thánh Quân khóe miệng lộ ra ý cười, hắn nguyên bản là trung niên khoản mỹ nam. Nụ cười này, mị lực lớn hơn mấy phần. Điền Thiên Đảo một số tiểu cô nương, bị hắn nụ cười này hấp dẫn, đều nhìn ngây người. Tống tiền bối, Tống tiền bối. Cái này lúc, bao lấy cái chăn cái kia vũ nhu tử lăn đến Tống Thư Hàng trước mặt. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, vũ nhu tử? Vũ nhu tử hì hì cười một tiếng, lăn đến Thư Hàng bên trên A Thập Lục bên cạnh, đầu nàng một đài, gối đến A Thập Lục trên đùi. Ta vẫn là muốn nhìn mưa sao băng. Tống Thư Hàng. Tiền bối ta không phải không gì làm không được đó a, vũ nhu tử. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, hắn nhìn về phía bên trên nói, tiền bối, ta có thể hay không mua một trận mưa sao băng. Linh Thạch, ta đến lúc đó dùng kho thiên kiếp gán nợ được chứ? Ha ha, không cần gán nợ. Hôm nay ta tâm tình tốt, miễn phí đưa. Cái gì đều có thể bán đại lão hào sảng nói. Cái gì hàng đều có tiên tử nghe nói như thế, liền biết sư phụ uống nhiều quá. Cũng chỉ có đang uống nhiều tình huống bên dưới, sư phụ mới có thể miễn phí đưa tặng khách nhân tiểu vật phẩm. Mưa sao băng, muốn cái nào góc độ, cái gì đều có thể bán đại lão đứng dậy, hai tay nhắm ngay bầu trời. Đang lúc cái này lúc, trên bầu trời, có một trận mưa sao băng, từ phía chân trời lóe lên, cực kỳ xinh đẹp. Tống Thư Hàng đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy mưa sao băng. Viên kia lưu tinh từ bầu trời đêm xẹt qua, lúc ấy như là mưa rào tầm tã đồng dạng dày đặc, mỹ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đơn giản giống như là một vị nào đó đại lão đánh nát một ngôi sao, chuyên môn chế tạo trận này mưa sao băng. Thật xinh đẹp so với ta trong tưởng tượng xinh đẹp hơn rất nhiều. Vũ Nhu Tử vừa lòng thỏa ý, nàng gối lên A Thập Lục đầu gối, ngước nhìn bầu trời sao. Một mặt thỏa mãn, tạ ơn Tống tiền bối, tạ ơn cái gì đều có thể bán tiền bối. Ta, cái gì đều có thể bán đại lão cứng ngắc giơ hai tay của mình, duy trì phát công tư thế, sau một lúc lâu hắn gạt ra một câu, ngọa thảo, có người cướp ta sinh ý. Tống Thư Hàng. A, cái gì hàng đều có tiên tử kinh ngạc nhìn về phía sư phụ sinh ý lại còn bị người đoạt, loại chuyện này nàng lần thứ nhất gặp phải. Cái này mưa sao băng, không phải ta chế tạo. Cái gì đều có thể bán đại lão tâm hào tắc. Hắn đời này, còn là lần đầu tiên tại giao dịch nhanh hoàn thành thời điểm, bị người cưỡng ép cướp đi sinh ý. Mặc dù nói, trận này mưa sao băng lúc đầu hắn muốn miễn phí đưa tặng. Nhưng tặng phẩm cũng là giao dịch một cái khâu. Vậy cái này trận mưa sao băng là ai làm? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, hắn xoay đầu lại hướng phía Linh Điệp Thánh Quân nhìn lại. Nếu như mưa sao băng không phải cái gì đều có thể bán đại lão làm. Cái kia ở đây có khả năng nhất làm loại sự tình này, thuộc về Linh Điệp Thánh Quân.
Linh Điệp Thánh Quân lúc này bưng lấy chén rượu, ngụm nhỏ nhếch, khóe miệng mang theo để tiểu cô nương tim đập mị lực tiếu dung. Hẳn không phải là Linh Điệp tiền bối, Linh Điệp tiền bối đã uống nhiều quá, mà lại hắn cũng không có phát công. Này sẽ là ai? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Khả năng, là nguyên nhân của chúng ta. Cái này lúc, Xích Tiêu Kiếm tiền bối vỏ kiếm lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, cái gì? Xích Tiêu Tử cùng Nam Phương Đại Đế đang chiến đấu, từ mưa sao băng góc độ đến xem. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói đến một nửa lúc, liền dừng lại. Bởi vì cái gì đều có thể bán đại lão đột nhiên đánh tới, hai tay của hắn hung dữ bắt lấy Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm, dùng sức lay động, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi cướp đi việc buôn bán của ta. Quá tàn nhẫn, đơn giản vô tình, đem ta sinh ý trả lại ta. Ta không phải cố ý, mà lại cũng không phải ta nổi, ta chỉ là một cái vỏ kiếm mà thôi a. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm hét lớn, đừng dung, đừng có lại dung. Muốn rời ra từng mảnh, cũng không nhìn một chút thực lực của chính ngươi. Trường sinh giả cấp bậc gia hỏa uống nhiều quá, tặc đặc mã phiền phức. Tống Thư Hàng nhìn thấy trước mắt hình tượng này lúc, không biết vì cái gì liền cười ra tiếng. Nếu như đem lúc này Xích Tiêu Kiếm tiền bối vỏ kiếm, biến thành cái muội tử, thỏa thỏa chính là A Di tình yêu kịch kinh điển hình ảnh. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ngài lời kịch không đúng. Diệt Phượng công tử từ cuồng đao tam lãng trên đầu nhảy xuống, lúc này, ngài hẳn là lớn tiếng phản bác, người mới vô tình, người mới tàn nhẫn. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm. Tại Diệt Phượng công tử nhảy đi xuống thời điểm, say trong mộng, cuồng đao tam lãng trên mặt rốt cục lộ ra giải thoát thần sắc hắn ác mộng cuối cùng kết thúc, đổi thành một cái mộng đẹp. Vũ Nhu tử từ A thập lục đầu gối xoay người mà lên, duỗi lưng một cái, hì hì ha ha bất kể như thế nào, mưa sao băng ta nhìn thấy A, thỏa mãn, hôm nay ta rất vui vẻ. Cái này lúc, da đen Vũ Nhu tử chạy chậm đến bên người nàng, sau đó yêu nhã kẹp lên một khối kho thiên kiếp đưa tới miệng nàng bên cạnh. Bản thể, cái này bàn kho thiên kiếp hương vị đặc biệt tốt. Hẳn là Tống tiền bối trước đó dùng dưỡng đao thuật xoa bóp qua 2 tấn 3 lôi kiếp, chế tác mà thành kho thiên kiếp, người nếm thử hương vị. Thân là đường đường tâm ma lại nhu thuận đến nàng trình độ này, khiến cho lòng người chua xót. Vũ Nhu tử há miệng, đem kho thiên kiếp cắn một cái bên dưới, ngô ăn ngon. Tống tiền bối, thập lục, ta ăn no rồi, ta muốn đi rót chén trà, các ngươi có muốn không? Vũ Nhu tử đem chăn như áo choàng đồng dạng thắt ở trên vai, hỏi. Tô thị A thập lục khẽ gật đầu, tạ tạ Vũ Nhu tử. Không khách khí, coi như là gối đùi hồi báo. Vũ Nhu tử hì hì cười nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói, vậy ta cũng phải một chén. A, đợi đã, Vũ Nhu tử. Hắn thấy được Vũ Nhu tử khóe miệng có một chút nho nhỏ đồ ăn hạt tròn, hẳn là vừa rồi ăn kho thiên kiếp lúc lưu lại. Nơi này. Tống Thư Hàng đưa tay chọc chọc bản thân má trái khóe miệng, ra hiệu Vũ Nhu tử đưa nàng bản thân khóe miệng hạt tròn lau đi. Vũ Nhu tử nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô thị A thập lục đồng dạng thấy được Vũ Nhu tử khóe miệng đồ ăn hạt tròn, nàng mỉm cười, giống như Tống Thư Hàng đưa tay chỉ má trái của mình khóe miệng vị trí, nói, Vũ Nhu tử, nơi này, người nơi này có. Tô thị A thập lục lời còn chưa nói hết, Vũ Nhu tử đột nhiên bu lại, đứng ở trước mặt nàng. Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục ánh mắt hoàn toàn bị nàng hai đầu đôi chân dài chiếm cứ. Ngay sau đó, Vũ Nhu tử cúi người tại Tô thị A Thập Lục bên mặt, xẹt tới, đối mặt trái của nàng một thanh hôn lên. Ba, vang dội hôn tiếng. Tô thị A Thập Lục một mặt mộng bức. Sau đó, Vũ Nhu tử lại quay tới, tiến đến Tống Thư Hàng bên mặt, đồng dạng nhẹ nhàng hôn lên. Ba, mùi thơm nức mũi, đôi môi mềm mại khác ở trên gương mặt. Hơi có chút ướt át. Ân, còn có kho thiên kiếp mùi thơm. Được rồi, ngủ ngon hôn cho các ngươi. Vũ Nhu tử hì hì cười nói, ta đi bưng trà. Tống Thư Hàng vội vàng nhanh chóng khoát tay nói, không, ta không phải ý tứ này. Tại Vũ Nhu tử cúi người đưa lên ngủ ngon hôn thời điểm, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy có một đạo ánh mắt lợi hại, từ đằng xa Linh Điệp tiền bối trong mắt bắn phá tới. Ta nói là, Vũ Nhu tử ngươi khóe miệng có khỏa đồ ăn hạt tròn. Tống Thư Hàng nhanh chóng giải thích nói. Vũ Nhu tử nháy nháy mắt, nàng xoay đầu lại, đối hướng da đen Vũ Nhu tử. Da đen Vũ Nhu tử móc ra một đầu khăn tay nhỏ, đưa nàng khóe miệng đồ ăn hạt tròn lau đi. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng Tống tiền bối cùng A thập lục không ngừng chỉ mình mặt,
là muốn ta cho các ngươi ngủ ngon hôn. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, ta còn đang suy nghĩ hai người các ngươi khả năng uống nhiều quá, sở dĩ đưa cái hôn trấn an các ngươi. Tống Thư Hàng, cái kia đem ta hôn trả lại cho ta đi. Vũ Nhu Tử nói, nàng duỗi ra hai tay, chỉ mình hai bên gò má, một người một bên, đem ngủ ngon hôn trả lại ta. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, không cần, không cần. Vũ Nhu Tử cô nương não mạch kín tựa như là xe cáp treo, khiến cho người vô pháp phòng bị. Cái kia, trước hết thiếu, lần sau có cơ hội đưa ta, 9 ra 13 về. Vũ Nhu Tử gói kỹ lưỡng cái chăn, dắt ra đen Vũ Nhu Tử tay nhỏ, hướng nơi xa Long Lạc tiểu trợ thủ cung cấp trà bánh nhảy xuống. Tống Thư Hàng, bên cạnh, tại Xích Tiêu kiếm tiền bối cầu xin tha thứ bên dưới, cái gì đều có thể bán đại lão rốt cục đưa nó buông xuống. Sau đó hắn đối Tống Thư Hàng kêu lên, bá Tống đạo hữu, ta con đường liên hệ tốt. Cái kia Đông Phương Xuân các mảnh vỡ, ngươi chừng nào thì muốn. Đông Phương Xuân các mảnh vỡ, trong đám người, có một Trích Vũ Nhu Tử, lỗ tai hơi động một chút. Cái này tiềm phục tại một đám say rượu đạo hữu quần bên trong, ăn uống miễn phí Vũ Nhu Tử, lỗ tai dựng lên từ đầu tới đuôi, quần bên trong đạo hữu đều không có phát giác dị dạng. Thấy được nàng đạo hữu đều trực tiếp coi nàng là thành Vũ Nhu Tử, cho dù có người ngẫu nhiên nhìn thấy có ba cái Vũ Nhu Tử tại đánh lăn chơi đùa, cũng sẽ không xâm nhập đi suy nghĩ. Cái này không chỉ là quần bên trong đạo hữu uống nhiều nguyên nhân, còn có thiên đế Vũ Nhu Tử thi triển trên người mình một cái tiểu pháp thuật công hiệu. Đây là một cái có thể làm cho nàng không làm người khác chú ý, thấy được nàng người đều sẽ bản năng cảm giác nàng tồn tại thức hợp lý pháp thuật. Cái này tiểu pháp thuật là thiên đình đã từng một vị thích khách đại sư, bắt chước cái nào đó thần kỳ tông môn công pháp, suy luận đi ra pháp thuật. Mượn cái này tiểu pháp thuật, thiên đế Vũ Nhu Tử tại Cửu Châu nhất hào quần yến hội như cá gặp nước. Ngoại trừ Linh Điệp Thánh Quân bên ngoài, những người khác không có chú ý tới sự khác thường của nàng. Mà Linh Điệp Thánh Quân trầm mê ở ba cái nữ nhi cảm giác hạnh phúc bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Thiên đế Vũ Nhu Tử nhấp khẩu rượu ngon Đông Phương Xuân các mảnh vỡ, đây là thiên đình tứ phương đại đế cung điện mảnh vỡ. Tại viễn cổ thời đại thiên đình, ngoại trừ thân là hạch tâm thiên đế cung điện bên ngoài, còn lại vị trí bên trong trọng yếu nhất chính là tứ phương đại đế cung điện, cùng giao trì nữ đế Trình Lâm đặc thù thế giới. Viễn cổ thời đại thiên đình, có thể nói là tu chân mạnh nhất trong lịch sử lớn thế lực. Liền ngay cả lúc trước Nho Gia Thánh Nhân một tay sáng lập Nho Gia, cũng vô pháp cùng thiên đình so sánh, chỉ tại trường sinh giả về số lượng, Nho Gia liền xa xa không kịp thiên đình. Giữa hai bên, sáng lập lý niệm cùng hình thức khác biệt. Nho Gia là thánh nhân bắt đầu từ số không sáng lập, tất cả đệ tử đều là hắn một tay bồi dưỡng mà thành. Mà viễn cổ thời đại thiên đình, là thiên đế và mấy vị cùng chung chí hướng đồng bạn, cộng đồng sáng tạo, cũng thu nạp rất nhiều cao thủ gia nhập. Mà bây giờ, nàng muốn dựng lại thiên đình lúc, ngoại trừ thiên đế chủ điện bên ngoài, tứ phương đại đế cung điện mảnh vỡ, là rất trọng yếu bộ phận. Nàng vểnh tai, chú ý Tống Thư Hàng cùng cái gì đều có thể bán ở giữa đối thoại. Tống Thư Hàng không có vội vã để đại lão đem mảnh vỡ truyền tới, mà là trước hỏi thăm rõ ràng, cái gì đều có thể bán tiền bối, Đông Phương Xuân các mảnh vỡ thể tích lớn bao nhiêu. Trong tay của ta con đường có thể tới tay mảnh vỡ có ba cái. Mỗi một phiến đều có hiện tại chúng ta dưới chân đảo nhỏ một phần tư lớn nhỏ. Cái gì đều có thể bán đại lão trả lời. Cái này ba cái mảnh vỡ, là trừ bỏ đệ tử của hắn cái gì hàng đều có trong tay mấy cái kia mảnh vỡ sau số lượng. Sinh ý chi đạo, vốn là phải có cạnh tranh. Đáng tiếc cái gì hàng đều có là hắn chân quý đệ tử, không thể từ trong tay nàng đoạt hàng. Ta lần sau có phải hay không đến tìm người bán, đem cái gì hàng đều có cho bán cái giá tốt. Sớm điểm để cho nàng lấy chồng. Dạng này về sau cũng không cần lo lắng nàng và ta đoạt mối làm ăn rồi. Một cái to gan ý nghĩ tại cái gì đều có thể bán đại lão trong đầu hiển hiện. Có thể thu nhỏ sao? Tống Thư Hàng hỏi. Cái gì đều có thể bán đại lão lắc đầu, không chức năng này, dù sao cũng là mảnh vỡ. Tống Thư Hàng, tiền bối ngươi có biện pháp đưa chúng nó thu nhỏ sao? Có. Cái gì đều có thể bán đại lão xoa xoa đôi bàn tay chỉ cần giá tiền phù hợp, cái gì đều có thể bán. Tiền bối chờ một lát, Tống Thư Hàng nói. Lúc này, trong lòng của hắn rất muốn học lấy âm ảnh tiền bối, vung tay lên không quan hệ, ta có tiền. Đáng tiếc, hắn không có tiền.
Tống Thư Hàng quay người đối cách đó không xa Bạch Tiền Bối phân thân truyền âm nói, Bạch Tiền Bối, trong tay ngươi có biện pháp nào không, đem ba cái có điền thiên đảo một phần tư lớn nhỏ đảo nhỏ, thu nhỏ một chút. Còn lại đến có thể đưa vào ta hạch tâm thế giới lớn nhỏ. Ngươi dưỡng đao thuật, Bạch Tiền Bối phân thân dùng cái xiên bốc lên một khối kho thiên kiếp lạnh nhập trong miệng, hắn lúc này hai cái quai hàm đều nhét tràn đầy. Nếu không có truyền âm nhập mật pháp thuật, hắn bây giờ căn bản không cách nào há miệng nói chuyện. Không được, lần này là mảnh vỡ. Không phải chỉnh thể pháp khí, dưỡng đao thuật chỉ sợ không có hiệu quả. Tống Thư Hàng trả lời. Cái kia đưa chúng nó cắt, cắt thành nhỏ hơn trạng thái, chuyển nhập ngươi hạch tâm thế giới đi. Bạch Tiền Bối phân thân đem trong miệng kho thiên kiếp nuốt xuống về sau, lại bổ sung, nếu như là bản thể ở đây, trong tay hắn có một cái trận pháp hẳn là có thể trong thời gian ngắn đem thiên đình mảnh vỡ thu nhỏ. Nhưng này cái trận pháp tiêu hao rất lớn, ta là phân thân trạng thái, năng lượng không đủ để khởi động đại trận kia pháp. Bạch Tiền Bối phân thân năng lượng tiêu hao hết lúc, liền sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nếu như lúc này, Bạch Tiền Bối không tức giận lời nói, ngược lại là có thể hướng Bạch Tiền Bối xin giúp đỡ. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, bất quá bây giờ, không phải triệu hoán Bạch Tiền Bối thời điểm. Như vậy, dưới mắt, chỉ có hướng Bạch Tiền Bối tiếp tục vay tiền. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng mặt dày nói, có thể hay không lại mượn ta một ít linh thạch? Không có vấn đề a, muốn bao nhiêu? Bạch Tiền Bối phân thân quai hàm lại chống thành hai đoàn. Tống Thư Hàng nhìn về phía cái gì đều có thể bán đại lão, Tiền Bối, thu nhỏ mảnh vỡ muốn bao nhiêu linh thạch? Cái gì đều có thể bán đại lão mỉm cười, duỗi ra bốn cái ngón tay mượn tức giận dao động xích tiêu kiếm vỏ kiếm vận động, hắn tỉnh một chút. Tỉnh rượu, sinh ý liền tốt làm. Cùng một thời gian, sau lưng hắn, cái gì hàng đều có tiên tử thận trọng duỗi ra ba ngón tay. Tống Thư Hàng. Cái này rất rõ ràng, cái gì đều có thể bán đại lão hố hắn. Cái gì đều có thể bán đại lão đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái gì hàng đều có tiên tử, đồ đần, đối phương là bá tống thời điểm, chúng ta không có 95 chiết. Dựa vào cái gì ta không có 95 chiết, còn có, 495 chiết cũng không phải 3A. Tống Thư Hàng nhịn không được nói, cái gì đều có thể bán tiền bối, ta nhìn lầm ngươi a. Ta cho là chúng ta ở giữa hữu nghị không tệ. Kỳ thật, ta cảm giác bá tống đạo hữu không tệ, có hộ khách VIP tiềm chất. Cái gì hàng đều có tiên tử nói. Tống Thư Hàng liên tục gật đầu. Cái gì đều có thể bán đại lão thật sâu thở dài người tổng là kỳ quái như thế. Có chút hố, bản thân không rơi vào trước đó, vô luận người khác nói thế nào, người đều sẽ không tin tưởng. Chỉ có bản thân cũng rơi trong hố về sau, mới có thể tin tưởng đó là cái hố to. Cái gì hàng đều có hiện tại, liền không có thấy rõ bá tống cái này hố trời. Chờ ngày nào nàng tự mình rơi vào cái này trong hố về sau, nàng mới biết hối hận không kịp. Thôi, vậy liền ba cái cửu phẩm linh thạch, không thể ít hơn nữa. Ít hơn nữa ta liền lỗ vốn, cái gì đều có thể bán đại lão trầm giọng nói. Thành giao, Tống Thư Hàng nói. Hiện tại liền đem hàng cho người vận đến không? Cái gì đều có thể bán đại lão hỏi. Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch Tiền Bối phân thân. Bạch Tiền Bối phân thân lắc đầu, không vội, giao dịch chờ yến hội sau khi kết thúc lại nói. Phân thân trên thân, hiện tại cũng không có tiền. Đến lúc đó, hắn muốn tới bản tôn chôn giấu từng cái trong bảo khố đi lấy linh thạch. Được, vậy ta trước hết để cho người đem hàng chuyển di tới. Đến lúc đó chúng ta lựa chọn cái địa điểm. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cái gì đều có thể bán đại lão dứt lời, lấy điện thoại cầm tay ra, ta đi trước gọi điện thoại, câu thông một chút. Dứt lời, hắn đằng không mà lên, rời đi ồn ào yến hội hiện trường. Một mực dấu ở trong đám người thiên đế vũ nhu tử không thôi buông xuống cái xiên, sau đó nàng lặng lẽ đuổi theo cái gì đều có thể bán. Đang cùng cửu châu nhất hào quần thành viên nâng cốc ngâm thơ linh điệp thánh quân. Vừa quay đầu phát hiện mình ba cái nữ nhi đã chỉ còn lại có hai cái. Trước đó quả nhiên là ta uống quá nhiều rồi, hoa mắt sao? Linh Điệp Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn về phía trong chén chi vật này rượu kình thật là lớn, liền ngay cả hắn bát phẩm huyền thánh thân thể vậy mà đều không chịu nổi. Luôn cảm giác, rượu này bị chế ra mục đích chủ yếu, chính là để cho người ta uống say đồng dạng. Linh Điệp Thánh Quân nói khẽ. Đúng vậy, Linh Điệp tiền bối. Bên cạnh, đang nấu nước vì các đạo hữu pha trà hạch tâm tiểu trợ thủ lên tiếng trả lời,
đây là tới tự Hắc Long thế giới Côn Na Điện Hạ ủ chế rượu ngon, rượu này mục đích chủ yếu chính là để Côn Na Điện Hạ có thể mau chóng tiến vào say rượu trạng thái, để cho Long Lạc ý chí có thể giáng lâm ở trên người nàng. Linh Điệp Thánh Quân. Hắn không có tiến Hắc Long thế giới cho nên đối với Long Lạc, Côn Na nữ sĩ cũng không quá hiểu rõ. Thì ra là thế, Đậu Đậu giống người đồng dạng ngồi, chân trước ôm ngực, vậy chúng ta uống nhiều quá về sau, có thể hay không để cho Long Lạc ý chí giáng lâm đến trên người chúng ta. Thật có lỗi, Đậu Đậu đại nhân, Long Lạc còn không có khai phát ra chức năng này. Nếu như ngài cần loại phục vụ này, ta có thể thuật lại cho Long Lạc tiểu trợ thủ, lại từ hắn đề nghị cho Long Lạc, tiến hành hạng này công năng nghiên cứu khai phát. Hạch Tâm tiểu trợ thủ nói, nhưng là, coi như nghiên cứu ra được về sau, cũng chỉ có thể tại Hắc Long thế giới sử dụng loại năng lực này. Trừ phi ngươi có thể giống Bá Long nhân viên quản lý như thế, đạt được nhất định Long Lạc quyền hạn. Quên đi, Đậu Đậu tiếc nuối nói. Hắc Long thế giới cái gì cũng tốt, chính là không có gọi Sở Sở muội tử, hắn cũng không dự định đến Hắc Long thế giới sinh hoạt. Bất quá, Tống Thư Hằng có thể tiếp nhận Long Lạc ý chí giáng lâm. Uông nha! Nghĩ tới đây, Đậu Đậu linh cơ khẽ động, nhảy. Hắn cầm chén rượu lên, Uông Thư Hằng, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng. Chuyện gì? Tống Thư Hằng quay người hỏi. Đậu Đậu trên mặt lộ ra mất hứng thần sắc, ngươi thật đúng là sẽ không phối hợp a, Thư Hằng. Lúc này, ngươi nếu ứng nghiệm ta một tiếng, sau đó lại nhảy tới, thu nhỏ đến ta trong chén, liền giống bị cái chén của ta hút vào đồng dạng. Đây mới gọi là diễn kỹ. Thật không biết thượng bộ trong phim ảnh, ngươi là thế nào lăn lộn đến nam số 2 nhân vật. Nhất định là ngươi dùng bên sản xuất phía đầu tư thân phận quy tắc ngầm đạo diễn. Uông, Tống Thư Hằng, Đậu Đậu ngươi đây là đang ép buộc, ai có thể co lại thành đậu đinh lớn, tiến vào ngươi trong chén đi. Đậu Đậu cười lạnh một tiếng, lần nữa nâng chén, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám ứng ta sao? Tại, tiên tử cao giọng trả lời. Tiếp đó, nàng phát ra Tống Thị bốn tiếng kêu thảm pháp, thân hình xoay tròn lấy bay về phía Đậu Đậu cái chén. Tựa như thật sự bị hút vào đồng dạng, tại ở gần cái chén thời điểm, thân thể của nàng co lại thành hạt đậu lớn công đức chi quang, rơi vào trong chén. Diễn kỹ mắc điểm, kỹ kinh toàn trường. Nhìn thấy chưa, Đậu Đậu giơ cái chén, đây mới gọi là diễn kỹ, đây mới là nhân vật chính cấp bậc nhân vật hẳn là phải có kỹ năng. Trong chén, tiên tử còn phối hợp phát hình ra thân thể bị luyện hóa thành nước ào ào tiếng. Tống Thư Hằng. Không học được, không học được. Luận diễn kỹ, công đức xà mỹ nhân vung hắn 10 đầu đường phố. Nói chính sự, vừa rồi Hạch Tâm tiểu trợ thủ nói có thể khai phát để Long Lạc ý chí giáng lâm công năng, ngươi có được quyền hạn, muốn hay không thử khai phát một chút. Đậu Đậu lên tiếng nói. Tựa như giáng lâm đến Côn Na nữ sĩ trên người giống nhau sao? Tống Thư Hằng hỏi. Hạch Tâm tiểu trợ thủ lắc đầu, vượt giới giáng lâm tiêu hao rất lớn, mà lại Bá Long nhân viên quản lý ngài không phải Côn Na điện hạ, thể chất cùng nàng khác biệt. Sở dĩ, Long Lạc ý chí có thể giáng lâm hiệu quả, khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Mặt khác, vượt giới giáng lâm xem như chui hiện thế quy tắc lỗ thủng. Giáng lâm một lần về sau, chỗ sơ hở này có thể sẽ bị lập tức chữa trị. Sở dĩ, khả năng chức năng này bị nghiên cứu ra được về sau, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Bá Long nhân viên quản lý còn cần nghiên cứu phát minh chức năng này sao? Nghiên cứu, đối Hắc Long thế giới tiêu hao lớn sao? Tống Thư Hằng hỏi. Sẽ không rất lớn, bởi vì có Côn Na điện hạ mô bản tại, chỉ cần sửa chữa một chút là đủ. Hạch Tâm tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hằng suy tư một lát, nói, vậy liền nghiên cứu một chút đi. Át chủ bài loại vật này, hắn từ trước tới giờ không ngại nhiều. Coi như chỉ có thể sử dụng một lần át chủ bài, nói không chừng liền có thể trở thành cọng cỏ cứu mạng. Hạch Tâm tiểu trợ thủ dùng máy móc giọng nói, xác định mệnh lệnh, đang đem mệnh lệnh chuyển đạt cho Long Lạc tiểu trợ thủ. Mệnh lệnh chuyển đạt thành công, vượt giới giáng lâm hạng mục nghiên cứu bắt đầu. Khổ cực, Tống Thư Hằng nói. Uông Đậu Đậu đứng lên, lắc lắc cái đuôi, Thư Hằng ta đây là giúp ngươi đại ân a. Ngươi có phải hay không đến báo đáp ta một chút? Tống Thư Hằng. Không nghĩ tới Đậu Đậu ngươi là như vậy cầu tử. Đừng lo lắng, ta sẽ không đưa ra để ngươi đệ tử Sở Sở theo giúp ta hẹn hò loại sự tình này. Đậu Đậu nhẹ nhàng hất đầu, trên đầu lông chó xoái khí run run. Vậy ngươi suy nghĩ gì? Tống Thư Hằng hỏi ngược lại.
yêu cầu của ta chỉ có một cái. Đậu Đậu giơ lên móng vuốt, tương lai người cái thứ nhất nữ nhi, có thể hay không gọi Sở Sở? Hắn hiển nhiên lời nói bên trong có chuyện. Tống Thư Hàng. Đậu Đậu, ăn ta cấm ngôn thuật. Hoàng Sơn tôn giả thanh âm vang lên. Đậu Đậu cười hắc hắc, Hoàng Sơn đại ngốc, đồng dạng chiêu thức đối với ta là không có hiệu quả. Tại ta Đậu Đậu cổ thánh long ấn hiệu quả bên dưới, thấp hơn bát phẩm tinh thần pháp thuật cũng sẽ không hữu hiệu. Ngươi cấm ngôn thuật đã quá hạn á. Vừa dứt lời, Đậu Đậu đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Hèn hạ Hoàng Sơn đại ngốc, lại nhưng sử dụng vật lý cấm ngôn thuật. Kỳ thật ta chỉ là muốn biết Long Lạc ý chí phủ xuống thời điểm, Tống Thư Hàng ngoại hình có thể hay không phát sinh cải biến. Dù sao Long Lạc ý chí tựa hồ thiên hướng về nữ tính hình thái. Đậu Đậu thân thể ầm vang ngã xuống đất. Hoàng Sơn tôn giả yên lặng thu hồi một cái trùy trạng pháp khí, đưa nó thu hồi đến trong tay áo tân. Cấm ngôn thuật. Tôn giả ánh mắt đảo qua Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, tràn đầy quần chủ uy nghiêm. Mấy cái yêu tìm đường chết quần thành viên, tại say rượu trong trạng thái, đều bản năng run lẩy bẩy. Đậu Đậu đã hôn mê về sau, Tống Thư Hàng lại xa vào đến trong trầm tư. Mưa sao băng, đình chỉ. Tô Thị A Thập Lục nhìn lên bầu trời, nói khẽ. Trận này mưa sao băng bền bỉ thời gian đủ dài. Hắc hắc, vì chế tạo trận này mưa sao băng, ta cùng Xích Tiêu Tử có thể phí sức. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm nói. Tô Thị A Thập Lục, Xích Tiêu Tử cùng Nam Phương Đại Đế ở giữa chiến đấu kết thúc rồi à? Kết thúc, náo ra trận thế lớn như vậy, không kết thúc đều không được. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm lên tiếng nói. Tiếp đó, ta cùng Xích Tiêu Tử muốn tránh đầu gió. Tiền bối muốn đi rồi. Tô Thị A Thập Lục hỏi. Chờ danh tiếng qua ta liền trở lại. Đúng, ta đột nhiên có cái ý kiến hay. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm đột nhiên kiếm thủ sáng lên. Hắn hét lớn, Vũ Nhu Tử tiên tử mau tới đây một chút. Đồng thời, trong hư không vọt tới không gian ba động. Xích Tiêu Kiếm bản thể vượt không gian mà tới. Đương Xích Tiêu Kiếm tiền bối mũi kiếm, vượt không gian mà đến. Tống Thư Hàng liền nhận ra khí tức của nó, dù sao sớm chiều ở chung được lâu như vậy. Sau đó, hắn không hề nghĩ ngợi lại hỏi, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, người có phải hay không lên cân? Béo em gái ngươi, người gặp qua bảo kiếm hội trưởng mập sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối cả giận nói. Tống Thư Hàng, thật có lỗi, nhà ta muội muội còn chưa ra đời. Mà lại Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngài là thật mập, trước khi đi ngài vẫn là kiểu Trung Quốc bảo kiếm phong cách vẽ. Khi trở về ngài đã là Tây Thức Cự Kiếm hình thái. Mập không chỉ một vòng, trong khoảng thời gian này ngài đến cùng kinh lịch cái gì? Ta đây là tiến hóa, hiểu không? Xích Tiêu Kiếm tiền bối thanh âm tiếp tục vang lên, sau đó, có một đôi trắng noãn cánh tay từ cánh cửa không gian bên trong chui ra, chống ra cánh cửa không gian. Tống Thư Hàng. Ngọa thảo, đây là cái gì kinh dị phong cách vẽ, một thanh Tây Thức Cự Kiếm chui kiếm vị trí. Lại trở thành một đôi trắng noãn mảnh khảnh tay nhỏ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối ngài xác định là tiến hóa, mà không phải ma hóa rồi. Loại này chuôi kiếm là cánh tay bảo kiếm, từ phong cách vẽ nhìn lại chính là ma vương chi kiếm loại hình tà binh A. Ta cảm giác Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ngài vẫn là đời cũ khá là đẹp đẽ, có tiên khí. Tống Thư Hàng lần nữa thành khẩn đề nghị nếu như có thể mà nói, cảm giác Xích Tiêu Kiếm tiền bối trở về hình dáng ban đầu hẳn là sẽ khá là đẹp đẽ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối thân hình dừng lại, một lát sau, hắn cười hắc hắc, người cảm giác bộ dáng của ta bây giờ không xoái. Không phải, mà là phong cách vẽ có chút lệch ra. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nghe nói như thế, không những không sinh khí, ngược lại rất vui vẻ nói, ta cũng cảm giác ta hiện tại bộ dáng xấu dã man. Xấu ngược lại không đến nỗi, chỉ là có điểm giống tà binh. Kỳ thật, tiếp nhận rồi thiết lập về sau. Ngược lại có loại tà mị đẹp trai cảm giác. Tống Thư Hàng vội vàng an ủi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cười hắc hắc, không, chính là xấu. Chính ta đều thừa nhận, đặc biệt là kiếm thủ vị trí, xấu không được. Ngươi chờ chút mà nhìn thấy kiếm thủ của ta về sau, ngươi thì sẽ biết. Trên thế giới này vẫn còn có xấu như vậy kiếm thủ. Tống Thư Hàng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, là cam chịu sao? Ta muốn làm sao an ủi Xích Tiêu Kiếm tiền bối? Cho hắn lòng tin. Như thế nào cổ vũ một thanh thất lạc thần binh, tại tuyến chờ, rất cấp bách. Nếu không, cho tiền bối đến Tam Liên dưỡng đao thuật, để nó khôi phục điểm tinh thần.
Đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm, Xích Tiêu kiếm tiền bối chui kiếm một chút xíu từ cánh cửa không gian bên trong gạt ra. Tại cặp kia trắng noãn tay nhỏ chui kiếm về sau, là một cái rất phối hợp cùng khoản trắng noãn cổ. Cái này phong cách vẽ, không đành lòng nhìn thẳng. Tống Thư Hàng chỉ cần não bổ một chút Xích Tiêu tử đạo trưởng bóp cổ huy kiếm bộ dáng, cũng cảm giác Xích Tiêu tử đạo trưởng thế ngoại cao nhân nhân thiết đều sập. Cái này cổ xinh đẹp a, đây chính là ta trên người bây giờ chỗ kiêu ngạo nhất. Sau đó đinh đinh đinh, đặc sắc nhất vị trí đăng tràng á. Xích Tiêu kiếm tiền bối dùng sức vừa chui, cuối cùng kiếm thủ vị trí cũng từ cánh cửa không gian bên trong chui ra. Thư Hàng tiểu hữu, lớn tiếng nói cho ta biết, cái này kiếm thủ có đẹp trai hay không? Xích Tiêu kiếm tiền bối dương dương đắc ý nói, ta cũng không tin trong miệng ngươi có thể tung ra cái xấu chữ. Tống Thư Hàng. Hắn thấy được cái kia cùng mình mặt rất tương tự, chỉ ít có năm thành trở lên tương tự kiếm thủ. Đẹp trai như vậy kiếm thủ, hắn sao có thể trái lương tâm nói xấu đâu. Hừm, rất xoái, bên cạnh Tô Thị A Thập Lục mở chừng hai mắt nói. Xích Tiêu kiếm tiền bối cười ha ha một tiếng, đối Tô Thị A Thập Lục dựng thẳng lên ngón cái, vẫn là tiểu thập lục có thưởng thức ánh mắt. Hắn lại nhìn phía Tống Thư Hàng, có đẹp trai hay không? Tống Thư Hàng tâm hảo tắc, Xích Tiêu kiếm tiền bối, tại sao có mặt của ta? Khả năng, là ngươi trên người ta soát dưỡng đao thuật nguyên nhân. Xích Tiêu kiếm hai mắt nheo lại, cười xấu xa nói. Vọng Thiên, có thể đổi khuôn mặt không? Tống Thư Hàng hỏi dò. Không được, Xích Tiêu tử rất hài lòng ta cái này hình thái. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng. Vì cái gì Xích Tiêu tử đạo trưởng sẽ hài lòng cái này hình thái, chẳng lẽ Xích Tiêu tử đạo trưởng ưa thích bóp lấy cổ người đi cùng người chiến đấu? Nếu là Xích Tiêu kiếm tiền bối một mực duy trì cái này hình thái, đạo trưởng cũng đã quen nó cái này hình thái sau. Tương lai có một ngày, đạo trưởng gặp gỡ địch nhân lúc, ta nếu là vừa vặn đứng ở đạo trưởng bên cạnh, đạo trưởng có thể hay không một thuận tay, bóp lấy cổ của ta vung đến tự cùng địch nhân đại chiến 300 hiệp. Đùa với ngươi, cái này tiến hóa hình thái hẳn là vẫn chưa hoàn thành, thuộc về nửa tiến hóa trạng thái. Ta cảm giác mình còn có thể lại tiến hóa một chút, đến lúc đó hẳn là có thể đổi mới hình thái. Ta chủ yếu là muốn cho ngươi xem một chút. Ta hiện tại cái này kỳ hoa trạng thái, dọa ngươi nhảy một cái. Xích Tiêu kiếm nói. Dứt lời, hắn thân kiếm thu liễm, trong nháy mắt khôi phục vì kiểu Trung Quốc cổ kiếm hình thái. Ta cảm giác Xích Tiêu kiếm tiền bối tiến hóa hình thái càng thú vị. Cái này lúc, Vũ Nhu Tử chạy tới, lên tiếng nói. Nàng là nghiêm túc. Phổ thông đồ vật, đối nàng không có chút nào lực hấp dẫn. Ngược lại là vừa mới cái kia 5 điểm giống Tống Thư Hàng kiếm thủ tăng thêm trắng noãn cổ, cánh tay hình thái, nàng càng ưa thích. Vũ Nhu Tử ngươi thẩm mỹ quan quá khiêu, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, tiền bối ngươi gọi ta có việc. Chúng ta tới thảo luận bên dưới tâm ma hóa thân phương án đi. Tại bản thể của ta cùng Xích Tiêu tử tránh đầu sóng ngọn gió thời gian bên trong, ta nghĩ phân cái hóa thân đi ra, lưu tại hiện thế. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói thật nhanh. Ý kiến hay, Tống Thư Hàng nói. Nhưng là, thời gian quá cấp bách, ta cần thời gian đến vì tiền bối chế tạo riêng phương án. Vũ Nhu Tử nhíu mày nói. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên nói, chúng ta có thời gian hộp. Đúng, Tiểu Thập Lục thông minh, ta cũng là nghĩ đến cái này thời gian hộp. Vũ Nhu Tử ngươi cùng ta tiến vào cái hộp này, chúng ta ở bên trong đem tâm ma hóa thân phương án giải quyết. Dù sao rút ra chính là Nam Phương Đại Đế năng lượng, không rút bạch không rút. Xích Tiêu kiếm tiền bối cười ha ha nói. Thời gian đầy đủ, ta không có vấn đề. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Vậy ta để sở các chủ hiệp trợ các ngươi. Tống Thư Hàng dứt lời, mở ra hạch tâm thế giới lối vào, để Xích Tiêu kiếm cùng Vũ Nhu Tử tiến vào bên trong. Đồng thời, hắn lại đem uống say co lại thành hành cầu thông nương nâng tới. Chuyển rời đến hạch tâm thế giới sở các chủ kích hoạt thời gian hộp lúc cần thông nương thân thể hiệp trợ. Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu kiếm cùng thông nương, tiến vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Xích Tiêu kiếm tiến vào thời khắc, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn nhắc nhở Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng. Ta đem tâm ma hóa thân lưu tại bên cạnh ngươi lúc, ngươi cũng đừng nghĩ đến đưa nó cắt miếng. Ngươi cái kia thiên kiếp thịnh yến bên trong thiên ma thứ thân một đồ ăn, để cho ta có chút lo lắng. Tống Thư Hàng, yên tâm đi, tiền bối. Ta cũng không có như thế bụng đói ăn quàng.
Lời này của ngươi là xem thường của ta tâm ma hóa thân, cho rằng hắn không lên cấp bậc, không ngon. Xích Tiêu Kiếm tiền bối mũi kiếm trao lên, bất mãn nói. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm tiền bối hôm nay là thế nào? Có thể là giới tính thức tỉnh, sở dĩ biến khó chịu đi lên. Một mực trầm mặc Quy tiền bối đột nhiên lên tiếng nói, theo ta nghiên cứu lâu như vậy tâm lý học đến xem, Xích Tiêu Kiếm đạo hữu lần này tiến hóa thời điểm, hẳn là ở vào muốn tiến hóa ra giới tính điểm mấu chốt. Ngươi nhìn nó chuôi kiếm vị trí, trắng nõn tinh tế, rõ ràng là tay của thiếu nữ cánh tay, nhưng nó đầu lại cùng ngươi tương tự. Hắn hiện tại đồng thời có rồi nam tính cùng nữ tính đặc thù, sở dĩ tính cách biến khó chịu cũng rất bình thường. Vọng Thiên, Quy tiền bối phân tích tốt thấu triệt. Quy tiền bối nhiều như vậy tâm lý học thư tịch, quả nhiên không phải xem không. Một đầu hiểu nhân tâm rùa, đáng sợ. Cái kia Quy tiền bối, ngươi có thể phân tích đậu đậu sở sở khống là nguyên lý gì không? Diệt Phượng công tử đột nhiên nhảy đến Tống Thư Hàng bên trên mặt bàn, liếm láp tay nhỏ hỏi. Đậu đậu sở sở khống rất kỳ quái, liền Hoàng Sơn tôn giả cũng không biết bệnh của nó nhân là lúc nào sinh ra. Loại này đối cái nào đó danh tự sinh ra mãnh liệt yêu thích trong lòng tật bệnh, rất lớn có thể là bởi vì hắn lúc còn nhỏ thiếu khuyết vật gì đó. Mà đậu đậu lúc còn nhỏ thiếu khuyết sở sở, cho nên đối với sở sở liền sẽ sinh ra mãnh liệt yêu thích xúc động. Quy tiền bối nghiêm túc nói, phía trên đều là ta nói bừa. Tống Thư Hàng, ta cùng khuyển yêu đậu đậu tiếp xúc không nhiều, làm sao phỏng đoán nó chứng nguyên nhân a? Tâm lý học cũng không phải pháp thuật, muốn giảng khoa học. Quy tiền bối tiếp tục nói. Diệt Phượng công tử, tiền bối ngài giảng tốt có đạo lý. Bất quá đậu đậu vì sao lại muốn cho bên cạnh tất cả sự vật, cũng lấy một cái sở sở danh tự. Lệ Chi tiên tử cũng bu lại, hiếu kỳ hỏi. Sở sở khống, ấn lý thuyết hẳn là chỉ là đối sở sở sẽ sinh ra yêu thích chi tâm. Nhưng mình đem cái nào đó sự vật đặt tên là sở sở, sau đó liền thích việc này vật, liền có chút không logic. Hắn mới vừa rồi còn muốn cho ta cái thứ nhất nữ nhi lấy tên gọi sở sở. Cho nữ nhi lấy tên thế nhưng là chuyện của cha mẹ, há lại cho hắn người nhúng tay, ta quả quyết liền cự tuyệt nó. Tống Thư Hàng dương dương đắc y nói. Xa xa Linh Điệp Thánh Quân yên lặng vì Tống Thư Hàng lời này điểm tán. Có lẽ, đậu đậu muốn cùng Tống Thư Hàng ngươi kết hôn, sau đó sinh một cái sở sở. Diệt Phượng công tử đột nhiên nói, bởi vì đậu đậu nói không chừng là chỉ khuyển nương. Đừng quên Hoàng Sơn tiền bối còn nghĩ qua đưa nó gả đi. Tống Thư Hàng, công tử ngươi giảng khả năng này, quá kinh dị. Chúng đạo hữu quay đầu tiếp cận Hoàng Sơn tôn giả. Yên tâm đi, ta sẽ không đem đậu đậu gả cho Thư Hàng tiểu hữu. Hoàng Sơn tôn giả bình tĩnh nói, dù sao, đậu đậu hiện tại có hôn ước đối tượng. Đậu đậu lại có hôn ước đối tượng, hắn lại phải kết hôn. Cái này nói thông, Quy tiền bối gật đầu, nói. Khuyển yêu đậu đậu đoán chừng là mắc trước hôn nhân sợ hãi chứng. Bệnh chứng này lúc phát tác, có người chọn trốn tránh hôn nhân, không dám đối mặt, thậm chí có người sẽ làm ra đào hôn sự. Có người sẽ hy vọng đem bên trên đồng bạn cũng kéo vào hôn nhân vòng xoáy, cùng hưởng trước hôn nhân hoảng sợ. Có người sẽ hy vọng tại cùng đồng bạn nói chuyện trời đất, có thể tự nhiên nhắc lên hôn nhân cái đề tài này, sau đó thông qua thảo luận tới đến một số trên tâm lý an ủi. Cái này khuyển yêu nói không chừng là hy vọng cùng các ngươi tâm sự hôn nhân, tâm sự tương lai. Tâm sự Tống Thư Hàng ngươi muốn cùng ai kết hôn, sinh mấy đứa bé loại hình. Đáng tiếc bị đánh gãy. Tống Thư Hàng. Một bên khác. Điền Thiên Đảo bên ngoài. Cái gì đều có thể bán đại lão, trong điện thoại cùng người ước định cẩn thận giao hàng địa điểm. Kết thúc trò chuyện thời điểm hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy Vũ Nhu Tử tiểu tiên tử, cũng từ Điền Thiên Đảo bên trong chui ra. Nhớ kỹ vị này tiểu tiên tử là Linh Điệp Thánh Quân độc nữ, thuộc về tiềm ẩn hộ khách VIP. Mặc dù trước mắt thực lực không cao, nhưng nàng khí vận rất mạnh. Lại thêm nàng cái kia hào sảng tính cách, tương lai nhất định lại là mua trong đại quân một viên. So với chỉ thích hợp chào hàng phục sinh pháp khí bá Tống đạo hữu đến, vị này Vũ Nhu Tử tiểu tiên tử tương lai càng đáng giá chờ mong. Nói thật, tại sức mua phương diện, nam tu nhóm thật sự không cách nào cùng tiên tử nhóm so sánh. Từ nam tu trong tay khu mấy khối linh thạch độ khó muốn so từ tiên tử nhóm trong tay đạt được linh thạch khó hơn rất nhiều. Đây là cái gì đều có thể bán đại lão ngàn ngàn vạn vạn năm qua tích lũy kinh nghiệm. Vô luận thời đại làm sao biến hóa, tiên tử sức mua chính là mạnh hơn tại nam tu.
bất quá vị này Linh Điệp Đảo tiên tử chạy đến nơi đây tới làm gì. Trong lúc đang suy tư, Vũ Nhu Tử tiên tử ánh mắt vừa vặn cùng hắn đối bên trên. Sau đó, Vũ Nhu Tử tiên tử trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đối hắn dùng sức phất tay, cái gì đều có thể bán tiền bối, rốt cuộc tìm được ngươi á. Tìm ta, có chuyện gì không, cái gì đều có thể bán, đại lão nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ, Vũ Nhu Tử tiên tử tư nhân còn có muốn mua đồ vật? Nghĩ tới đây, cái gì đều có thể bán, đại lão lộ ra ôn nhu nụ cười chuyên nghiệp, Vũ Nhu Tử tiên tử, có cái gì muốn mua sao? Không, không phải, Vũ Nhu Tử tiên tử lắc đầu, sau đó nàng từ miệng trong túi lấy ra một đầu khả ái một tấc thu nhỏ túi, lại từ trong đó lấy ra ba khối cửu phẩm linh thạch. Tiền bối, cái này ba khối cửu phẩm linh thạch cho ngươi. Vũ Nhu Tử tiên tử đưa lên linh thạch, nói. Cái gì đều có thể bán, đại lão, tiên tử ngươi đã không mua đồ vật, lại làm gì cho ta cái này ba khối linh thạch. Tống tiền bối không phải xin tiền bối xuất thủ thu nhỏ mấy cái kia Đông Phương Xuân các mảnh vỡ sao. Giá tiền là ba cái cửu phẩm linh thạch, không sai đi. Vũ Nhu Tử tiên tử ngọt ngào cười nói. Đông Phương Xuân các là âm ảnh tiền bối làm kho thiên kiếp thù lao, đưa tặng cho Tống Thư Hàng. Mà ba khối cửu phẩm linh thạch, là Tống Thư Hàng mời cái gì đều có thể bán, đại lão xuất thủ, thu nhỏ Đông Phương Xuân các mảnh vỡ giá tiền. Cái gì đều có thể bán, đại lão minh bạch, người muốn thay bá Tống thanh toán cái này ba khối linh thạch. Bá Tống tên kia hiện tại người không có đồng nào, giao cái khoản vẫn phải hướng Bạch Thánh Quân vay tiền. Mà bây giờ cái này Vũ Nhu Tử tiên tử, là muốn lặng lẽ thay bá Tống trả tiền. Vũ Nhu Tử tiên tử nhẹ gật đầu. Ngươi cấp cho bá Tống, cái gì đều có thể bán, đại lão hỏi. Không đâu, đây chỉ là ta một điểm cá nhân tâm ý. Vũ Nhu Tử tiên tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta thay Tống tiền bối trả tiền, có thể sao? Cái gì đều có thể bán, đại lão đưa tay tiếp nhận cái này ba khối cửu phẩm linh thạch, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta một chuyến này chỉ nhận linh thạch. Chỉ cần linh thạch đến, chúng ta liền thừa nhận giao dịch hoàn thành. Như vậy. Một lát nữa đợi Đông Phương Xuân các mảnh vỡ đến về sau, ta sẽ ra tay đưa chúng nó thu nhỏ, sau đó đưa đến bá Tống đạo hữu trong tay, không có vấn đề a? Không có vấn đề, đến lúc đó tiền bối ngươi đừng nói là ta thanh toán cái này ba khối cửu phẩm linh thạch, được không? Vũ Nhu Tử tiên tử nói khẽ. Khách nhân yêu cầu hợp lý, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Cái gì đều có thể bán, đại lão giơ ngón tay cái lên, hỏi thăm bát quái vấn đề. Vũ Nhu Tử tiên tử ngươi không muốn trả lời lời nói cũng không có quan hệ, tiên tử ngươi đối bá Tống đạo hữu có ý tứ. Vũ Nhu Tử tiên tử khẽ gật đầu, nàng đỏ bừng mặt, đối cái gì đều có thể bán, đại lão khô tay nói, vậy ta về trước đi a, tiền bối. Đi thôi, ta chờ hàng hóa đến về sau, liền cho bá Tống đạo hữu đưa đi. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Vũ Nhu Tử tiên tử cứ như vậy vui vẻ nhảy cả tưng về Điền Thiên Đảo đi. Đây chính là thanh xuân a, cái gì đều có thể bán, đại lão nói khẽ. Bá Tống Huyền Thánh cái này nghèo đến túi so mặt còn sạch ra hỏa, lại còn sẽ có người ưa thích, Bạch Phú Mỹ tiểu tiên tử thậm chí còn lặng lẽ vì hắn tính tiền. Loại này Bạch Phú Mỹ đại tiểu thư yêu cùng khổ thiếu niên phim nội dung cốt truyện, không nghĩ tới tại hiện thế bên trong đều có thể nhìn thấy. Hơn một giờ sau, cái gì đều có thể bán, đại lão lại nhận được điện thoại. Bên cung cấp đã đem ba cái Đông Phương Xuân các mảnh vỡ đưa đến giao dịch địa điểm, hiện tại đang chờ hắn đi qua giao dịch. Ta lập tức liền đến, cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Dứt lời, hắn kết thúc trò chuyện, mở ra cánh cửa không gian, trực tiếp đến giao dịch địa điểm. Lại qua hơn 10 phút đồng hồ. Cánh cửa không gian một lần nữa mở ra, cái gì đều có thể bán, đại lão từ cánh cửa không gian bên trong bước ra. Trong tay của hắn. Nắm vuốt ba cái giống như là bảo định thiết cầu kim loại xác. Cái này ba cái thiết cầu bên trong đựng lấy chính là thu nhỏ Đông Phương Xuân các mảnh vỡ. Có chút năm không có sử dụng loại này thu nhỏ vật thể pháp thuật, kỹ thuật thoáng có chút lui bước. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, hắn có nắm chắc đem ba cái mảnh vỡ thu nhỏ đến viên bi lớn nhỏ. Bất quá, cái này ba cái bảo định thiết cầu lớn nhỏ mảnh vỡ, đã thỏa mãn bá Tống đạo hữu yêu cầu. Hắn liền không nhiều lãng phí thời gian cùng công phu. Dù sao hắn là vài phút hơn trăm triệu giao dịch tồn tại, thời gian quý giá vô cùng. Cái gì đều có thể bán, đại lão chân đạp hư không, hạ xuống về Điền Thiên Đảo. Sau đó, thần trí của hắn quét qua,
chuẩn bị tìm kiếm bá Tống đạo hữu. Nhưng là bá Tống đạo hữu nhưng không thấy. Cái gì đều có thể bán đại lão. Con hàng này chạy đi đâu rồi? Đang lúc hắn chuẩn bị tìm đệ tử cái gì hàng đều có hỏi một chút tình huống thời điểm, thần trí của hắn tại Điền Thiên Đảo trên bờ cát, bắt được bá Tống đạo hữu khí tức. Cái gì đều có thể bán đại lão suy nghĩ khẽ động, thân hình chuyển rời đến cái kia phiến trên bờ cát. Sau một khắc, hắn nhìn thấy bá Tống chính ngồi xổm ở bên bờ biển đào tiểu con cua. Chẳng lẽ trên yến hội đám kia túy quỷ còn không ăn đủ, còn muốn thêm đồ ăn? Bá Tống đạo hữu, cái gì đều có thể bán đại lão xuất hiện sau lưng bá Tống, lên tiếng nói. Bá Tống xoay đầu lại. Ánh trăng chiếu rượu bên dưới, cái gì đều có thể bán đại lão lúc này mới phát hiện, tôn này bá Tống đạo hữu không phải bản thể, mà là một bộ hóa thân. Mà lại là một tôn rất đặc thù sắt thép hóa thân. Tiền bối, có chuyện gì không? Bá Tống sắt thép hóa thân hiếu kỳ hỏi. Người bản thể đâu, cái gì đều có thể bán đại lão hỏi. Bản thể tiến vào hạch tâm thế giới đi, tạm thời không tiện đi ra. Tiền bối ngài có việc, ta có thể trực tiếp chuyển đạt cho bản thể. Bá Tống sắt thép hóa thân nói. Cái gì đều có thể bán đại lão khoát tay áo, không vội. Hắn lặng lẽ đụng chạm một chút cỗ này sắt thép hóa thân. Một cái tin tức phù hiện ở đầu óc hắn. Bá Tống huyền thánh sắt thép hóa thân, cỗ này hóa thân chính là bá Tống huyền thánh ngũ phẩm lúc luyện hóa đặc thù phân thân, cùng hắn linh hồn cùng một nhịp thở, chính là bá Tống huyền thánh không thể chia cắt một bộ phận. Cái gì đều có thể bán đại lão khẽ gật đầu. Xác định là bá Tống hóa thân không sai. Lại thêm hắn có thể cảm ứng được sắt thép hóa thân bên trên, bắt nguồn từ bá Tống đạo hữu bản nguyên khí tức loại vật này, không cách nào bắt trước. Đã ngươi bản thể trong thời gian ngắn không cách nào đi ra, vậy vật này liền giao cho ngươi đi. Cái gì đều có thể bán đại lão đem ba cái thiết cầu giao cho bá Tống sắt thép hóa thân, cứ như vậy, liền có thể xác nhận giao dịch hoàn thành. A, tiền bối, nhưng ta còn không thanh toán thu nhỏ viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cần thiết ba khối linh thạch đại giới A. Bá Tống sắt thép hóa thân nghi hoặc hỏi. Có người thay ngươi thay thanh toán, còn là ai, ta trước giữ bí mật. Cái gì đều có thể bán đại lão một mặt bình tĩnh nói, sau đó hắn đưa lên ba cái viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Có người thay ta thanh toán xong, bá Tống sắt thép hóa thân tiếp nhận ba cái mảnh vỡ, tiền bối, cái này ba cái viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thu nhỏ thời gian, có thể duy trì bao lâu? Bằng vào ta kỹ thuật, cái này ba cái thiên đình mảnh vỡ trạng thái, chỉ ít có thể duy trì 24 giờ. Cái gì đều có thể bán đại lão trả lời. Tạ ơn tiền bối. Sắt thép hóa thân thận trọng đem ba cái mảnh vỡ để vào túi. Như vậy, xác nhận giao dịch hoàn thành, cái gì đều có thể bán đại lão gật đầu nói, sau khi nói xong, hắn đối Tống Thư Hàng phất phất tay, bá Tống đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Lần này giao dịch, trên tổng thể tới nói vẫn được. Xem ở lần này thuận lợi giao dịch trên mặt mũi, liền không trước đem bá Tống kéo sổ đen. Cái gì đều có thể bán đại lão tiêu sái rời đi. Lưu lại bá Tống đạo hữu sắt thép hóa thân tiếp tục tại bờ biển bắt con cua. Đợi cái gì đều có thể bán đại lão đi xa về sau, bá Tống huyền thánh sắt thép hóa thân đình chỉ động tác, cúp điện. Một lát sau, thiên đế vũ nhu tử thân ảnh từ đáy biển chui ra, cười hì hì đi vào sắt thép hóa thân bên cạnh. Nàng đưa tay dắt Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân, chuẩn bị đồng bộ Tống tiền bối, sau đó. Tống tiền bối, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, ta liền mang đi. Thứ này vốn chính là ta đát, sở dĩ, đừng nói ta tiệt hồ ngươi nha. Dứt lời, nàng nắm lấy cắt điện Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân, một bước vào cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa, chạy nhanh chóng. Mà lại chạy mất thời điểm, nàng còn ra tay đem bản thân không gian truyền tống dấu vết xóa đi, miễn cho có người thuận không gian truyền tống khí tức truy kích nàng. Vì cam đoan an toàn, nàng mang theo Tống Thư Hàng sắt thép hóa thân trước ngẫu nhiên truyền tống hơn 10 lần. Tại truyền tống quá trình bên trong, nàng còn tại ba cái viễn cổ thiên đình mảnh vỡ trên bố trí tầng một đế văn phong ấn, tránh cho cái gì đều có thể bán thông qua cái này ba cái mảnh vỡ truy tung đến nàng. Liên tiếp truyền tống mấy chục lần về sau, nàng mới lặng lẽ độn trở lại mình bây giờ ở tạm hắc ám tiểu tinh cầu bên trên. Hừm, cứ như vậy hẳn là an toàn, thiên đế nói khẽ, nàng đưa tay vỗ, đem Tống Thư Hàng sắt cương hóa thân chuyển rời về mặt trời nhỏ bên trong. Hiện tại thực lực của nàng không có hoàn toàn khôi phục, không thể chuyện gì đều chính diện đối. Mặt khác,
Tại sao ta cảm giác ta có chuyện không hoàn thành? Thiên đế xoa cằm. Một lúc lâu sau. À, ta quên cùng cái kia vũ nhu tử cô nương tiếp xúc một chút. Thiên đế ngẩng đầu vọng thiên, nàng lần này mục đích chủ yếu, rõ ràng là cùng vũ nhu tử tiếp xúc một chút, hiểu rõ bên dưới nàng gần nhất đến cùng đang làm gì, loại kia cưỡng chế sảng khoái đến cùng là thứ quỷ gì. Kết quả bởi vì Đông Phương Xuân các mảnh vỡ nguyên nhân, chuyện trọng yếu nhất ngược lại quên đi. Xem ra, tìm thời gian vẫn phải cùng vũ nhu tử tiếp xúc một chút. Nếu không, nho ra kế hoạch liền không cách nào triển khai. Thiên đế lẩm bẩm nói. Điền Thiên Đảo Yến hội hiện trường. Đại bộ phận uống nhiều đạo hữu đã tại Điền Thiên Đảo chủ an bài xuống, nghỉ ngơi đi. Còn có số ít mấy vị, còn miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, còn không có chìm vào giấc ngủ. Lúc này ở trong phòng bếp, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Tiền Bối phân thân, Thất Tu Thánh Quân, Hoàng Sơn Tôn Giả, cái gì hàng đều có tiên tử chính vây quanh Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà đang theo Vũ Nhu Tử miêu tả phương pháp, bồi dưỡng tâm ma hóa thân. Hắn đã sớm ngưng tụ ra tâm ma, bây giờ đoàn kia màu xám sương mù trạng tâm ma, có muốn tiến hóa thành hình dấu hiệu. Tất cả mọi người rất muốn mở mang kiến thức một chút Bắc Hà tâm ma hóa thân thành hình về sau, lại là cái gì hình thái. Là hắn trước kia tâm ma tóc vàng mỹ nhân, vẫn là như Bắc Hà ý chí muốn ngưng tụ một cái đồng quái tâm ma. Hoặc là giống như Vũ Nhu Tử, ngưng tụ ra một cái da đen Bắc Hà. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi kết quả. Cái này lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên biến sắc, cánh tay run rẩy một chút. Thế nào, Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng hỏi. Tống Thư Hàng rụi rụi con mắt. Trong mắt của hắn nhận được đã lâu sắt thép hóa thân đồng bộ tới được hình ảnh. Tại hình ảnh bên trong, Vũ Nhu Tử cười nói tự nhiên, Tống tiền bối, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, ta liền mang đi. Thứ này vốn chính là ta đát, sở dĩ, đừng nói ta tiệt hồ ngươi nha. Thiên đế. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tô Thị A Thập Lục, Thiên Đế, nàng tới. Bạch Long tỷ tỷ trong nháy mắt hiện thân, lơ lửng ở trên không. Nàng lúc này tích xúc một bộ phận năng lượng, liền xem như chính diện đối cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cái gì hàng đều có, chúng ta muốn đi. Cái này lúc, phòng bếp truyền ra ngoài đến cái gì đều có thể bán đại lão thanh âm. Dứt lời, đại lão vào nhà. A, à, bá Tống ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì đều có thể bán đại lão nhíu mày. Rõ ràng tại ngoài phòng thời điểm, hắn đều không có cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức, nhưng vào nhà về sau, lại phát hiện hắn an vị tại trong phòng bếp. Tiền bối, Tống Thư Hàng trong lòng có loại dự cảm không ổn, kết hợp sắt thép hóa thân truyền lại tới hình ảnh, hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, hỏi dò, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đâu? Cho người sắt thép hóa thân, cái gì đều có thể bán đại lão trả lời. Tống Thư Hàng. Cái gì đều có thể bán đại lão. Hai người đều từ đối phương trên mặt đọc đến không ổn tin tức. Ta sắt thép hóa thân, bị thiên đế cướp đi, trước đây thật lâu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Cái gì đều có thể bán đại lão, cái gì? Cái kia sắt thép hóa thân không phải là cùng ngươi chặt chẽ không thể tách rời sao? Là chặt chẽ không thể tách rời, mặc dù bị cướp đi, nhưng sắt thép hóa thân cùng ta ở giữa liên hệ không cách nào bị chém đứt. Ngẫu nhiên ta còn có thể từ sắt thép hóa thân cái kia đạt được một số cảm ngộ cùng một số tin tức. Với ta mà nói, cái này không có gì tốt kinh ngạc, ta liền bản mệnh linh quỷ đều bị người mạnh mượn mà đi, hiện tại cũng không trả. Sắt thép hóa thân bị người đoạt chạy, ta hoàn toàn không cảm giác ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hắn bình tĩnh dáng vẻ để cho người ta cảm thấy lòng chua xót. Lại nói, ta không phải còn chưa trả thu nhỏ thiên đình mảnh vỡ phí tổn sao. Vì cái gì tiền bối đột nhiên lại giao dịch với ta rồi? Tống Thư Hàng truy vấn. Cái gì đều có thể bán đại lão, Vũ Nhu Tử tiểu cô nương, giúp người thanh toán 3 khối cửu phẩm linh thạch. Vũ Nhu Tử tại ta hạch tâm thế giới, trợ giúp Xích Tiêu kiếm tiền bối hoàn thành tâm ma hóa thân pháp thuật. Tống Thư Hàng nói đến một nửa lúc, hắn đã đoán được chân tướng, là thiên đế. Vũ Nhu Tử tâm ma bị thiên đế cướp đi, sở dĩ cái kia thay giao linh thạch Vũ Nhu Tử. Hẳn là thiên đế. Cái gì đều có thể bán đại lão. Các ngươi bọn gia hỏa này thật đúng là chỉnh chỉnh tề tề. Một cái linh quỷ bị thiên đế cướp đi, một cái sắt thép hóa thân bị thiên đế cướp đi. Đồng thời, cái gì đều có thể bán đại lão lại nghĩ tới một cái chi tiết. Hắn đưa tay lấy ra thiên đế trả tiền 3 cái cửu phẩm linh thạch.
ba cái cửu phẩm linh thạch phẩm chất trên hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, trong đó một cái linh thạch bên trên, có cái nho nhỏ đế văn dấu vết. Nếu không nhìn kỹ, liền sẽ xem nhẹ đi qua. Cái gì đều có thể bán đại lão đem cái này linh thạch ném tới bên cạnh. Hắn lập tức liền có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức. Hắn lại đem khối linh thạch này nhặt lên, Tống Thư Hàng khí tức, liền bị che giấu, không cách nào bị hắn cảm ứng. Cái gì đều có thể bán đại lão? MMP. Cái gì đều có thể bán đạo hữu, người chúng chiêu. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng thở dài, ở trong đó cũng có trách nhiệm của chúng ta. Vũ nhu tử linh quỷ hắn sắt thép hóa thân tổ hợp, việc này không thể chỉ trách cái gì đều có thể bán đại lão. Ta đi đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cầm trở về. Cái gì đều có thể bán đại lão che kín trên người cái chăn, trầm giọng nói, còn tốt, chúng ta có 7 ngày bao lui phục vụ. Muốn từ trong tay của ta tiệt hồ hàng hóa, không dễ dàng như vậy. Tại cái này nhân tâm xảo trá, nhân tình băng lãnh thế giới, chỉ có trên người cái chăn, có thể mang cho hắn ấm áp. 7 ngày bao lui phục vụ, vô luận thân ngươi ở phương nào, chỉ cần không hài lòng, chúng ta đều có thể tới cửa lấy hàng. Chất lượng tốt phục vụ, tìm hiểu một chút. Nguyên bản vì bắt kịp thời đại, chuẩn bị gần đây hướng nội hộ khách đẩy ra phục vụ 7 ngày bao lui. Bất quá, bởi vì cái này phục vụ chi tiết còn không có quy hoạch hoàn thành, tương quan pháp thuật cũng vẫn chưa hoàn thiện, sở dĩ hắn còn không có chính thức đem cái này phục vụ nội dung, giới thiệu cho khách nhân. Cái gì đều có thể bán đại lão nhẹ nhàng nắm vuốt mi tâm, tại hàng hóa tiêu thụ sau 7 ngày thời gian bên trong, hắn có thể tùy thời lấy hàng hóa vì tọa độ tiến hành tới cửa trả lại tiền lấy hàng phục vụ. Bị thiên đế mang đi 3 khối đông phương xuân các mảnh vụn bên trên, cũng bổ sung lấy cái này 7 ngày bao lui phục vụ nhãn hiệu. Cho ta chút thời gian, đến lúc đó, nếu là hàng hóa không có thu hồi, ta một lần nữa cho ngươi tìm kiếm mới đông phương xuân các mảnh vỡ. Cái gì đều có thể bán đại lão đối Tống Thư Hàng nói. Cái gì hàng đều có tiên tử, lại nói sư phụ, từ thiên đế trong tay thu hồi đông phương xuân các mảnh vỡ lời này, nghe luôn cảm giác là lạ. Dù sao, đông phương xuân các bản thân liền là thiên đế nhà đồ vật. Nàng chỉ là thu hồi chính nàng đồ vật. Cái gì hàng đều có tiên tử lời nói vừa mới nói xong, liền phát hiện sư phụ đang dùng một loại từ bi ánh mắt thương hại nhìn qua nàng, qua nhiều năm như vậy. Ngươi lại nhưng không có lỗ vốn, thật sự là làm cho người rất cảm động. Nếu như thế giới này có chân chính thần, vậy khẳng định là giao dịch chi thần tại che chở lấy ngươi. Cái gì hàng đều có tiên tử. Giáp đặt xuống Giang Sơn, kiến tạo xa hoa cung điện. Nhưng về sau, hắn Giang Sơn bị ất cho đặt xuống, cung điện chia 5 x 7, một bộ phận biến thành ất chiến lợi phẩm, một bộ phận bị giáp hậu nhân mang đi. Mà ta từ giáp hậu nhân trong tay mua được cung điện mảnh vỡ. Lúc này giáp lại nhảy ra, nói cung điện là của hắn, muốn ta đem cung điện mảnh vỡ giao cho hắn. Ta chẳng lẽ còn muốn đem cung điện mảnh vỡ giao cho giáp? Vậy ta tổn thất tìm ai đi? Cái gì đều có thể bán đại lão nói. Tống Thư Hàng, tể bán ra ruộng. Cái gì hàng đều có tiên tử, hừm, nếu như giáp nắm đấm đủ cứng, vậy chúng ta liền không có biện pháp. Vấn đề là, trước mắt đến xem, quả đấm của ta cứng hơn. Cái gì đều có thể bán đại lão trầm giọng nói nếu như không phải trên người hắn bọc lấy cái chăn, nói không chừng sẽ rất có cao thủ khí chất. Như vậy, ta trước xuất phát, nhiều nhất trong 7 ngày, ta liền sẽ cho tiểu hữu ngươi một cái hồi phục. Cái gì đều có thể bán đại lão nói. Dứt lời, hắn đối cái gì hàng đều có tiên tử kêu lên, đi. 7 ngày, cảm giác các tiền bối đều rất ưa thích 7 ngày cái số này a. Tống Thư Hàng xoa cằm. Thầm nghĩ trong lòng nhớ kỹ bạch tiền bối để mặt trời nhỏ chuyển cáo hắn thời điểm, nói qua béo cầu ước chừng lại ở trong 7 ngày lén qua đến hiện thế. Cảm giác thật là đúng dịp. Lập tức tới ngay, cái gì hàng đều có tiên tử hướng phía trong miệng lấp cuối cùng một khối kho thiên kiếp, đối Tống Thư Hàng phất phất tay, bá Tống đạo hữu, lần sau gặp. Đừng gặp, tốt nhất vĩnh viễn không thấy. Mỗi lần cùng gia hỏa này giao dịch đều không chuyện tốt. Cái gì đều có thể bán đại lão lẩm bẩm nói. Chờ lúc này đem Đông Phương Xuân các mảnh vỡ truy hồi, cùng Tống Thư Hàng hoàn thành giao dịch về sau, hắn liền muốn chân chính đem Tống Thư Hàng kéo sổ đen, vĩnh thế không còn thả ra. Gia hỏa này chính là cái hố, hơn nữa còn là trên mặt trăng hố, lại thâm sâu lại nhiều. Vừa mới vì chính mình thoát hố, không cẩn thận, lại rơi trong hố đi. Tống Thư Hàng. Đại lão mặc dù đang thấp giọng thì thào,
nhưng hắn đều nghe rõ. Nhưng ta cũng rất vô tội a. Cái gì đều có thể bán, đại lão đưa tay mở ra cánh cửa không gian, mang theo cái gì hàng đều có tiên tử tiến vào, lúc gần đi hắn còn tại dặn dò tiên tử, lần sau, uống rượu về sau, chúng ta liền tuyệt đối không thể tiến hành giao dịch. Dù là cảm giác mình đầu não thanh tỉnh, cũng không cần động tay giao dịch. Lúc này ta liền bị thua thiệt. Nếu như là trạng thái bình thường, không có chịu đến thụ tiên những ảnh hưởng lời nói, hắn cảm giác mình chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị hố. Chí ít thiên đế đem linh thạch đưa cho hắn thời điểm, hắn bao nhiêu sẽ có phát giác mới đúng. Nhưng này rượu thật sự là rượu ngon, hương vị thật sự là nhất tuyệt. Không biết bá tống là từ đâu lấy được, loại trình độ này tiên nhưỡng, chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu a. Lần sau muốn hay không hướng hắn tiến điểm hàng. Ta nhổ vào, đột nhiên, cái gì đều có thể bán, đại lão dùng sức hứ một thanh. Kéo đen, không có lần sau. Không thể trêu vào, hắn còn không trốn thoát sao. Cùng lắm thì có bá tống huyền thánh ở địa phương, hắn đi vòng. Cái gì hàng đều có tiên tử. Sư phụ hôm nay nhìn có chút nội tiết mất cân đối. Chẳng lẽ là thời mãn kinh đến rồi. Lại hoặc là, hắn tại thể nghiệm đại di mụ phần món ăn. Đại di mụ phần món ăn là một kiện thương phẩm, mà lại tại chư thiên vạn giới còn rất dễ bán. Người vốn là như vậy, đã mất đi đồ vật mới có thể đi hoài niệm. Sở dĩ, có chút thực lực cường đại tiên tử, sẽ ý tưởng đột phát, muốn một lần nữa thể nghiệm một chút mất đi đồ vật. Sư phụ, Nguyệt An, có cần phải tới hai hạt? Cái gì hàng đều có tiên tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái gì đều có thể bán, đại lão? Ngày mai sẽ thử liên hệ người bán đi, nhìn xem cái gì hàng đều có thể bán mấy đồng tiền. Điền thiên đảo trên. Thiên đế, thật là một cái đau đầu ra hỏa. Tống thư hàng thở dài. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên đế sẽ xuất hiện tại Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu tụ hội hiện trường, muốn hay không cho Vũ Nhu tử làm tiêu ký, tốt đưa nàng cùng thiên đế phân chia ra đến. Chuyện này ngươi trước tiên cần phải được linh điệp đạo hữu đồng ý. Hoàng Sơn tiền bối bình tĩnh nói. Lệ chi tiên tử, xác suất thành công hẳn là cực thấp. Tống thư hàng, a, cũng đúng. Lại nói linh điệp tiền bối đâu. Uống nhiều quá, sau đó lôi kéo hằng hỏa đạo hữu đi bờ biển đánh đàn đi. Thất tu thánh quân nói, bọn hắn những thứ này văn nhân, chính là tao bao. Uống rượu, đánh đàn, ngâm thơ, còn muốn trăng sáng giữa trời, còn muốn nghe sóng biển đập bãi cát thanh âm. Nghe nói bọn hắn còn muốn đem rượu đương ca, lệ chi tiên tử nói. Tô thị A thập lục, đúng rồi, ta nhìn thấy tạo hóa tiền bối lặng lẽ đi theo đi qua. Bởi vì nghe nói có ca hát khâu, hắn dáng vẻ rất vui vẻ. Tô thị A thập lục vừa nói xong, đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hoàng Sơn tôn giả, vốn còn muốn đi hải câu, hiện tại cái tiết mục này trước hủy bỏ đi. Tống thư hàng nghĩ nghĩ về sau, nói, tạo hóa tiên tử, người có muốn hay không đi viện trợ một chút tạo hóa tiền bối. Sau lưng hắn, vang lên một trận tiếng nhai nuốt. Tống thư hàng vừa quay đầu lại. Phát hiện tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân ngồi thành hàng, hai vị tiên tử trong tay bưng mâm nhỏ, ăn chính hương. Tống thư hàng ánh mắt cùng tạo hóa tiên tử đối bên trên. Tạo hóa tiên tử lắc đầu liên tục. Tống thư hàng lại đem ánh mắt nhìn về phía bãi cát, linh điệp tiền bối, hằng hỏa tiền bối, ta tận lực, nhưng thật đáng tiếc ta không có thể giúp gì. Tống tiền bối, bản thể cùng xích tiêu kiếm tiền bối nghiên cứu tâm ma hóa thân thành công. Tiền bối hiện tại có thể đem nàng và xích tiêu kiếm tiền bối phóng xuất. Cái này lúc, da đen Vũ Nhu tử từ tống thư hàng cái bóng bên trong chui ra, nhắc nhở nói. Thành công, một thanh kiếm lại nhưng cũng có thể luyện ra tâm ma phân thân. Tống thư hàng vung tay lên một cái, đem Vũ Nhu tử cùng xích tiêu kiếm tiền bối từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra. Tâm ma hóa thân, tên như ý nghĩa là đem tự thân tâm ma cho cụ hiện hóa đi ra, hình thành hóa thân. Các tu sĩ nghe đến đã biến sắc, người gặp người sợ tâm ma tại Vũ Nhu tử cô nương trong tay, thay đổi hoàn toàn cái dạng. Nàng cái này tâm ma hóa thân pháp thuật, hoàn toàn cải biến Cửu Châu nhất hào quần thành viên trong lòng đối với tâm ma định nghĩa. Đương nhiên, Vũ Nhu tử tâm ma sở dĩ sẽ như thế nhu thuật, là một cái trường hợp đặc biệt, Cửu Châu nhất hào quần thành viên đều biết, Vũ Nhu tử cô nương não mạch kín cùng bình thường tu sĩ khác biệt. Nàng là trước mắt một cái duy nhất hoàn toàn không e ngại bạch tiền bối trừng phạt, thậm chí còn cảm giác rất kích thích quần thành viên. Sở dĩ,
đại gia mới có thể đối Bắc Hà tán nhân có thể ngưng tụ ra dạng gì tâm ma hóa thân rất ngạc nhiên. Đến cùng là tâm ma hóa thân đều sẽ rất đặc thù. Vẫn là vẻn vẹn vũ nhu tử tâm ma hóa thân tương đối kỳ hoa. Cái tâm ma này hóa thân pháp thuật, đến cùng có hay không mở rộng cho toàn quần thành viên giá trị. Mà bây giờ, Xích Tiêu kiếm tiền bối lại nhưng thành công ngưng tụ ra tâm ma hóa thân. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua thần binh cũng sẽ có tâm ma. Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Thần binh có linh về sau, đản sinh là khí linh. Khí linh cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng là rất thuần túy ý thức thể, trên lý luận tới nói căn bản không tồn tại tâm ma loại vật này. Sở dĩ, ta Xích Tiêu kiếm là không giống bình thường, dù sao ta tại trường sinh giả thần binh cảnh giới, còn tiến hóa nửa bước. Xích Tiêu kiếm tiền bối cười lên ha hả. Tống Thư Hàng bệ vệ ngồi xuống. Ngón tay giao nhau xếp tại cái cằm, thanh âm trầm thấp, sở dĩ, Xích Tiêu kiếm tiền bối ngài tâm ma đến cùng là cái gì? Là phương diện nào loại hình đâu? Tâm ma bao hàm toàn diện, chỉ cần là ngươi có thể tưởng tượng đến sự vật, đều có thể trở thành tâm ma. Tống Thư Hàng rất ngạc nhiên, thân là một thanh kiếm, Xích Tiêu kiếm tiền bối có cái gì dục vọng hoặc là tâm lý lỗ thủng? Khôi Lỗi tiên tử lấy đồng dạng tư thế ngồi vào Tống Thư Hàng bên người. Màu cam hai mắt như là ánh đèn đồng dạng chiếu vào Xích Tiêu kiếm tiền bối trên thân, nàng dùng máy móc thanh âm nói, tiền bối thân là bảo kiếm, chém ra lại là đao ý cùng đao khí. Ta to gan phỏng đoán, đây chính là tiền bối tâm ma. Xích Tiêu kiếm. Chẳng lẽ Khôi Lỗi tiên tử đoán đúng rồi? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ nói. Nếu thật như thế, cái kia Xích Tiêu kiếm tâm ma khẳng định chính là hắn Xích Tiêu đao. Tống Thư Hàng khẳng định nói. Xích Tiêu đao em gái ngươi, Xích Tiêu kiếm tiền bối phản bác, căn bản không phải Xích Tiêu đao. Trước đó bối tâm ma đến cùng là cái gì, tiền bối không cần che đậy đậy rồi. Xấu con dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng, lộ ra ngài tâm ma để cho chúng ta vui a vui a. Tống Thư Hàng nói, tiền bối, Thư Hàng có thể là uống nhiều rượu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tô Thị A Thập Lục đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo Tống Thư Hàng, luôn cảm giác tại Xích Tiêu kiếm tiền bối hiện thân thời điểm. Tống Thư Hàng phong cách vẽ đột nhiên liền biến rồi. Đơn giản giống như là tam lãng tiền bối phụ thể. Cũng có thể là bởi vì ta tâm ma ảnh hưởng. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Xích Tiêu kiếm thở dài, không phải là các ngươi hai tiểu cô nương nổi, Tống Thư Hàng trạng thái biến hóa, nhưng thật ra là ta nguyên nhân. Nói đúng ra, là tâm ma của ta cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Nếu không có như thế, hắn đã sớm một kiếm ra khỏi vỏ. Đối Tống Thư Hàng thất thải đại thận đâm một đao. Chỗ nào còn tha cho hắn ngồi ở kia đâm lòng của mình. Dứt lời, Xích Tiêu kiếm tiền bối mũi kiếm đối mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Tại nó trong bóng tối, có một bóng người chậm rãi hiển hiện. Cùng Vũ Nhu Tử tâm ma hóa thân đồng dạng, cũng là từ cái bóng bên trong chui ra. Đầu tiên xuất hiện, là chuôi kiếm. Rất bình thường chuôi kiếm hình thức, chính là Xích Tiêu kiếm kiểu dáng, da đen bài. Không biết vì sao, ta vừa nhìn thấy kiếm này chui, hai tay liền không nhịn được hoạt động. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục. Dưỡng đao thuật, Bạch tiền bối phân thân hỏi. Đang khi nói chuyện, Xích Tiêu kiếm tâm ma hóa thân tiếp tục nổi lên. Dưới chuôi kiếm xuất hiện, lại không phải thân kiếm, mà là như là đá cẩm thạch cơ ngực. Sau đó là khỏe đẹp cân đối cơ bụng. Phốc Tống Thư Hàng nhìn không được cười ra tiếng, đây coi là cái gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi tiến hóa hình thái là đầu người thân kiếm, tâm ma của ngươi cùng ngươi tương phản, là chuôi kiếm thân người. Đợi đã, trước dừng một cái, Hoàng Sơn tôn giả đưa tay ngăn trở Lệ Chi tiên tử hai mắt, Xích Tiêu kiếm tiền bối, tâm ma của ngươi hóa thân phía dưới có quần áo không? Thất Tu Thánh Quân đồng dạng đưa tay, đem Lục Tu tiên tử đôi mắt đẹp che đậy. Tống Thư Hàng cũng liền bận bịu học Hoàng Sơn tiền bối, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử trở về thân thể của hắn. Lôi kéo, cánh tay của các nàng từ Tống Thư Hàng thân thể bên trong toát ra, một đôi cánh tay ngăn trở Tô Thị A Thập Lục hai mắt, một đôi cánh tay ngăn trở Vũ Nhu Tử hai mắt. Mặt khác trong cơ thể hắn còn có một tôn linh quỷ đối thủ kia cánh tay vươn ra về sau, ngăn trở Bạch tiền bối phân thân hai mắt. Về phần Tống Thư Hàng hai tay của mình, ngược lại không ai có thể che cũng không thể đi che Bắc Hà tiền bối A. Yên tâm đi, không có gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, ta chỉ là một thanh kiếm,
các ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Đang khi nói chuyện, nó tâm ma hóa thân nửa người dưới từ trong bóng tối chui ra. Tâm ma hóa thân nửa người dưới, không phải hai chân, mà là một cái to lớn tấm chắn. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên. Tại sao có một cái tấm chắn? Vì cái gì không phải hai chân, mà là tấm chắn? Nhìn qua thật là khó chịu. Thất Tu Thánh Quân cau mày, ép buộc chứng đều muốn phạm vào. Coi như đem hai chân đổi thành đao, đều có thể tiếp nhận một điểm. Bắc Hà Tán Nhân nói. Chuôi kiếm, thân người, dưới tấm chắn nửa người, đây rốt cuộc là cái gì tâm ma? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Xích Tiêu Kiếm tiền bối tâm ma, quá bất ngờ. Chuôi kiếm hẳn là đại biểu cho Xích Tiêu Kiếm tiền bối tự thân, này nhân loại thân thể. Có lẽ là cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối nửa tiến hóa hóa đối ứng. Nhưng cái này tấm chắn, liền hoàn toàn nghĩ không ra nguyên nhân. Lệ Chi Tiên Tử phân tích nói. Mà lại, nếu như muốn sử dụng nó, rốt cuộc muốn đưa nó xem như vũ khí gì đi sử dụng. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này tứ bất tượng tâm ma hóa thân, coi như hắn có được trường sinh giả thần binh cấp bậc uy năng, nhưng dùng như thế nào hắn là cái vấn đề lớn. Yên tâm đi, giống như ta, hắn hiện tại bộ dáng này, nhưng thật ra là nửa tiến hóa hình thái. Xích Tiêu Kiếm tiền bối dương dương đắc ý nói, hắn mũi kiếm lại một điểm. Tâm ma hóa thân rụt lại một hồi, trong nháy mắt liền biến thành da đen Xích Tiêu Kiếm bộ dáng. Như vậy, thời gian không nhiều lắm, tâm ma hóa thân của ta liền lưu tại ngươi cái này. Chờ tránh tiếng, chúng ta gặp lại, Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Dứt lời, hắn cũng không cùng Tống Thư Hàng giải thích xuống bản thân tâm ma hóa thân cấu thành, mở ra không gian thông đạo, nhanh chóng chạy mất. Tống Thư Hàng nhìn qua da đen Xích Tiêu Kiếm. Từ đầu tới đuôi, da đen Xích Tiêu Kiếm tựa hồ không có nói chuyện. Ngươi, ngươi tốt, Tống Thư Hàng tiểu hữu. Cái này lúc, da đen Xích Tiêu Kiếm lên tiếng, nũng nịu lõa ly âm. Tiểu ca ca võng luyến sao, ta lô ly âm. Nhưng là, ở đây tất cả mọi người, trong đầu hiển hiện đều là da đen Xích Tiêu Kiếm cái kia đá cẩm thạch cơ bắp. Sau khi nói xong, đen kịt Xích Tiêu Kiếm nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, thân kiếm hoành treo ở Tống Thư Hàng sau thắt lưng. Lạnh buốt thân kiếm, cùng trên thân kiếm cái kia thấu xương hàn ý, xuyên thấu qua thật mỏng quần áo truyền lại đến Tống Thư Hàng trên da. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy bản thân sau lưng một trận lạnh buốt, ngón tay hơi cương. Cái này cái vị trí, đen kịt Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói, vị trí này ta cảm giác rất thích hợp. Tiền bối người ưa thích liền tốt, Tống Thư Hàng nói. Quét dọn cái kia lạnh buốt hàn ý bên ngoài, kỳ thật hoành treo trường kiếm dáng vẻ ngoài ý muốn xoáy khí. Mà lại đen kịt Xích Tiêu Kiếm treo tại sau thắt lưng, có thể rất tốt bảo vệ hắn thất thải đại thận. Duy nhất cần lo lắng chính là, đen kịt Xích Tiêu Kiếm tiền bối tính cách đến cùng như thế nào. Có thể hay không dò ngó thận của hắn. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bản thể rời đi, đen kịt tâm ma Xích Tiêu Kiếm nhìn tương đối ngại ngùng, treo ở Tống Thư Hàng sau lưng về sau, liền không lại phát biểu. Tống Thư Hàng hỏi nó vấn đề lúc, nửa ngày sau hắn mới có thể dùng rất ngượng ngùng ngữ khí gạt ra một cái ân chữ. Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối rất nhanh đối với nó đã mất đi hứng thú. Bọn hắn lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến Bắc Hà Tán Nhân cái kia sắp thành hình tâm ma hóa thân phía trên. Vũ Nhu Tử ngươi tới vừa vặn, Thất Tu Thánh Quân gọi lại Vũ Nhu Tử, để cho nàng lưu lại phụ trợ Bắc Hà Tán Nhân, tranh thủ để Bắc Hà Tán Nhân tâm ma hóa thân sớm điểm hiện hình. Tống Thư Hàng bồi tiếp các tiền bối tại trong phòng bếp lại ngây người một lát sau, cảm giác ngực có chút buồn bực có thể là uống nhiều quá, hắn đột nhiên muốn ra ngoài hóng hóng gió. Hoàng Sơn tiền bối, ta đi ra ngoài trước đi đi, Bắc Hà tiền bối tâm ma phân thân nếu là định hình về sau, xin gọi ta một tiếng. Tống Thư Hàng nói đến lúc đó, nếu là Bắc Hà tiền bối đối với mình tâm ma không hài lòng, muốn xử lý rơi, liền đến phiên Tống Thư Hàng xuất thủ. Thuận tiện vì Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối thêm cái đồ ăn. Ta cùng ngươi, Tô Thị A Thập Lục đứng lên nói. Khôi Lỗi tiên tử nhìn Tống Thư Hàng một chút, cuối cùng lựa chọn lưu lại. Ôn nhu ánh trăng chiếu lấy bãi cát. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục song song tại bên bãi biển ngược lên đi tới, hai người cố ý tránh đi linh điệp tiền bối cùng hằng hỏa chân quân ngâm thơ đánh đàn vị trí, miễn cho bị cuốn vào tạo hóa pháp phương buổi hòa nhạc hiện trường. Sóng biển vuốt bãi cát, thỉnh thoảng sẽ có một số sò hến bị sóng biển xông lên lục địa. Tô Thị A Thập Lục bỏ đi giày cao gót, nàng hai tay dẫn theo giày, chân trần đạp ở trên bờ cát nàng ưa thích loại cảm giác này.
gió biển thổi qua, loại kia thuộc về A thập lục đặc thù mùi thơm phiêu tán ra. Đây chính là tứ lãng đẩy tam lãng chết ở trên bờ cát A. Nhìn lấy sóng biển từng lớp đi lên, trong lòng ta liền đặc biệt dễ chịu. Đột nhiên, một thanh âm cảm thán nói. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền phát hiện Tô Thị A thất tiền bối chính một mặt nghiêm túc ngồi ở bờ biển, cô độc một cái người nhìn lấy bọt nước, nguyệt quang tỏa ra hắn cao lớn thân ảnh, có loại thế ngoại cao nhân hương vị. A thất tiền bối, người sao lại ở đây? Tống Thư Hàng cười nói. Ta vẫn ở nơi này. Tô Thị A thất nói, là ngươi lòng cảnh giác quá yếu, căn bản không có phát giác được ta. Dứt lời, Tô Thị A thất đứng lên, ta đi tìm tam lãng, sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái tiểu gia hỏa bờ biển dạo bước. Tô Thị A thập lục nghe vậy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Không có chuyện gì, tiền bối. Ta cùng A thập lục đến những vị trí khác liền tốt. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A thất duỗi lưng một cái, hướng phương xa bước đi, anh Tuấn phất phất tay. Hắn thân là đương đại thiên hà Tô Thị bên ngoài người phát ngôn, lúc này chấp nhận Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục nửa đêm đi dạo bãi cát, chẳng khác nào là một loại thừa nhận. Thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma, bá Long Cổ Thánh. Nửa năm trước trúc cơ tiểu tu sĩ, bây giờ trên đầu đã đỉnh lấy một chuỗi dọa người xưng hào. Cái này đến cái khác xưng hào, sấn thác Tống Thư Hàng mặt lớn. Mặt lớn thì có mặt mũi. Mặc dù thân là Cửu Châu nhất hào quần thành viên, hắn biết Tống Thư Hàng chân thực cảnh giới, cũng không có đạt tới bát phẩm. Nhưng là, người khác không biết a, chư thiên vạn giới, ai không biết bá Tống Huyền Thánh đáng sợ. Thậm chí hiện tại ngoại giới đều tại tin đồn bá Tống Huyền Thánh là cửu phẩm kiếp tiên mở mã giáp. Coi như người cùng người nói bá Tống Huyền Thánh nhưng thật ra là cái hàng lởm, chư thiên vạn giới cũng cơ hồ không ai sẽ tin tưởng. Đúng rồi, A thập lục. Tô Thị A thất khoát tay áo về sau, đối A thập lục truyền âm nhập mật nói, tháng 12 thiên hà Tô Thị niên hội, người có thể mời Thư Hàng tiểu hữu tham gia. A, Tô Thị A thập lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm kinh ngạc. Đừng quên hắn hiện tại là bá Tống Huyền Thánh, Tô Thị A thất nhắc nhở. Thiên hà Tô Thị niên hội, cũng sẽ mời một số tiền bối cùng tu sĩ giới danh thúc tới. Thiên niên đệ nhất thánh bá Tống, nếu là chịu được mời. Đối thiên hà Tô Thị tới nói cũng là rất có mặt mũi sự. Mặt lớn, có đôi khi vô cùng hữu dụng, dù là cái này mặt to là thổi phồng, nhưng lớn chính là lớn. Tô Thị A thất soái khí rời đi, lưu cho Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục một cái cao lớn bóng lưng. Tô Thị A thập lục tiếp tục dẫn theo giày, nàng đạp ở trong nước biển, trắng noãn chân nhỏ hãm tại bãi cát bên trong, ở bên bờ biển lưu lại một chuỗi chân nhỏ ấn. Tống Thư Hàng cùng nàng song song. Tại chân nhỏ ấn bên cạnh, đồng dạng lưu lại một chuỗi dấu chân nhỏ. Hắn còn chưa kịp tới khôi phục vì thành niên hình thể Tống Thư Hàng chuẩn bị đợi ngày mai, tại bạch tiền bối phân thân chỉ đạo bên dưới dùng ăn loạn linh trái cây, trở về hình dáng ban đầu. Sóng biển xông qua, đem hai hàng dấu chân hòa tan. Thư Hàng, A thập lục lên tiếng nói, tháng 12, người có rảnh không? Có A, kỳ thật ta cảm giác ta gần nhất vẫn luôn rất nhàn. Tống Thư Hàng nói trên lý luận tới nói, hiện tại liền lên học đều từ bạch tiền bối sủng vật thụ yêu khinh vũ thay lên, thật sự là hắn hẳn là ở vào rất nhàn nhã trạng thái. Nhưng mỗi khi hắn muốn triệt để nhàn mấy ngày, ăn uống thật ngon chơi vui một đoạn thời gian lúc, kiểu gì cũng sẽ bị cuốn vào kỳ quái ngoài ý muốn. Tựa như hôm nay, rõ ràng là cùng Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối sống phóng túng, nhưng vẫn là bị động đối Nam Phương Đại Đế một đợt tại Nam Phương Đại Đế cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng đại chiến lúc. Hắn không chỉ có rút đại đế hang ổ, còn cần thời gian hộp nhỏ không ngừng rút hắn năng lượng, ảnh hưởng hắn đại chiến. Mặt khác cùng cái gì đều có thể bán đại lão giao dịch kiện đồ vật, còn bị thiên đế tiệt hồ. Người khác là khó được nhàn nhã, hắn là khó được nhàn nhã. Nhưng là, hắn cảm giác chỉ cần mình nghiêm túc, thời gian phương diện chen chen vẫn phải có. Tháng 12, thiên hà Tô Thị có cái niên hội, người có muốn hay không đến? Tô Thị A thập lục có chút quay người, xinh đẹp con ngươi chằm chằm vào Tống Thư Hàng, thiên hà Tô Thị niên hội, vô cùng hùng vĩ. Mà lại nói là niên hội, có đôi khi 10 năm mới mở một lần, có đôi khi mấy chục năm mới mở một lần, rất khó được. Ta cảm thấy, Thư Hàng ngươi nên mở mang kiến thức một chút. Thiên hà Tô Thị niên hội, ta một ngoại nhân có thể tham gia sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đương nhiên rồi, bá Tống Huyền Thánh. Tô Thị A thập lục hì hì cười một tiếng.
lộ ra hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền. Thân là thiên niên đệ nhất thánh, ngươi cần phải tự tin một điểm. Đến lúc đó, ngươi có thể lấy khách quý thân phận tham gia thiên hà Tô Thị Niên Hội. Tô Thị A Thập Lục cười nói. Nhưng ngươi cùng A Thất tiền bối đều biết, ta cái này thiên niên đệ nhất thánh thủy vô cùng. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Tô Thị A Thập Lục, chư thiên vạn giới, ngoại trừ chúng ta cửu châu nhất hào quần cùng ngươi mấy cái đặc biệt bạn tốt bên ngoài, ai biết ngươi là giả huyền thánh. Ngươi kiểu nói này. Ta đột nhiên phát hiện, bá Tống Huyền Thánh này danh đầu dùng rất tốt. Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục, như vậy, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến. Vậy liền như thế hẹn xong á. Tô Thị A Thập Lục tiếu yếp như hoa, nguyệt quang vẩy xuống ở trên người nàng, đỉnh đầu sừng nhỏ lập lòe. Liền khả ái lại xinh đẹp. Hừm, không có vấn đề. Tống Thư Hàng trả lời, lại nói, nếu như ta dùng thiên niên đệ nhất thánh tên tuổi đi mua hàng. Có thể hàng đến bao nhiêu linh thạch? Tô Thị A Thập Lục. Đang khi nói chuyện, nơi xa đột nhiên vang lên một trận to rõ tiếng ca, còn có tranh tranh tiếng đàn. Tiếng ca là Hằng Hỏa Chân Quân thanh âm, hắn là dùng một loại ngâm sướng kinh thi phương thức tại ca hát. Bất quá, có thể là cách có chút xa, cũng có thể là Hằng Hỏa Chân Quân uống nhiều quá, đầu lưỡi đánh quyển. Hắn hát ca, ca từ nghe không rõ ràng lắm. Chỉ có thể từ âm điệu nghe được ra đây là một bài phóng khoáng ca, tiếng ca không ngừng tăng lên, nghe người làm người nhiệt huyết sôi trào. Còn có cái kia tiếng đàn, cùng ca từ phối hợp thiên y vô phùng. Là Hằng Hỏa tiền bối cùng Linh Điệp tiền bối, Tô Thị A Thập Lục nói. Đã sớm nghe nói Linh Điệp tiền bối tại âm luật trên tạo nghệ phi thường cao, Linh Điệp đảo một số kiếm thuật, đều có song âm khiếu môn trùng hợp. Tô Thị A Thập Lục cũng là lần đầu tiên nghe được Linh Điệp tiền bối đàn tấu tiếng đàn. Tiếng đàn so với nàng trong tưởng tượng còn tốt nghe hơn. Linh Điệp tiền bối cùng Hằng Hỏa tiền bối mở hát, cái kia tạo hóa tiền bối chẳng phải là cũng nhanh lên tiếng rồi. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới, tạo hóa Pháp Vương cũng cùng Linh Điệp tiền bối bọn hắn cùng một chỗ. Lúc này, nói không chừng còn có thể cứu giúp một chút. Tạo hóa tiên tử, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử. Xem các ngươi. Tống Thư Hàng kêu lên. Tạo hóa tiên tử có thể chậm lại tạo hóa Pháp Phương tiếng ca lực sát thương, mà tiên tử có thể phối hợp tạo hóa tiên tử, vì nàng cung cấp phụ trợ. Hai vị tiên tử lần này nghe lời chui ra. Tống Thư Hàng lại đưa tay vung lên, đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong nhạn vĩ tiên sinh tiên cầm tế ra, ném cho tiên tử. Hai vị tiên tử thật nhanh hướng hiện trường tiến đến. Hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Sau đó, hai chúng ta tránh xa một chút đi, Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục nói. Đã ở chỗ này còn có thể nghe được Hằng Hỏa tiền bối tiếng ca, vậy liền đại biểu cho nơi này vẫn là tạo hóa Pháp Phương tiếng ca lĩnh vực phạm vi. Tô Thị A Thập Lục nhớ lại tạo hóa Pháp Phương tiếng ca, khuôn mặt nhỏ tái đi, nhẹ gật đầu. Nhưng nơi này, nơi xa có một bóng người thật nhanh hướng Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục tới gần. Tống tiền bối, ngươi tại cái này a, là Vũ Nhu Tử. Nàng chạy như bay đến, rơi vào Tống Thư Hàng bên cạnh, Tống tiền bối, tạo hóa tiền bối sắp mở hát đi, chúng ta muốn hay không cùng đi. Vũ Nhu Tử còn nhớ rõ, chỉ có nàng và Tống Thư Hàng, là tạo hóa Pháp Phương chân chính phấn ti. Lần trước buổi hòa nhạc, tất cả mọi người là hướng về phía tạo hóa Pháp Phương tiếng ca đi tâm ma công năng đi, chỉ có nàng và Tống Thư Hàng là chân chính thưởng thức được tạo hóa Pháp Phương tiếng ca mị lực. Ta lần này coi như xong. Tống Thư Hàng cười khan nói. À tốt lắm đáng tiếc, vậy ta đi trước á. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Nói, nàng đưa tay tại Tống Thư Hàng cái bóng bên trong một điểm. Da đen Vũ Nhu Tử chui ra. Bản thể, ta không tham gia. Da đen Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ đều bị hù bạc màu. Tạo hóa Pháp Phương tiếng ca đối tâm ma tới nói lực sát thương quá mạnh, nàng không muốn đi hồi ức bị tạo hóa Pháp Phương tiếng ca chi phối sợ hãi. Ta không phải để ngươi tham gia buổi hòa nhạc, ngươi không có cái kia thưởng thức năng lực. Ngươi đi phòng bếp, đi chợ giúp Bắc Hà tiền bối đem tâm ma triệt để hóa hình. Ta vừa rồi nghe được tiếng ca, biết tạo hóa tiền bối muốn mở hát, liền không nhịn được chạy ra ngoài. Vũ Nhu Tử thè lưỡi. Không có vấn đề, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ta đi. Da đen Vũ Nhu Tử khôi phục nguyên sắc, nàng dùng sức gật đầu, sau đó hướng về phía phòng bếp chạy tới. Cái kia Tống tiền bối, chúng ta một hồi gặp, Vũ Nhu Tử phất phất tay, dọc theo phụ thân tiếng đàn cùng Hằng Hỏa Chân Quân tiếng ca bãi biển chạy tới.
Vũ Nhu Tử vẫn như cũ như thế nguyên khí sung mãn nha. Tô Thị A Thập Lục nói. Ừm, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, từ một số phương diện tới nói, nàng có thể là cửu châu nhất hào quần nhân vật đáng sợ nhất. Bất kể là Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm vẫn là tạo hóa pháp phương tiếng ca, đều không thể làm nàng sợ hãi. Cái này muốn làm sao hình dung tốt đây? Đúng, Vũ Nhu Tử tựa như là không có thiên địch đồng dạng. Cửu châu nhất hào quần bên trong đại bộ phận thành viên ở giữa, có loại kỳ diệu tương sinh tương khắc quan hệ. Hoàng Sơn Tiền Bối là một đám chi chủ, nhưng Đậu Đậu lại làm cho hắn thương thấu đầu óc. Nhưng quần viên Diệt Phượng Công Tử, lại là Đậu Đậu khắc tinh. Cuồng Đao Tam Lãng cơ hồ không sợ trời không sợ đất, chỉ cần không chết liền hướng trong chết tác. Nhưng Bạch Tiền Bối chỉ độn bí cảnh cũng có thể làm cho hắn nghe mà biến sắc. Tống Thư Hàng bản thân hoạn có nghiêm trọng sợ nhanh chứng sợ độ cao. Hiện tại theo thực lực tăng lên, chứng sợ độ cao ngược lại là hóa giải không ít. Duy chỉ có Vũ Nhu Tử, trước mắt còn không có bất kỳ vật gì có thể làm cho nàng cảm giác đến sợ hãi. Bất kể là duy nhất một lần phi kiếm, tạo hóa pháp phương linh hồn tiếng ca, tra tấn người bí cảnh, tu sĩ không ai muốn đối mặt tâm ma, nàng đều có thể từ đó tìm tới niềm vui thú, thậm chí cảm giác đến rất kích thích chơi vui. Liền chư thiên vạn giới người người hoảng sợ mang thai ngưng thị ở trên người nàng cũng đã mất đi hiệu quả. Không có thiên địch, nàng cứ như vậy tự do trưởng thành. Đang khi nói chuyện, lại có một vị quần thành viên từ Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục bên người nhanh chóng lướt qua. Sư huynh muốn mở hát sao? Cho ta 30 giây thời gian, ta lập tức liền đến. Là thôn Vân Tăng Tiền Bối, tạo hóa pháp phương sư đệ. Cũng là lần trước thay Tống Thư Hàng đem Cao Mỗ Mỗ cải biên thành kịch bản cái vị kia. Chỉ thấy thôn Vân Tăng Tiền Bối nắm lấy một cái hình cầu pháp khí, một đường lao nhanh. Lướt qua Tống Thư Hàng bên người thời điểm, hắn đột nhiên ngừng dẫm chân bước, Thư Hàng tiểu hữu, người học qua điều âm sao? Tống Thư Hàng lắc đầu. Được rồi, tới, đi theo ta. Dứt lời, thôn Vân Tăng Tiền Bối kéo Tống Thư Hàng, hướng phía nơi xa chạy đi. Tô Thị A Thập Lục dở khóc dở cười, đành phải đi theo Tống Thư Hàng chạy tới. Tống Thư Hàng. Hắn không có xuất lực phản kháng thôn Vân Tăng Tiền Bối, chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm, tiền bối ngươi kéo ta làm gì? Hôm nay, ta giới thiệu cho ngươi một cái thần kỳ pháp khí. Thôn Vân Tăng Tiền Bối nói, có cái này pháp khí về sau, sư huynh của ta tiếng ca liền có thể biến êm tai. Điều âm sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Đúng. Đây là một cái tiên tiến điều âm thiết bị pháp khí, lại thêm ta cùng một vị năm thu nhập trăm vạn điều âm sư học tập kỹ xảo, hôm nay chính là ta đại triển thân thủ thời điểm. Thôn Vân Tăng nói. Tống Thư Hàng, cái kia tiền bối ngươi lôi kéo ta đi qua làm chi? Để phòng vạn nhất, thêm cái bảo hiểm. Thôn Vân Tăng nói, một hồi ta tại trên chân buộc sợi dây thừng, nếu là ta điều âm thất bại, đổ vào sư huynh tiếng ca bên dưới, còn mời Tống Thư Hàng tiểu hữu lôi kéo dây thừng, đem ta kéo ra ngoài. Mời tiểu hữu giúp ta. Tống Thư Hàng. Tiền bối, ta còn trẻ. Tống Thư Hàng lên tiếng nói ta còn không muốn chết sớm như vậy. Yên tâm đi, chỉ cần đến lúc đó dây thừng kéo thêm chút, ngươi lại nhét lên lệ chi tiên tử đặc chế nút tai, liền có thể trình độ lớn nhất giảm xuống sư huynh của ta tiếng ca lực sát thương. Đến lúc đó, vạn nhất ta ngã xuống, ngươi nhất định phải đem ta kéo ra ngoài kỳ thật, ta đây cũng là tại vì cả cái điền thiên đảo sinh vật suy nghĩ. Ngươi nghĩ một hồi, nếu là sư huynh của ta triệt để buông ra giọng hát, cả cái điền thiên đảo cũng sẽ ở hắn tiếng ca lĩnh vực bên trong, thậm chí ngay cả các ngươi cũng không có địa phương tránh được. Sở dĩ, muốn cứu vớt điền thiên đảo, chỉ có xem ta điều âm kỹ thuật mạnh không mạnh. Thôn Vân Tăng nói. Thôn Vân Tăng tiền bối đều giảng đến trình độ này, Tống Thư Hàng đều không có ý tứ cự tuyệt. Cùng lắm thì chết, nhân sinh tự cổ ai không chết. Không đúng, thân là tu sĩ. Bọn hắn nhân sinh mục tiêu cuối cùng là trường sinh bất tử. A Thập Lục, người dùng di động lục soát một chút, nhìn xem phụ cận có hay không phục vụ tương đối tốt bệnh viện, vì ta đặt trước một cái. Tốt nhất Wi-Fi tốc độ có thể nhanh cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng cười một tiếng chính là hai má lúm đồng tiền. Kỳ thật lấy Tống Thư Hàng thực lực bây giờ, chỉ cần hắn thực tình không nguyện ý, thôn Vân Tăng tiền bối đã kéo không động hắn. Nói cách khác, Tống Thư Hàng kỳ thật cũng không có quá kháng cự bị kéo đi qua nghe tạo hóa pháp phương buổi hòa nhạc. Đây là một loại rất vi diệu trong lòng trạng thái. Tựa như là thẳng đứng xe cáp treo cùng nhảy cầu,
biết rõ cái đồ chơi này rất đáng sợ, sẽ bị hù tiếng kêu rên liên hồi, gọi rách cổ họng người cũng không ít. Nhưng là, rõ ràng hù đến run chân, nhưng vẫn là có người ưa thích kiên trì đi nếm thử. Kích thích loại vật này, không cách nào dùng dăm ba câu đi hình dung. Tống Thư Hàng hiện tại thì có tương tự tâm tình, biết rõ tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc muốn mạng, tiếng ca làm người tuyệt vọng. Nhưng là, loại kia tại trong tiếng ca thể nghiệm đến địa ngục cảm giác, tặc ba hắn kích thích. Nương Tống Thư Hàng bị thôn vân tăng tiền bối kéo lấy đi vào linh điệp thánh quân, hằng hỏa chân quân chỗ bãi cát vị trí lúc, phát hiện lại có mấy vị cửu châu nhất hào quần thành viên, tụ tập ở này. Ngoại trừ tạo hóa pháp phương tử trung phấn vũ nhu tử bên ngoài, còn có bóp lấy khỉ lớn Tô Thị A Thất, còn có ánh mắt đờ đẫn điền điềm phó đảo chủ, cùng mặt đỏ hạch đạn tôn giả hiến công cư sĩ cùng ngư kiều kiều cha giao bá chân quân. Ngoại trừ mấy vị này cửu châu nhất hào quần thành viên ngoại, còn có một đám điền thiên đảo thành viên, bọn hắn là không rõ chân tướng vô tội quần chúng, bị hằng hỏa chân quân cùng linh điệp thánh quân tiếng đàn, tiếng ca hấp dẫn. Bãi cát nhỏ hiện tại phi thường náo nhiệt, tập trung đầy người. Hằng hỏa chân quân ca hát chính đến đặc sắc nhất thời khắc. Linh điệp thánh quân đang vì hắn đánh đàn, tiên tử đuôi rắn cuốn lên, ngồi tại linh điệp thánh quân đối diện, dùng tiếng đàn tại phối hợp lấy linh điệp thánh quân, đàn tấu âm phối. Tạo hóa tiên tử ôm ấp tỷ bà, cùng tiên tử song song, lúc này nàng phong cách vẽ rất duy mỹ. Lúc này, liền thiếu đi đông phương lục tiên tử múa, nhưng đáng tiếc nàng uống nhiều quá. Hiến công cư sĩ bên cạnh, có một vị anh tuấn cư sĩ cảm thán nói. Hôm nay Điền Thiên Đảo Bệnh viện lại muốn đầy người là mối họa. Tống Thư Hàng đồng dạng cảm thán nói. Thôn Vân Tăng tiền bối đầu tiên là đem bản thân cái kia hình cầu pháp khí ném xuống đất, pháp khí nhanh chóng phân liệt, lắp ráp. Cuối cùng một bộ xa hoa điều âm thiết bị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp đó, Thôn Vân Tăng tiền bối lại lấy ra một đầu kim sắc dây thừng, thắt ở bản thân trên chân, lại đem một chỗ khác giao cho Tống Thư Hàng, sở dĩ, Tống Thư Hàng tiểu hữu. Hôm nay biết có hay không đánh phá tất cả mọi người di tiến bệnh viện kết cục, liền xem chúng ta. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, tiếp nhận đầu này dây thừng. Luôn cảm giác màn này rất không hài hòa. Một cái đại hòa thượng trên chân buộc lên sợi dây thừng, lại đem một sợi dây thừng giao cho một thiếu niên. Cảm giác đem cái này đại hòa thượng đổi thành thiên tử, phong cách vẽ sẽ đẹp một chút. Lại nói, tạo hóa tiền bối đâu? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng hỏi. Bọn hắn lo lắng chính là tạo hóa tiền bối đột nhiên hiện thân, đại triển giọng hát. Nhưng bây giờ A Thập Lục nhìn một vòng, cũng không có phát hiện tạo hóa tiền bối thân ảnh. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, có phải hay không là tạo hóa tiền bối uống nhiều quá, ở nửa đường thời điểm ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Thôn Vân Tăng trong tay kích thích điều âm pháp khí động tác cứng đờ tựa hồ thật là có khả năng này. Bởi vì tạo hóa pháp phương, hảo tửi, nhưng tử lượng nhưng lại không cao. Nói không chừng tạo hóa pháp phương đã đổ vào tiến về bãi cát trên đường. Nếu thật như thế, chính là Điền Thiên Đảo đại hạnh. Thôn Vân Tăng nói tiếc nuối là, hắn học tập mấy tháng điều âm kỹ thuật, không có mở ra thân thủ chỗ trống, rất là đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, hằng hỏa chân quân tiếng ca chuẩn bị kết thúc. Bài hát này nghe càng dễ chịu. Tống Thư Hàng nói, nghe bài hát này lúc, hắn tu luyện nho ra kim cương thân có thể chịu đến cộng minh. Tại sau lưng của hắn có một quyển quyển nho ra kinh văn hiển hiện. Tiếng ca cùng hắn kim cương thân cộng hưởng, hắn liền như là hưởng thụ lấy một lần xoa bóp, từ đầu đến chân đều thư sướng. Nếu như tiên tử tồn lời kịch công năng, đã đem bài hát này ghi lại lời nói liền tốt. Dạng này mỗi lần mệt mỏi thời điểm hắn liền có thể nghe một chút bài hát này. Hằng hỏa chân quân tiếng ca dừng lại, dư âm tại mọi người bên tai gấp khúc. Linh điệp thánh quân tiếng đàn cũng tại một đoạn kết thúc chương tiết bên trong đình chỉ. Bốn phía, tiếng vỗ tay như sấm. Linh điệp thánh quân mỉm cười, tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Vũ nhu tử, đến bên cạnh ta. Thánh quân đột nhiên nhíu mày, lên tiếng nói. Cha, thế nào? Vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi. Điền Thiên Đảo, thật đúng là cái dễ dàng hấp dẫn cái khác chư thiên vạn giới địa phương. Hằng hỏa chân quân đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngày hôm nay đại biến sắp đến, linh lực triều tịch khúc nhạc dạo đã đến gần, chư thiên vạn giới ở giữa thông đạo biến thông suốt. Điền Thiên Đảo vị trí, tựa hồ đặc biệt thụ những thứ này thế giới thông đạo hoan nghênh. Hiện tại, liền lại có một cái thế giới thông đạo, tại mọi người đỉnh đầu thành hình.
tối đen như mực sương mù tại Linh Điệp Thánh Quân đỉnh đầu thành hình. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, đêm hôm khuya khoát còn có người tới giày vò. Còn có để hay không cho người nghỉ ngơi thật tốt rồi. Màu đen sương mù, cuồn cuộn lấy, càng lăn càng lớn. Đảo mắt trước, hắn liền bao phủ cả cái Điền Thiên Đảo trên không. Điền Thiên Đảo chủ không ở hiện trường, Điền Thiên Đảo tu sĩ một mảnh bối rối. Tất cả tứ phẩm trở xuống đệ tử, trở lại đảo bên trên, đem không có sức chiến đấu thành viên đưa đến che chở chi địa nấp kỹ. Linh Điệp Thánh Quân lên tiếng nói. Hắn tựa như là định hải thần châm, hốt hoảng Điền Thiên Đảo tu sĩ nhanh chóng theo kế hoạch mà đi. Đi liên hệ Điền Thiên Đảo hữu, đem Điền Thiên Đảo mới hộ đảo đại trận mở ra. Không gian thông đạo này trực tiếp xuất hiện tại trong đảo phạm vi, vậy chúng ta liền trực tiếp đưa chúng nó phong tỏa tại trong trận pháp. Linh Điệp tiền bối đâu vào đấy ra lệnh. Hôm nay, hơn phân nửa Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên đều ở trên đảo, sức chiến đấu phá trần. Như đầu này thế giới thông đạo sau sinh linh, ôm ác ý mà đến, vậy liền để bọn hắn có đến không trở lại. Trả lại ta, lúc này, từ đen nhánh kia trong sương khói, có từng cái ác quỷ đầu chui ra, đem chúng ta vật thí nghiệm trả cho chúng ta. Viên, cút ra đây. Bọn chúng dùng ngôn ngữ rất cổ quái, nhưng tự mang phiên dịch công năng. Như vậy vấn đề tới, viên đến cùng là ai? Ha ha ha, cha, bọn chúng trạng thái cùng tâm ma giống như. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Linh Điệp Thánh Quân đưa tay nhẹ nhàng bảo vệ Vũ Nhu Tử, cùng tâm ma có chút cùng loại, nhưng chúng nó so tâm ma càng đáng sợ. Ta chưa từng thấy sinh vật như vậy, chư thiên vạn giới thực sự quá lớn, gần như vô hạn. Có gọi viên đạo hữu sao? Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong những thứ này ác quỷ đầu. Cái tên này nghe xong chính là Tây Phương hệ người tu luyện đi, chúng ta là tu chân hệ, hẳn là không người lấy loại này danh tự. Hiến công cư sĩ bên người, vị kia anh Tuấn Nam Tử lên tiếng nói. Danh tự nghe rất quen tai, Tống Thư Hàng xoa cằm nói hắn cảm giác mình cái kia nhìn cái gì đều nhìn quen mắt, nghe cái gì đều quen tai mau bệnh, lại phát tác. Bởi vì cái này danh tự là cái rất đại chúng danh tự, tự cùng Vương Vĩ, Lý Cường, Trương Mẫn, Lưu Dương loại hình danh tự đồng dạng, trên cơ bản mấy cái này danh tự chỉ cần trong đám người quát to một tiếng, đều có thể có mấy cái người đáp lại. Giao Bá Chân Quân lên tiếng nói, kỳ thật ta hoài nghi thời kỳ viễn cổ, các tu sĩ chọn đạo hào có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì đem mình và người khác phân chia ra tới. So sánh với danh tự đến, đạo hiệu càng có thể đại biểu một vị tu sĩ đặc thù. Cái này viên đến cùng đã làm gì, khiến cái này ra hỏa vượt giới truy kích? Hiến công cư sĩ hiếu kỳ nói. Hằng Hỏa Chân Quân xoa cằm, những sinh linh này, ta tựa hồ tại Nho Gia ghi chép bên trong gặp qua liên quan tới bọn hắn miêu tả. Tại thánh nhân thời điểm, Nho Gia tựa hồ cùng bọn gia hỏa này tiếp xúc qua. Nói đúng ra, hẳn là thánh nhân đã từng xuất thủ đánh qua bọn chúng. Bất quá, Nho Gia trải qua mấy lần đại kiếp, thư quyển cùng ghi chép di thất rất nhiều, để lại cũng rất nhiều là không trọn vẹn. Nói như vậy, bọn gia hỏa này là địch không phải bạn đi. Tống Thư Hàng bóp bóp nắm tay hắn mới đao ý từ bi chi đao vừa vặn cần thí nghiệm một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cút ra đây, viên, trả cho chúng ta, ngươi cho rằng mình có thể tránh né sao? Một cái kia cái ác quỷ đầu gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Gào thét thời điểm, còn có đại lượng nước bọt theo bọn nó trong miệng phun ra. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, niệm lực cuốn lên, những thứ này nước bọt bị cuốn ngược mà lên, ba một tiếng. Dán về những thứ này ác quỷ đầu trên mặt. Không biết những thứ này nước bọt bên trong sẽ có hay không có bệnh khuẩn, vẫn là còn trở về tương đối tốt. Bây giờ Tống Thư Hàng, càng ngày càng có cao thủ phong phạm. Đặc biệt là học được Bạch Tiền Bối đặc thù niệm lực về sau, hắn trong lúc phất tay, liền có thể trang cái tất. Trọng yếu nhất chính là, cái này tất vẫn là vô hình. Viên, cái này một chuỗi ác quỷ đầu, ánh mắt đỏ thấm khóa chặt Tống Thư Hàng, hét lớn. Viên, người rốt cục chịu hiện thân sao? Lập tức, hết thảy mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Hắn đưa tay chỉ bản thân, viên. Đem chúng ta vật chân quý, trả cho chúng ta. Những cái kia ác quỷ đầu, gào thét liên tục, đối Tống Thư Hàng giống to. Thanh âm của bọn nó, liên tiếp, liền như là lục trọng hát đồng dạng. Trả cho chúng ta, nếu không, các ngươi hôm nay, khó tránh khỏi vừa chết. Tất cả mọi người, đều muốn vì ngươi chôn cùng,
chỗ đầu lâu kia phẫn nộ phảng phất động lại hàng ngàn hàng vạn năm, hôm nay rốt cục bộc phát. Thư Hàng, người chừng nào thì đối bọn chúng? Đen kịt xích tiêu kiếm tâm ma dịu dàng nói. Ta không phải, ta không, đừng nói mỏ a. Tống Thư Hàng liên tục phủ nhận, ta tống mỗi người đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta lúc nào có viên cái tên này rồi? Viên, đưa nàng trả cho chúng ta. Nếu không, toàn bộ đều phải chết. Nàng là thuộc về chúng ta, nàng là hoàn mỹ nhất, duy nhất. Trả cho chúng ta. Nếu không, chúng ta hủy diệt toàn bộ thế giới, cũng ở đây không tiếc. Chính ngươi rõ ràng nhất, chúng ta có được cái này lực lượng. Lực lượng hủy diệt thế giới. Nhưng mà, các ngươi bị Nho Gia Thánh Nhân đánh qua. Tống Thư Hàng nói. Trong hư không, cái kia một đám lăn lộn ác quỷ đầu, đột nhiên dừng lại. Nguyên bản muốn hủy diệt vạn vật, diệt thế đều phảng phất là nhấc tay chi lao khí chất, lập tức liền thoát hơi. Tống, tinh chuẩn đâm tâm, Thư Hàng. Xem ra, bọn hắn thật sự bị thánh nhân đánh qua. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Ta nghĩ tới tới, căn cứ ta xem qua Nho Gia kinh văn trên ghi chép. Những thứ này kỳ quái sinh linh, đích thật là đang tìm kiếm một nữ nhân. Mà khi thánh nhân biết bọn chúng muốn tìm nữ nhân là ai lúc, cũng không chút nào do dự xuất thủ đưa chúng nó đánh chết một nhóm. Hằng Hỏa Chân Quân xoa cằm nói. Nguyên lai không chỉ có là đánh một trận, còn đánh chết một nhóm. Rất sâu thánh nhân, quả nhiên chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu, rất sâu thánh nhân chính là sâu. Đồng thời, Tống Thư Hàng trong đầu cũng cuối cùng nhớ ra viên cái tên này quen tai nguyên nhân là hắn. Cái kia cùng cuồng đao tam lãng tiền bối rất tương tự nam nhân. Sau đó, hắn cũng lập tức đoán ra mình bị ngộ nhận là viên nguyên nhân. Trên người hắn có một lần long phù chuyển sinh cơ hội, mà cái này long phù chuyển sinh cơ hội tới bắt nguồn từ long nhãn đá quý. Long nhãn bảo thạch đầu nguồn, lại liên lụy đến viên. Nho Gia thánh nhân đã không có ở đây. Những cái kia ác quỷ đầu đột nhiên lại một lần gầm hét lên, lần này, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Nho Gia thánh nhân đã không có ở đây. Ha ha ha, ngây thơ ra hỏa. Tống Thư Hàng đưa tay che mắt trái của chính mình. Tiên tử nhanh chóng vọt trở lại Tống Thư Hàng sau lưng, nàng cái đuôi dựng thẳng tắp, kim kê độc lập bạch hạc lưỡng xí, cơ thể hơi phía bên trái nghiêng, như thế nào hiếu. Tạo hóa tiên tử vội vàng nhảy đi qua, đứng ở Tống Thư Hàng khác một bên, đồng dạng kim kê độc lập bạch hạc lưỡng xí, thân thể phía bên phải nghiêng, như thế nào yêu. Sau đó, hai vị tiên tử liếc nhau còn thiếu một cái người. Đúng, da đen Vũ Nhu Tử đi nơi nào? Câu thứ ba lời kịch vốn nên do nàng tới gọi. Thế là, hai vị tiên tử quay người nhìn chăm chú về phía Tô Thị A Thập Lục, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. A Thập Lục, muốn lên sao? Biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Cuối cùng, câu thứ ba lời kịch từ Tống Thư Hàng bản thân kêu to đi ra. Hắn vươn ra tay trái của mình. Mắt trái mang thai ngưng thị hung mãnh bắn phá ra ngoài. Nếm thử Nho Gia thánh nhân mang thai ngưng thị uy lực đi. 3. Trên bầu trời, những cái kia ác quỷ đầu, không có tránh né, bị mang thai ngưng thị trực tiếp đánh chúng. Ha ha, vô dụng vô dụng, vô dụng. Những cái kia ác quỷ đầu hét lớn, thực lực của bọn nó đủ để miễn dịch mang thai ngưng thị. Không ổn, là cường giả tuyệt thế. Tránh lui, Tống Thư Hàng đưa tay. Bắt lấy đèn kịt xích tiêu kiếm chuôi kiếm nói, xích tiêu kiếm tiền bối, phần thiên hỏa diễm đao. Ôm, thật có lỗi, ta còn không có bổ sung năng lượng. Đèn kịt xích tiêu kiếm tâm ma ngại ngùng nói hắn là tâm ma, lại vừa sinh ra. Còn chưa kịp tới để xích tiêu tử đạo trưởng cho hắn bổ sung năng lượng. Tống Thư Hàng. Tranh cái này lúc, Tống Thư Hàng phía sau tạo hóa tiên tử giơ thiết cầm, dùng sức bắn ra. Tiếng tỉ bà như kim thiết giao ô, đằng đằng sát khí. Một chùm nguyệt quang, xuyên thấu qua ác quỷ đầu sương mù, rơi vào điền thiên đảo bên trên. Nguyệt quang bên trong, một vị cơ bắp bạo tạc nam tử, hai tay vỗ tay. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, anh tuấn tóc dài từng cây dựng thẳng lên. Mọi người tốt, ta là tạo hóa. Nam tử mỉm cười, ta có một bài ca khúc mới muốn dẫn cho đại gia. Tạo hóa tiên tử thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, rơi sau lưng tạo hóa pháp phương. Tạo hóa pháp phương. Ca tên là, chết cũng không tiếc. Bài hát này danh tự ta nghe qua, đây là mười mấy năm trước ca khúc mới đi, ký ức vẫn còn mới mẻ. Một vị điền thiên đảo tu sĩ hồi ức nói, nhớ kỹ là một bài rất ôn nhu tình ca, nghe còn có chút thương cảm,
là thủ có linh hồn ca khúc. Đối với thọ nguyên dài rằng giặc tu sĩ tới nói, mười mấy năm trước ca, thoáng như hôm qua. Đặc biệt là đối có chút không thường ra môn, bế quan thời gian so sánh lâu tu sĩ tới nói, chính là ca khúc mới. Bất quá, tạo hóa tiền bối nói là hắn viết ca khúc mới, hẳn là vừa vặn cùng tên ca khúc đi. Lại có người trả lời. Mặc dù chưa từng nghe qua tạo hóa tiền bối tiếng ca, nhưng ta có chút chờ mong. Vừa rồi Linh Điệp Thánh Quân cùng Hằng Hỏa tiền bối hát đều rất tuyệt. Sẽ nói loại lời này, đều là Điền Thiên Đảo tu sĩ. Mà lại là gần nửa năm qua không có lên mạng, không hiểu rõ thế giới kim loại nặng âm nhạc giới siêu sao tạo hóa Pháp Phương tin tức đạo hữu. Trạch không phải vấn đề gì, vấn đề là Trạch thời điểm còn không tiếp xúc ngoại giới Đại Tân Văn. Lại nói, cái này Nguyệt Quang là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng chú ý điểm cùng đoàn người khác biệt, đoàn người đều chú ý tới soái khí đăng tràng tạo hóa Pháp Phương, sự chú ý của hắn điểm lại tại cái kia đạo đột phá khói đen trên ánh trăng. Cái này trùng Nguyệt Quang, xuất hiện quá xảo hợp, vừa vặn chiếu rọi tại tạo hóa Pháp Phương trên thân, tựa như là đang vì hắn đăng tràng chế tạo khí thế. Đơn giản một trùng Nguyệt Quang, liền để Thích Ca Mâu Ni trở thành ở đây nhất tú nam nhân. Đồng thời, Tống Thư Hàng bình tĩnh móc ra hai đôi tai nghe, một đôi nhét vào bản thân lỗ tai, một đôi đưa cho Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử không cần, nàng là thật tâm ưa thích tạo hóa Pháp Phương tiếng ca. Cái này lúc, Tống Thư Hàng sau lưng đen kịt xích tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói, vì cái gì tạo hóa tiên tử thân là nho gia tiên tử, lại nhập thân vào tạo hóa Pháp Phương vị này Phật gia đệ tử trên người, có lẽ ta có thể thoáng hiểu. Tống Thư Hàng, Onitari tạo hóa Pháp Phương thân thể có chút ngửa ra sau, bày ra đánh guitar tư thế nhưng là trong tay của hắn cũng không có guitar. Lắng nghe đi, ta ca khúc mới, Thích Ca Mâu Ni ngón tay gảy gảy. Không khí guitar. Theo ngón tay hắn run run, ở trên người hắn, có một loại to lớn dương cương lực lượng, phóng lên tận trời. Không phải linh lực, cũng không phải nho ra chính khí hoặc Phật môn lực lượng. Mà là tạo hóa Pháp Phương thiên phú lực lượng loại này đặc thù lực lượng, đối không bên trong màu đen sương mù cùng những cái kia ác quỷ đầu có cường đại khắc chế hiệu quả. Tạo hóa Pháp Phương chỉ cần duy trì đứng thẳng tư thế, trên người hắn lực lượng liền phóng lên tận trời, tại khói đen bên trong mở lỗ lớn. Đây chính là Nguyệt Quang bao phủ ở trên người hắn nguyên nhân. Tạo hóa tiền bối đây là tự mang đăng tràng đặc hiệu. Cái này nếu là tại trong phim ảnh, thường thường là nhân vật chính ra sân tràng diện. Cùng một thời gian, tạo hóa Pháp Phương lên tiếng, chết 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 chết. Đáng sợ ngữ tốc. Không tới 10 giây thời gian bên trong, tạo hóa Pháp Phương liền hát 150 cái chữ chết, từ đầu tới đuôi đầu lưỡi đều không mang theo thắt nút. Theo tạo hóa Pháp Phương mở hát về sau, trên người hắn loại kia đặc thù lực lượng khuếch tán ra tới. Loại lực lượng này phối hợp với hắn giọng hát, tạo thành tạo hóa Pháp Phương cái kia mang tính tiêu chí, lực phá hoại cực mạnh linh hồn thanh âm. Thanh âm của hắn như là lĩnh vực đồng dạng khuếch trương. Lần này ca khúc mới, uy lực càng mãnh liệt hơn. Mà lại, ca khúc mới uy lực là trong vòng 10 giây tập trung bộc phát. Trước kia tạo hóa Pháp Phương tiếng ca lực phá hoại, là khuếch tán hình. Vậy lần này là đem mấy phút đồng hồ tiếng ca lực sát thương, tập trung ở 10 giây thời điểm nổ tung lên. Không rõ chân tướng Điền Thiên Đảo tu sĩ, vốn đang mong đợi tạo hóa Pháp Phương tiếng ca. Kết quả bọn hắn chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một trận ong 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 đáng sợ thanh âm. Sau một khắc, bọn hắn rất thẳng thắn chớp mắt, ầm vang ngã xuống đất. Trước kia, nhị, tam, tứ phẩm các tu sĩ, tại tiếp xúc đến tạo hóa Pháp Phương tiếng ca lúc, chỉ ít còn có một đoạn kêu thảm, tuyệt vọng, suy yếu, hai chân như nhũn ra giảm sóc kỳ. Bộ phận tu sĩ còn có thể gầm rú vài câu lỗ tai muốn mang thai, nhanh ngừng là quân đội bạn, cứu mạng. Mụ mụ cứu ta, tạo hóa ba ba loại hình kêu thảm. Mà lần này liền dứt khoát nhiều. Tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống các tu sĩ, trực tiếp chớp mắt, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất, liền cái giảm sóc kỳ đều không có. Chỉ có ngũ phẩm phía trên tu sĩ, còn tại đau khổ trèo trống. Thôn Vân Tăng đạo hữu, người điều âm thiết bị cùng ngươi học được điều âm kỹ thuật đâu. Tô Thị A thất kêu lên. Chúng đạo hữu nghe vậy vừa quay đầu. Phát hiện Thôn Vân Tăng đã sớm bị vùi dập giữa chợ. Trên đầu của hắn mang theo một cái chuyên nghiệp lỗ tai, té nhào vào bản thân điều âm trên thiết bị, miệng sùi bọt mép. Rõ ràng có được ngũ phẩm cấp thực lực, lại cùng tam, tứ phẩm tu sĩ cùng một chỗ té xỉu. Thật là một cái hoàn toàn dựa vào không được nam nhân.
Tống Thư Hàng nhìn một chút trong tay mình dây thừng, nghĩ nghĩ về sau, hắn đưa tay hất lên, đem dây thừng ném tới một bên. Không phải hắn không muốn đem Thôn Vân Tăng tiền bối cứu ra, mà là hắn chỗ đứng cùng Thôn Vân Tăng tiền bối chênh lệch không xa. Coi như đem hắn kéo tới bên cạnh mình, cũng không có chút ý nghĩa nào. Không cứu nổi. Theo tạo hóa pháp phương tiếng ca vang lên, tạo hóa tiên tử hắng giọng một cái, dùng âm phối phương thức phối hợp với tạo hóa pháp phương. Tiếng hát của nàng hóa thành dấu ở tạo hóa pháp phương tử vong tiếng ca bên trong tiếng trời. Chết 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 chết, tạo hóa pháp phương điên cuồng búng ra ngón tay. Không đủ, còn chưa đủ, bầu không khí còn chưa đủ nhiệt liệt. Sau lưng tạo hóa tiên tử, ngay lập tức đem bản thân tỷ bà đưa cho Thích Ca Mâu Ni. Tạo hóa pháp phương tiếp nhận tỷ bà, thuần thục kéo một phát, giống ôm guitar đồng dạng ôm lấy tỷ bà. Sau đó hắn bắt đầu rồi của mình hoa thức biểu diễn. Chết 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 chết, tạo hóa pháp phương đem tỷ bà dơ cao đến miệng trước. Xuất hiện, tạo hóa tiền bối răng đánh guitar pháp, mặc dù lần này đánh chính là tỷ bà. Vũ Nhu Tử vui vẻ quơ hai tay, chiếu sáng pháp thuật quang mang tại nàng trên hai tay lóe sáng liền phấn ti que huỳnh quang đều có thể tiết kiệm. Ở đây như thế tu sĩ bên trong, chỉ có Vũ Nhu Tử, chân chính không chút nào thụ tạo hóa pháp phương tiếng ca ảnh hưởng. Răng đánh guitar có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Tống Thư Hàng hỏi hắn phát hiện mình bây giờ đối với tạo hóa pháp phương tiếng ca lực sát thương cũng có được nhất định sức miễn dịch. Chỉ cần đem tạo hóa pháp phương tiếng ca xem như là thống khổ một loại, thân thể của hắn liền có thể nghĩ biện pháp dần dần đi thích ứng tiếng ca tổn thương. Tiếp nhận thống khổ, tiếp nhận thống khổ, đây là hắn đặc thù thiên phú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất xoái a, là tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc đặc thù động tác, rất kinh bạo. Vũ Nhu Tử giới thiệu nói, ngoài ra còn có cái ót đàn tấu guitar, đại phong sa đàn tấu, quỳ xuống đất trượt đàn tấu các loại khốc huyễn phương thức. Tống Thư Hàng. Còn có người nào dư thừa nút tai, cho ta một cái. Ta sắp không được, A Thất trong tay khỉ lớn kêu thảm nói. Diệt Phượng công tử có bốn cái, bất quá hắn có bốn cái lỗ tai. Tô thì A Thất bình tĩnh nói. Hóa thành cho tàn đi, tạo hóa pháp phương quỳ xuống đất, thân thể trên mặt đất trượt, trong tay tỷ bà dơ cao khỏi đầu, điên cuồng đàn tấu. Tại hắn trong tiếng ca, bao phủ điền thiên đảo sương mù thật nhanh lui tán. Liền ngay cả cái kia mấy con ác quỷ đầu, cũng trở nên không ổn định, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tan. Thích Ca Mâu Ni tiếng ca, đối bọn nó mà nói, phảng phất như là không nhìn phòng ngự virus. Không hổ là nho gia thánh nhân. Cái này lúc, đen kịt xích tiêu kiếm lên tiếng nói thanh âm của nó có chút run rẩy, thân là tâm ma hóa thân, hắn cũng nhận tạo hóa pháp phương tiếng ca trùng kích. Nho gia tiên tử, vì sao lại tại tạo hóa pháp phương trên thân? Hiện tại, đáp án đã rõ ràng. Ta trước đó liền muốn hỏi, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, người muốn biểu đạt cái gì? Tại sao phải lặp đi lặp lại nhắc lên nho gia thánh nhân? Tống Thư Hàng sau lưng, có một cái hiếu kỳ thanh âm vang lên. Là thông nương thanh âm, nàng tỉnh rượu qua đi, liền thuận tiếng ca chạy tới bãi cát. A, à, thông nương ngươi lại nhưng có thể tại tạo hóa tiền bối tiếng ca bên dưới chống đỡ. Tống Thư Hàng hiếu kỳ xoay đầu lại. Lấy thông nương tu vi, lại nhưng không có bất tỉnh đi. Tống Thư Hàng xoay người lại lúc, đột nhiên bị giật nảy mình. Sau lưng hắn, dáng người bốc lửa thông nương ăn mặc màu xanh lá sườn xám, nàng xuôi hai tay, như là người mù đồng dạng không ngừng thăm dò. Trên cổ của nàng, ngoại trừ không khí bên ngoài, không có cái gì. Kinh dị phim kinh dị không đầu thông nương dị văn lục. Tống Thư Hàng hỏi, thông nương, đầu của ngươi đâu? Như vậy lớn một cái đầu, làm sao lại không thấy? Bóp rơi mất, thông nương trên cổ phát ra thanh âm thanh thúy, tạo hóa tiền bối tiếng ca một vang lên lúc, ta bị kích thích, dùng sức bóp lấy lỗ tai của mình. Không nghĩ tới dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đem đầu của mình cho bấm một cái tới. Tống Thư Hàng. Đầu bóp sau khi xuống tới, ta phát hiện ta còn có thể nghe đến thanh âm. Đồng thời, tạo hóa tiền bối tiếng ca tại ta nghe tới liền biến rất mỹ diệu, tựa như âm thanh thiên nhiên, chăm nghe không ngán. Thông nương dùng sức khua tay nói, từ hôm nay trở đi, ta đối tạo hóa tiền bối đen chuyển phấn. Rất tốt, Vũ Nhu Tử rốt cục nhiều một vị đúng nghĩa ca hữu, lần sau tạo hóa tiền bối bắt đầu diễn sướng hội lúc. Thông nương có thể lấy xuống đầu của mình cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ tổ đội đi tham gia. Thư Hàng,
ta khả năng có chút không được. Bên cạnh, Tô Thị A Thập Lục sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, âm thanh run rẩy. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay, đem nhỏ nhắn xinh xắn A Thập Lục đỡ lấy. A Thập Lục, nếu không ta đem ngươi trước chuyển rời đến hạch tâm thế giới A. Tô Thị A Thập Lục run rẩy vươn tay, vuốt ve gương mặt của hắn. Sau đó, nàng chớp mắt, ngất đi. Tống Thư Hàng. Hắn nhẹ nhàng đem A Thập Lục ôm lấy. Nhẹ nhàng quá, so với nửa năm trước, nàng càng nhẹ. Rõ ràng nhưng từ trên thể hình đến xem, nàng hẳn là thoáng dài chút thịt mới đúng, không nghĩ tới thể trọng ngược lại hạ thấp rất nhiều cái này thể chất, coi là thật muốn hâm mộ chết không ít phổ thông thiếu nữ. Hôn mê bên trong Tô Thị A Thập Lục, lông mi thon dài, khả ái độ vẫn như cũ không giảm. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hạch tâm thế giới lấy ra cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, đưa nó choàng tại Tô Thị A Thập Lục trên người. A, à, xuất hiện, tạo hóa tiền bối cái ót đánh guitar. Bên cạnh thân, Vũ Nhu Tử vui vẻ kêu lên, nàng dùng sức huy động lóe sáng cánh tay. Chết 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 chết, tàn khốc địch nhân có thể giết chết thân thể của chúng ta lại không cách nào giết chết tinh thần của chúng ta, như thế mới có thể chết mà không tiếc. Tạo hóa pháp vương đem tỷ bà dơ cao, ấn tại bản thân cái ót điên cuồng ma sát. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, điện lực 10 phần. Tống Thư Hàng dám cam đoan, nếu không phải tạo hóa pháp vương có tăng phát thuật cái này một cường lực pháp thuật, người bình thường căn bản chơi không chuyển một chiêu này chơi mấy lần, cái ót liền chọc. Chói tai tiếng tỷ bà tạo hóa pháp vương tử vong giọng hát, ngũ phẩm tu sĩ cũng không kiên trì nổi, từng cái ngã xuống đất. Ngã xuống đất trước, mỗi người sẽ còn thê thảm đọc lấy lời kịch. Những thứ này lời kịch bên trong, lại lấy lỗ tai mang thai, sinh non, hai thai, cùng đầu óc muốn hòa tan, ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn yêu ngươi loại hình từ ngữ xuất hiện tần suất cao nhất. Nhưng thảm hại hơn chính là thiên không bên trong đám kia ác quỷ đầu sinh linh. Bọn chúng đăng tràng lúc phách lối khí diễm đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản bao phủ điền thiên đảo khói đen bây giờ tựa như là vải rách đồng dạng, bị đâm thành cái sàng, khắp nơi là lỗ thủng. Nguyệt quang từ nơi này chút lỗ thủng bên trong chiếu xuống, hình thành từng đạo cột sáng. Những thứ này cột sáng, tựa như là tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc trên ánh đèn, quả thực là đem buổi hòa nhạc bầu không khí đẩy cao một bậc. Mà một nhóm kia ác quỷ đầu liền phảng phất chúng độc đồng dạng. Ở trên bầu trời không ngừng lăn lộn, phát ra trận trận kêu thảm rên rỉ. Bọn chúng trạng thái đang không ngừng bị suy yếu. Trong lúc đó, bọn chúng thử nghiệm xuất thủ công kích tạo hóa pháp vương, nhưng chúng nó pháp thuật công kích còn không tới gần tạo hóa pháp vương, bỗng tiêu tán, bọn chúng tế ra pháp khí, lại bị tạo hóa tiên tử nhẹ nhõm phá hủy. Theo tạo hóa pháp vương tiếng ca tiến vào cao giai đoạn, bọn chúng càng là liền chạy trốn lực lượng đều đã mất đi. Tựa như cá ướp muối đồng dạng treo ở trên bầu trời, không thể động đậy. Tạo hóa pháp vương đối bọn nó khắc chế, quá khoa trương. Liền xem như thiên địch cái từ này, đều không đủ lấy hình dung tạo hóa pháp vương cùng những thứ này ác quỷ đầu quan hệ. Chỉ có thể nói, tạo hóa pháp vương tựa như là đối ác quỷ đầu sinh linh vũ khí, là đặc thù tính nhắm vào lực sát thương. Đúng rồi, vừa rồi thông nương hỏi vấn đề, ta có chút ý nghĩ. Tạo hóa pháp vương có phải hay không là nho gia thánh nhân bố trí chuẩn bị ở sau? Tống Thư Hàng nói, không phải trọng sinh chuẩn bị ở sau, mà là nhằm vào ác quỷ đầu sinh linh chuẩn bị ở sau. Trước đó, Hằng Hỏa tiền bối nhắc qua, đỉnh đầu những thứ này ác quỷ đầu trạng sinh linh, đã từng bởi vì tìm kiếm một nữ nhân nguyên nhân, chọc giận nho gia thánh nhân, bị thánh nhân chính diện đối qua, còn bị chém giết qua một nhóm. Kết hợp viên, vật thí nghiệm. Tìm kiếm nữ nhân cùng thánh nhân bão nổi mấy cái manh mối, liền không khó phỏng đoán, những thứ này ác quỷ đầu sinh linh tại hiện thế tìm kiếm, nên là Vân Tước Tử tiền bối. Mà Vân Tước Tử thế nhưng là thánh nhân nghịch lân một trong. Năm đó, những thứ này ác quỷ đầu sinh linh không có bị nho ra thánh nhân chảm thảo trừ căn, đã coi như chúng nó có bản lĩnh. Bọn chúng năm đó đối mặt thế nhưng là treo lên đánh chư thiên vạn giới, không người không phục thánh nhân. Nếu không phải thể lỏng quả cầu kim loại chặn ngang một cầu, đương kim thiên đạo cho là nho gia thánh nhân. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía ác quỷ đầu sinh linh, đã bọn gia hỏa này lúc trước không có bị chảm thảo trừ căn, cái kia lấy nho gia thánh nhân cái nhìn đại cục, nhất định sẽ lưu lại tương ứng chuẩn bị ở sau, đến khắc chế những thứ này quỷ dị dị giới sinh linh. Hiện tại xem ra, tạo hóa pháp phương chính là nho gia thánh nhân lưu lại khắc địch một trong thủ đoạn. Thiên phú của hắn tử vong tiếng ca, của hắn huyết mạch chi lực,
đối với những thứ này ác quỷ đầu sinh linh tới nói, chính là kịch độc, là tính nhắm vào lớn uy lực vũ khí. Như thế đến xem, tử vong tiếng ca đối phổ thông tu sĩ tạo thành lực sát thương, kỳ thật chỉ là bổ sung tác dụng. Loại lực lượng này, là tạo hóa pháp vương đặc hữu thiên phú. Sở dĩ, tạo hóa tiên tử mới có thể nhập thân vào Thích Ca Mâu Ni trên thân. Nàng có lẽ còn gánh vác thủ hộ tạo hóa pháp vương cũng kích hoạt hắn năng lực thiên phú loại hình nhiệm vụ. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Ta và ngươi suy đoán tương tự. Đen Kịt Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nói. Mặt khác, ta ngay từ đầu còn hoài nghi tới, tạo hóa pháp vương có phải hay không là Nho Gia Thánh Nhân chuyển thế hoặc trọng hoạt chi thân. Bất quá, rất nhanh ta liền đẩy ngã khả năng này. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu một cái, Mắt trái của hắn, cùng tạo hóa pháp vương ở giữa không có chút nào cộng minh. Mà lại, Nho Gia Thánh Nhân đã chết rất triệt để. Liên quan tới điểm ấy, tin, quỷ. Đang khi nói chuyện, tạo hóa pháp vương tiếng ca đến cuối cùng giai đoạn. Hắn nắm lên tỳ bà, điên cuồng ma sát, trong miệng càng là phát ra chói tai cá heo âm. Theo hắn tiếng ca, không trung ác quỷ đầu sinh vật như sủi cảo rơi xuống. Kết thúc rồi à, kém chút cho là ta phải chết. Tống Thư Hàng có chút xoay đầu lại, cố nén sủi bọt mép xúc động. Hắn hiện tại trong ngực ôm Tô Thị A Thập Lục, lúc này nếu là một thanh bọt mép phun ra, không phải phun Tô Thị A Thập Lục một thân không thể. Nhìn qua là kết thúc, Đen Kịt Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm thấp giọng nói, hắn cảm giác mình suýt chút nữa thì tan ra thành từng mảnh, nói chuyện đều mang run rẩy âm. Đáng sợ, Tống Thư Hàng thấp giọng nói, liền mang thai ngưng thị đều có thể miễn dịch ác quỷ đầu sinh linh lại nhưng thành tốp đổ vào tạo hóa tiền bối tiếng ca bên dưới Nho Gia Thánh Nhân không hổ là trấn áp đương thời nam nhân, dù là người đã không có ở đây, lưu lại chuẩn bị ở sau cũng đủ để trấn áp đại địch. Tạo hóa pháp vương một khúc kết thúc, hắn đưa tay một đưa, đem tỳ bà trả lại cho tạo hóa tiên tử. Sau đó hai tay của hắn mở rộng, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống đất. Hắn uống nhiều quá, cũng mệt mỏi. Cái này một khúc ca khúc mới chết cũng không tiếc tiêu hao, kỳ thật đã vượt qua hắn tự thân cảnh giới cực hạn. Nếu không có tạo hóa tiên tử tại sau lưng yên lặng chống đỡ lấy hắn, hắn hát đến một nửa lúc liền phải ngã xuống. Tạo hóa tiên tử tiếp nhận tỳ bà, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn suýt chi sắc. Tỳ bà trên hiện tại tràn đầy tạo hóa pháp vương nước bọt. Theo tạo hóa pháp vương ngã xuống đất, hiện trường còn sống sót Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, cũng nhao nhao đánh sập ngã xuống. Tựa như là domino hiệu ứng. Đại gia tư thế ngã xuống cũng là nhiều mặt. Có đặt mông ngay tại chỗ, có giống như tạo hóa pháp vương thẳng ngã xuống, có quỳ rạp xuống đất, có mặt hướng nằm xuống. Bất quá từ trên tổng thể tới nói, lần này sống sót nhân số lượng khá nhiều. Nếu như là bình thường tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc, bát phẩm trở xuống thành viên, một cái cũng đừng nghĩ dựng thẳng ra ngoài. Bất quá lần này, có tạo hóa tiên tử dẫn đạo, tạo hóa pháp vương tiếng ca lực sát thương, đều bị chuyển rời đến ác quỷ đầu sinh linh trên người, địa ngục tiếng ca khảo nghiệm độ khó giảm xuống, trên mặt đất đạo hữu chịu đến tiếng ca lực sát thương đại giảm. Sở dĩ cái này người sống sót số lượng lệch nhiều. Sống, còn sống. Cuối cùng cái kia một tiếng đáng sợ cá heo âm, ta cảm giác liền giống bị kéo đến 10 km không trung, lại bị phong ấn linh lực một hơi ra tốc rơi xuống đồng dạng. Ta cũng không tiếp tục muốn nghe đến bất kỳ cá heo âm. Mèo mèo mèo, gâu gâu gâu, ngao ô, mấy người các ngươi cho ta giảng tiếng người, lạc lạc. Vì cái gì tất cả mọi người đến đây? Ta là muốn tới ngăn cản tạo hóa đạo hữu ca hát, nhưng còn không tới gần hắn liền suy yếu bất lực. Ta là nhìn thấy che kín cả cái điền thiên đảo hắc phụ. Sở dĩ tới xem một chút. Ta cũng thế. Giống như trên, cả cái Cửu Châu Nhất Hào quần cơ hồ không có mấy người may mắn thoát khỏi. Ở đây bây giờ có thể đứng đấy, chỉ có Vũ Nhu Tử, Không Đầu Thông Nương cùng Tống Thư Hàng. Trước cả hai là có thể thưởng thức tạo hóa pháp phương tiếng ca, cái sau là tiếp nhận thống khổ năng lực tương đối mạnh. Tống Thư Hàng thật vất vả đè nén xuống sủi bọt mép xúc động, Thông Nương, giúp ta trước ôm A Thập Lục. Không có vấn đề, nhưng ta cái gì đều không nhìn thấy. Không Đầu Thông Nương duỗi ra hai tay nói. Tống Thư Hàng quay người. Thận trọng đem Tô Thị A Thập Lục giao cho Thông Nương trong tay, sau đó hắn nhanh chân hướng những cái kia rơi xuống đất ác quỷ đầu sinh linh vị trí bước đi. Tống tiền bối người muốn làm cái gì? Vũ Nhu Tử hỏi. Tống Thư Hàng, ta xem một chút những thứ này ác quỷ đầu trạng sinh linh, có phải hay không còn sống?
nếu như còn sống, tự nhiên muốn thừa dịp bọn chúng không khôi phục lại trước đó, trước bổ bọn chúng một đao. Mặt khác, bọn gia hỏa này nhìn qua cùng tâm ma rất tương tự, không biết có thể hay không cắt miếng làm thành tâm ma sashimi. Trước đó hắn liền nghĩ qua, muốn dùng tâm ma thiên kiếp yến hoặc là tưới dầu cửu u ma kiếp đi cho bạch tiền bối nói lời xin lỗi. Nếu như bọn gia hỏa này có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn, vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Muốn bổ đao sao, bổ đao ta thích nhất á. Vũ Nhu Tử vui vẻ đuổi theo. Tại ở gần ác quỷ đầu sinh linh lúc, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đưa tay, ra hiệu Vũ Nhu Tử trước dừng bước. Đồng thời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong phòng ngự pháp khí từ bản mệnh linh hồ bên trong chui ra. Vương bá chuyên gia chi thuẫn giữ tại tay trái, sau đó có mũ giáp, chiến giáp, hộ tâm kính, chiến hoa đem hắn vũ trang đến tận răng. Đồng thời, hắc báo thống suốt cờ xí xuất hiện tại tay phải hắn bên trong. Tống Thư Hàng lấy cờ vi thương, nhẹ nhàng đâm về ác quỷ đầu sinh linh thân thể. Ác quỷ đầu sinh linh thân thể không có phản ứng. Bất quá, liền ngay cả phổ thông nhị phẩm tu sĩ đều có rất nhiều loại giả chết thủ đoạn. Riêng là đâm đâm một cái cũng không thể kết luận. Tống Thư Hàng có chút đưa tay, tay phải hắn nghịch kình võ sĩ quyền sáo đầu ngón tay bộ phận co vào. Xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng ngón tay nắm lấy hắc báo thống suốt cờ xí, lần nữa điểm tại ác quỷ đầu sinh linh trên thân thể. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là hắn bản mệnh pháp khí, trên lý luận mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, những pháp khí này đều có thể coi là thân thể của hắn kéo dài. Như vậy, tại hắn ý niệm chủ động dưới sự dẫn đường, có thể hay không trực tiếp xuyên thấu qua hắc báo thống suốt cờ xí vì môi giới, đạt tới xem xét hiệu quả. Tống Thư Hàng cũng là lần thứ nhất nếm thử loại phương pháp này. Thành công, Tống Thư Hàng nói khẽ. Xem xét bí pháp được thành công kích hoạt. Cùng một thời gian, hắn thật nhanh đem thân thể của mình chuyển hóa làm ngụy bất hủ xương mù hình thức, để mà tiếp nhận xem xét bí pháp đại giới. Phù văn màu vàng từ trong mắt của hắn chui ra, dọc theo hắc báo thống suốt cờ xí đến ác quỷ đầu sinh linh thân thể. Một lát sau, liền đem giám định kết quả truyền lại về trong đầu của hắn. Tống Thư Hàng trên thân, phun lên to lớn đau đớn. Nơi giám định trả ra đại giới, đạt tới hắn lúc này tâm linh, nhục thân có thể tiếp nhận cực hạn. Bị phá hủy bất diệt chi chủ xúc tu, thái cổ thời đại, bất diệt chi chủ ý đồ tiếp xúc vượt qua hắn lý giải chân lý, xa vào đến vĩnh hằng trong ngủ mê. Tại bất diệt chi chủ ngủ say thời khắc, nó ma niệm hóa thành xúc tu, thay thế ý chí của hắn hành động, thăm dò vĩnh hằng pháp tắc. Tống Thư Hàng sắc mặt, bởi vì kịch liệt đau nhức lộ vẻ trắng bệch. Không có bị che đậy. Đồng thời, hắn hơi kinh ngạc lần này xem xét bí pháp kết quả. Dĩ vãng xem xét kết quả dính đến trường sinh giả thậm chí là kiếp tiên đỉnh phong cấp bậc này đại lão lúc, xem xét bí pháp kết quả là sẽ bị vặn vẹo, che đậy, không cách nào đạt được cụ thể tin tức. Mà lần này dám định ra bất diệt chi chủ tin tức, lại nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Không phải là bởi vì vị này bất diệt chi chủ bản thể chính lâm vào vĩnh hằng ngủ mê nguyên nhân. Mặt khác, Tống Thư Hàng nhìn qua những thứ này ác quỷ đầu sinh linh, bọn gia hỏa này, cũng chỉ là xúc tu. Mà lại chỉ là trong ngủ mê bất diệt chi chủ, một sợi ma niệm biến thành. Bất hủ khí tức, bất tử phù văn, viên. Đột nhiên, có một cái gào thét thanh âm, từ nơi này chút bất diệt chi chủ xúc tu trên người vang lên. Tống Thư Hàng lúc này ngụy bất hủ trạng thái, đưa tới những thứ này bất diệt chi chủ xúc tu biến hóa. Coi như ở vào bị phá hủy trạng thái. Những thứ này xúc tu vẫn như cũ trung thực đối bất hủ lên phản ứng. Sau đó có một đạo ý chí vượt không gian mà tới. Ý chí bao phủ cả cái bãi cát. Sát na ở giữa, ý chí bao phủ chỗ, toàn bộ sinh linh thời gian dừng lại. Không người nào có thể động đậy. Nhằm vào sinh linh thời gian ngừng lại. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử cùng sau lưng Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, Điền Thiên Đảo tu sĩ, thậm chí là côn trùng. Chim thú, toàn bộ hóa thành pho tượng. Liền ngay cả công đức chi thân tiên tử cùng đặc thù hình thái tạo hóa tiên tử, cũng bị ngừng lại. Bất hủ thân thể, cái thanh âm kia giống như điên cuồng, lực lượng ý chí đột nhiên rót vào đến bên trong một cái ác quỷ đầu thân thể bên trong. Ác quỷ đầu nguyên bản liền phá hủy thân thể, căn bản không chịu nổi cái này khổng lồ ý chí chi lực, bắt đầu sụp đổ, huyết nhục không ngừng từ đầu sọ trên rơi xuống, lộ ra khung xương. Bất hủ. Cái kia ác quỷ đầu đột nhiên nhảy lên,
hướng về sương mù hóa Tống Thư Hàng nhảy đi qua, hắn muốn đoạt lấy Tống Thư Hàng thân thể. Chỉ cần tại ác quỷ đầu triệt để sụp đổ trước tiếp xúc đến Tống Thư Hàng, hắn liền có thể bắt đầu đoạt xá. 3. Ngay tại ác quỷ đầu sắp bổ nhào vào Tống Thư Hàng trên mặt thời điểm, một đầu mảnh khảnh tay nhỏ ló ra, một tay lấy hắn bắt lấy. Sau đó, da đen vũ nhu tử thân thể từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra. Tống tiền bối thế nhưng là ta bản thể cho rằng phi thường chân quý người, cũng không thể để ngươi xúc phạm tới hắn. Da đen vũ nhu tử mặt mỉm cười, nàng dùng sức hất lên, đem ác quỷ đầu hướng nơi xa đập tới. Nguyên bản tại phòng bếp bên trong chỉ đạo Bắc Hà tán nhân tâm ma hóa hình da đen vũ nhu tử, chẳng biết lúc nào về tới Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Tại cái này toàn bộ sinh linh đều bị thời gian ngừng ngừng lại không gian bên trong, da đen vũ nhu tử lại không nhận thời gian ngừng ngừng lại ảnh hưởng, có thể tự do hành động. Da đen vũ nhu tử hất ra ác quỷ đầu về sau, đưa tay bắt lấy Tống Thư Hàng sau lưng đen kịt tâm ma xích tiêu kiếm, một tay lấy hắn rút ra, xích tiêu kiếm tiền bối, đừng giả bộ chết, kế tiếp là của chúng ta trận á. Ta cũng không có giả chết, trên thực tế, ta cũng nhận thời gian ngừng lại ảnh hưởng, vừa rồi một mực ở vào hoảng hốt trạng thái. Tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Ở cái này thời gian ngừng lại không gian bên trong, bọn chúng thân là tâm ma hóa thân, tựa hồ không chịu đến ảnh hưởng. Giữ vững tinh thần đến, tiền bối. Da đen vũ nhu tử khích lệ nói. Tâm ma xích tiêu kiếm, người biết đao pháp sao? Sẽ không, ta sẽ chỉ linh điệp đảo kiếm thuật. Da đen vũ nhu tử trả lời. Tâm ma xích tiêu kiếm, đúng dịp, ta không biết kiếm ý, ta sẽ chỉ đao ý. Hai chúng ta khả năng không hợp. Không sao, đao cũng tốt, kiếm cũng tốt, đều là dùng để đâm người. Da đen vũ nhu tử hì hì cười nói. Nơi xa, bị nện té xuống đất ác quỷ đầu một lần nữa bay lên. Lần này, trên người nó huyết nhục đã toàn bộ rơi xuống, chỉ còn một cái đầu lâu lơ lửng. Lên, xích tiêu kiếm tiền bối. Da đen vũ nhu tử mũi chân tại mặt đất hung hăng dẫm mạnh, thân hình như điện vọt hướng cái kia đầu lâu. Tâm ma xích tiêu kiếm, lại nói, chúng ta thật là tâm ma sao? Nếu như là tâm ma lời nói, lúc này vì cái gì còn muốn bảo hộ Tống Thư Hàng cùng đại gia? Bình thường tới nói, tâm ma không phải hẳn là nhìn lấy đại gia đi chết sao? Ta và ngươi nhất định là giả tâm ma. Điệp ưng biến, da đen vũ nhu tử không nói nhảm. Vung lên xích tiêu kiếm chém ra linh điệp đảo tổ hợp kiếm thuật. Một đầu mọc ra cánh bướm hùng ưng kiếm khí, hung hăng chém về phía đầu lâu. Cong! Kiếm khí chạm tại đầu lâu bên trên, lại ngay cả cái ấn ký đều không có thể lưu lại. Đầu lâu cường độ tại cửu phẩm tả hữu, bây giờ bị phá hủy qua một lần, lại bị lực lượng cường đại cường ép xót vào, hiện tại cường độ tại lục phẩm đến thất phẩm ở giữa. Tâm ma xích tiêu kiếm nhanh chóng suy tính nói. Không ổn. Da đen vũ nhu tử nói, ta hiện tại chỉ có ngũ phẩm lực sát thương, coi như mượn nhờ xích tiêu kiếm tiền bối, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Lúc này, nếu là ta đã bị xích tiêu tử bổ sung năng lượng liền tốt, một kích phần thiên hỏa diễm đao dạy chúng nó làm người. Xích tiêu kiếm nói, trên cái thế giới này không có nếu cùng thế nhưng là, xích tiêu kiếm tiền bối đem lực lượng của ngươi bạo phát đi ra đi. Da đen vũ nhu tử hai tay cầm kiếm, kiếm ý cũng tốt, đao ý cũng tốt. Đều phóng xuất ra, ta đến phối hợp ngươi điều chỉnh phương thức công kích. Đang khi nói chuyện, đầu lâu điều chỉnh tư thế, lần nữa hướng phía Tống Thư Hàng vị trí đánh tới. Hắn hoàn toàn không muốn cùng da đen vũ nhu tử tâm ma xích tiêu kiếm dây dưa ý tứ, chỉ là một lòng muốn đoạt xá Tống Thư Hàng nhục thân. Chớ xem thường chúng ta a. Da đen vũ nhu tử lách mình ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt, hai tay nắm xích tiêu kiếm, như là cua gậy đồng dạng, dùng thân kiếm nện ở đầu lâu bên trên. Lần nữa đưa nó đánh bay. Ở sau lưng nàng, Tống Thư Hàng ngực một cặp bàn tay lặng lẽ rụt trở về, đó là linh quỷ bàn tay. Tống Thư Hàng linh quỷ, lại nhưng cũng không nhận thời gian ngừng ngừng lại ảnh hưởng. Nếu là vừa rồi vũ nhu tử không có thể ngăn ở đầu lâu, linh quỷ liền sẽ xuất thủ, chống cự đến gần đầu lâu. Không được, cái này khô lâu đầu quá bền chắc, căn bản nện không ra. Da đen vũ nhu tử nói. Xích tiêu kiếm tiền bối ngươi không phải trường sinh giả thần binh à, theo lý thuyết chỉ bằng của ngươi thân kiếm sắc bén trình độ, đều đủ để đem đầu lâu cắt miếng a. Ta chỉ là một thanh bảo kiếm tâm ma, liền kiếm linh cũng không tính, căn bản không có tương ứng thực thể kiếm khí, ở đâu ra sắc bén có thể nói. Tâm ma xích tiêu kiếm bình tĩnh trả lời, mà lại tại vừa rồi tạo hóa pháp phương tiếng ca trùng kích vào, thân kiếm của ta kém chút sụp đổ.
bây giờ còn có thể cùng ngươi chiến đấu cũng không tệ rồi. Da đen vũ nhu tử. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, tốt không đáng tin cậy. Đối diện, bị đánh bay đầu lâu lần nữa phiêu khởi. Đầu lâu bên trên, phát ra một đợt gầm thét. Cái kia cuồng bạo ý chí, lộ vẻ vô cùng nôn nóng. Hắn vượt không gian mà đến, thời gian có hạn, mà lại hắn vẫn phải duy trì lấy thời gian ngừng lại hiệu quả, tiêu hao không nhỏ. Vừa vội vừa giận lúc, cuồng bạo ý chí lần nữa truyền lại một đợt năng lượng. Lần này, ác quỷ đầu lâu đều muốn không chịu nổi giáng lâm lực lượng, đầu lâu trên xuất hiện đạo đạo vết rạn. Cuồng bạo ý chí năng lượng, từ đầu lâu trên người lan tràn ra, tổ hợp thành một cái thuần năng lượng xúc tu quái vật bộ dáng. 3. Một nguồn năng lượng xúc tu hướng phía da đen vũ nhu tử bắn ra mà tới. Nhanh như thiểm điện, da đen vũ nhu tử trong lúc vội vã rút kiếm chặn lại. Răng rắc, tâm ma xích tiêu kiếm trên thân kiếm, xuất hiện mấy đạo vết rách. Da đen vũ nhu tử kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ra ngoài, vọt tới Tống Thư Hàng thân thể. Ai nha ta mã nha, lão đau đớn, tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm thanh thúy kêu lên. Cái kia đạo năng lượng xúc tu tại rút phi vũ nhu tử về sau, lần nữa bắn ra mà tới. Vẫn như cũ là cái kia tốc độ như tia chớp, xúc tu mũi nhọn hóa thành mũi khoan, định một hơi đem da đen vũ nhu tử xuyên qua. Muốn chết rồi, muốn chết rồi, da đen vũ nhu tử kêu lên. Ba, cái này lúc, một đầu đen kịt bàn tay hoành không toát ra, dùng sức đập tại mũi khoan bên trên, đưa nó đập lệch. Một cái khác đen kịt bàn tay giơ đại thuẫn bài, đem da đen vũ nhu tử bảo vệ. Lại có mấy đạo thiểm điện công tới xúc tu, toàn bộ bị vương bá chuyên gia chi thuẫn từng cái ngăn lại. Ha ha, chết 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 còn sớm đấy. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên. Ngụy Bất Hủ thân thể linh quỷ tác dụng, để hắn từ thời gian ngừng lại hiệu quả bên trong tránh ra. Ta Tống mỗi người mới sẽ không dễ dàng như vậy cẩu mang. Tống Thư Hàng toàn thân duy trì Ngụy Bất Hủ hình thức, hai tay thì phụ trên cường hóa cương thủ hiệu quả. Da đen vũ nhu tử, kém chút cho là ta bản thân phải chết. Nàng và bản thể thật sự hoàn toàn khác biệt, bản thể ưa thích kích thích, lá gan cũng mập. Mà da đen vũ nhu tử, vừa rồi kém chút liền lại bị hù phai màu. Đón lấy đến giao cho ta đi, Tống Thư Hàng nói, xích tiêu kiếm tiền bối, lại đến chúng ta phối hợp thời điểm. Thật có lỗi, Thư Hàng, hôm nay tiền bối không cách nào phối hợp ngươi, tâm ma xích tiêu kiếm run rẩy nói. Thân thể của ta cũng phải nát, cần một chút thời gian đến khôi phục. Tống Thư Hàng. Mặt khác, cho ngươi một cái tận tâm đề nghị, đem ngươi xương mù thân thể quan bế rơi đi. Tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở đột nhiên giáng lâm cái kia cường hoành ý chí, rõ ràng là bởi vì chịu đến Tống Thư Hàng bất hủ thân thể kích thích. Sau đó thì sao? Tống Thư Hàng hỏi, chúng ta muốn làm sao đổi hắn? Hắn nhanh chóng giải trừ ngụy bất hủ xương mù hình thức, hai tay nắm chặt tấm chắn. Đối diện những năng lượng kia xúc tu vẫn là không ngừng bắn ra tới, không ngừng oanh kích lấy đại thuẫn. Tống Thư Hàng hai tay bị chấn run lên. Không muốn túng, chính là đổi. Đổi qua, vạn sự đại cát, đổi bất quá, cùng lắm thì đầu rơi mất sẹo lớn bằng thông nương. Xích tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, quá không đáng tin cậy. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, ta phải trước chuyển di chiến trường. Chung quanh đều là cửu châu nhất hào quần tiền bối, mà lại các tiền bối đều ở vào không cách nào động đậy trạng thái. Không cẩn thận, liền sẽ đem bọn hắn cuốn vào. Da đen vũ nhu tử, người đi phòng bếp nhìn xem bạch tiền bối trạng thái. Nếu như bạch tiền bối phân thân còn có thể hành động, nhanh lên đem hắn đưa đến nơi này tới. Tống Thư Hàng phân phó nói. Vừa gặp trên đẳng cấp này nguy hiểm, Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới chính là bạch tiền bối. Vâng. Tống tiền bối, da đen vũ nhu tử nắm lấy đầy người vết rách tâm ma xích tiêu kiếm, thật nhanh hướng phòng bếp vị trí chạy tới. Bất quá, nàng một bên chạy lúc, còn một bên nhắc nhở, mặt khác Tống tiền bối, tên của ta không phải da đen vũ nhu tử, lần sau đừng kêu sai tên của ta a. Tống Thư Hàng yên lặng vọng thiên nói thật, hắn đã nhớ không rõ lắm da đen vũ nhu tử tên. Tiếp đó, trước tiên cần phải đem cái này xúc tu quái dẫn dắt rời đi. Tống Thư Hàng một bên điều khiển tinh vi vị trí của mình, đồng thời trong lòng hiển hiện mấy cái dẫn quái phương án. Dẫn quái cũng là loại việc cần kỹ thuật. Tốt ở cái này boss cừu hận một mực ổn định ở trên người hắn, kéo boss đến cũng tương đối dễ dàng.
Đang lúc Tống Thư Hàng não hải nhanh chóng chuyển động thời điểm. Đột nhiên có một đạo bén nhọn xúc tu từ phía sau hắn không gian bên trong chui ra, hung hăng chui hướng phần lưng của hắn. Tốc độ nhanh đến để Tống Thư Hàng không cách nào phản ứng, đây là trên cảnh giới đường đường chính chính triển ép. Trừ phi Tống Thư Hàng có biết trước tương lai năng lực, nếu không một kích này hắn ăn chắc. Lại muốn xảo thủ ta thận. Phanh. Xúc tu chui tại Tống Thư Hàng phần lưng, đem hắn đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó, lại có hơn 10 đạo xúc tu xuyên qua không gian, không ngừng oanh trên người Tống Thư Hàng, đem hắn trực tiếp đánh vào lòng đất, tại trên bờ cát oanh ra một cái hố to, đem hắn chôn sống. Đau nhức đau nhức đau nhức, cái hố bên trong Tống Thư Hàng cắn răng nói bất quá, ngoại trừ thoáng có chút đau nhức bên ngoài Tống Thư Hàng cũng không có thụ bao lớn thương. Biến dị cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, lục phẩm tu sĩ hộ thể linh hồ lực trường, công đức chi quang. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong hoàng kim chiến giáp các loại, trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra hơn 10 loại xa hoa phòng ngự biện pháp, đem hắn chịu đến tổn thương hạ thấp cực hạn. Mặt khác, cái này ý chí nhập thân vào ác quỷ đầu trên lúc, chịu đến bị phá hủy ác quỷ đầu thể chất ảnh hưởng, lực công kích bị suy yếu rất nghiêm trọng. Tạo hóa pháp phương tiếng ca đối với mấy cái này ác quỷ đầu tới nói là kịch độc, coi như tiếng ca kết thúc, hiệu quả còn ảnh hưởng bọn chúng phát huy. Bị nện ngã xuống đất thời điểm, Tống Thư Hàng trong lòng lại có một tia mừng thầm, bởi vì đối phương xúc tu nhắm chuẩn chính là hắn phần lưng, mà không phải thận của hắn. Đồng thời, trong lòng của hắn có một cái ý kiến hay. Các ngươi không phải là muốn bất hủ tin tức, muốn vân thước tử tiền bối sao? Vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích hoạt tay trái tổ vu chúc phúc không gian khiêu dược công năng. Trong nháy mắt đem bản thân chuyển rời đến mặt biển vị trí. Rầm rầm rầm, ý chí xúc tu vẫn như cũ không ngừng đánh vào Tống Thư Hàng trước đó cái hố, đem cái hố đánh thành một thanh giếng sâu. Ta ở chỗ này, trên mặt biển, Tống Thư Hàng chân đạp hắc liên, lớn tiếng kêu lên. Cái kia bị ý chí phụ thân ác quỷ đầu đột nhiên xoay đầu lại, đầy trời xúc tu chuyển hướng, hướng phía Tống Thư Hàng công kích đi. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, tay phải của hắn duỗi ra. Cầm ra một đầu trắng noãn bàn tay nhỏ. Cái này tay nhỏ đứt từ cổ tay, tựa như là bị sắc bén thần binh cắt xuống, vết thương vuông vức, trên đó bám vào tầng một băng xương. Mà cái này tay nhỏ, vẫn còn giống còn sống đồng dạng, có lưu giữ ôn. Ngay tại Tống Thư Hàng móc ra cái này tay nhỏ trong nháy mắt, cái kia nhập thân vào ác quỷ đầu trên ý chí, lực chú ý lập tức bị cái này tay nhỏ hấp dẫn. Tống Thư Hàng trên người cừu hận chuyển rời đến tay nhỏ bên trên. Muốn không, nếu mà muốn, gọi ta ba ba, ta liền cho ngươi. Tống Thư Hàng ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, đồng thời tay phải hung hăng hất lên, dùng hết khí lực toàn thân, đem cái này tay nhỏ hướng không trung ném đi. Siêu siêu siêu, cái kia vô số xúc tu, đột nhiên hướng không trung cái kia trắng noãn tay nhỏ tìm kiếm. Đồng thời, còn có một bộ phận xúc tu phá tan rồi không gian, trực tiếp xuất hiện tại trắng noãn tay nhỏ biên giới, kết thành lưới lớn, bắt hắn. Quyết định chính là ngươi, ra đi, tai nạn cự quy. Tống Thư Hàng nói khẽ. 3. Xúc tu thành công bắt được cái kia trắng noãn tay nhỏ, vô số xúc tu thật nhanh quấn quanh ở tay nhỏ bên trên. Giáng lâm tại ác quỷ đầu trên ý chí bên trên, hiện lên một đợt vui vẻ tinh thần ba động. Đối với hắn tới nói, cái gì đều là thứ yếu, thu về vật thí nghiệm mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngay tại hắn chuẩn bị đem trắng noãn tay nhỏ thu về thời điểm. Một đầu to lớn miệng trống rỗng xuất hiện. Cái này to lớn miệng xuất hiện lúc, không có dấu hiệu nào. Không có chút nào không gian ba động. Liền phảng phất, hắn nguyên bản liền ở vào vị trí này. Miệng rộng mở ra, đột nhiên đem trắng noãn tay nhỏ tính cả xúc tu cùng một chỗ cắn. Cút, cái kia ý chí phát ra gầm thét. Kinh khủng áp bách trùng kích tai nạn cự quy. Đồng thời, từ trong hư không lại có một đạo mới ý chí lực lượng giáng lâm. Ngạnh sinh sinh oanh mở tai nạn cự quy miệng, đem bị cắn trắng noãn tay nhỏ cho đào lên. Sách, Tống Thư Hàng xoa cằm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tai nạn cự quy bị cậy mở miệng, đến miệng thịt đều bị người cướp đi. Ô, tai nạn cự quy phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể cao lớn hoàn toàn hiển lộ trong hư không. Hiện thân đồng thời, hắn ngắm nhìn cái kia xúc tu khô lâu, lại nhìn phía nơi xa chân đạp hoa sen Tống Thư Hàng. Lại là ngươi. Tai nạn cự quy cắn răng nói. Xem ra, lại là một đầu quen thuộc rùa.
có gan ngươi chờ đó cho ta. Tai nạn cự quy kêu lên, ta đi gọi cha ta tới. Thanh âm này, có chút quen tai. Bất quá tai nạn cự quy nhóm bộ dáng đều không khác mấy, Tống Thư Hằng thực sự không cách nào đưa chúng nó từng cái phân chia ra tới. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, cái này tai nạn cự quy không phải chỉ một lần cùng hắn gặp nhau. Trên thế giới này, tai nạn cự quy số lượng nhiều như vậy, mà hắn thông qua vân thước tử tiền bối thân thể triệu hoán cự quy số lần liền 10 ngón số lượng đều không có, tại chỉ là không đủ 10 lần cơ hội bên trong, lại mấy lần cùng cái này tai nạn cự quy gặp nhau, đây chính là duyên A. Có lẽ lần sau, ta còn có thể lại cùng hắn gặp nhau. Sở dĩ lần này cần không muốn trước đem hắn nhớ kỹ, lần sau gặp mặt tốt chào hỏi. Mặt khác, cái này tai nạn cự quy mới vừa nói, muốn triệu hoán ba ba. Tống Thư Hằng vẫn cho là tai nạn cự quy loại này nửa máy móc, bán sinh vật chủng tộc, hẳn là một vị nào đó đại năng sáng tạo vật tựa như mọc ra mắt tinh cầu như thế. Hiện tại xem ra, bọn chúng còn có thể sinh sản sinh sôi. Trong hư không, cái kia ý chí xúc tu vòng quanh trắng noãn tay nhỏ, mở ra cánh cửa không gian, liền chuẩn bị bỏ chạy. Có loại đừng đi, tai nạn cự quy lớn tiếng kêu lên, đồng thời từ hắn mai rùa nổi lên hiện một trận kỳ quái phù văn, số lượng chừng hơn vạn nhiều. Sau đó mỗi một cái phù văn đều biến thành một đạo tính công kích trùng sáng, hướng phía ý chí xúc tu vào tới. Uy lực phi thường khủng bố, liền cùng trong phim ảnh vũ trụ chiến hạm tốc độ ánh sáng công kích đồng dạng, mà lại trùng sáng 10 phần dày đặc. Cái này tai nạn cự quy chỉ cần thêm tầng vũ trụ chiến hạm vỏ, trực tiếp có thể đi đập khoa huyễn mảng lớn. Nguyên bản cái này cải tạo mai rùa là vì bá tống chuẩn bị, hiện tại trước hết để cho ngươi nếm thử ta cải tạo mai rùa công kích lợi hại. Tai nạn cự quy kêu gào nói. Tống Thư Hằng. Khó trách, mấy lần trước gặp mặt lúc, tai nạn cự quy nhóm cũng còn không có thủ đoạn tấn công như thế này, nguyên lai là cố ý cải tạo cường hóa vũ khí. Đây là một đầu mang thù rùa. Ba 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 chùm sáng như mưa rơi, rơi vào ý chí xúc tu trên thân, hơn vạn chùm ánh sáng, trực tiếp đưa nó bao phủ. Tốc độ ánh sáng dự uy không ngừng, hướng phía Điền Thiên Đảo bãi biển rơi đi. Tai nạn cự quy, sự tồn tại của bọn nó chính là thu về dính vào bất hủ khí tức vân tước tử nhục thân. Tại thu về những thứ này dính lên bất hủ khí tức vật lúc, bọn chúng cái kia thô bạo thủ đoạn thường thường sẽ tạo thành to lớn phá hư. Đây cũng là bọn chúng danh tự tồn tại, mỗi lần bọn chúng xuất hiện thời điểm, cơ hồ đều sẽ tạo thành không nhỏ tai nạn. Điền Thiên Đảo hộ đảo đại trận tự chủ hiển hiện, cản hướng những quang thúc này. Nhưng mà, hộ đảo đại trận chỉ tiếp theo hai hơi, liền bị bắn thủng, hộ đảo trên đại trận bị bắn ra hơn ngàn cái lỗ thủng. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Thời khắc mấu chốt, Tống Thư Hằng lần nữa thông qua tay trái tổ vu chúc phúc quyền sáo, trong nháy mắt na di đến Điền Thiên Đảo bãi cát vị trí. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành triển khai, xuất hiện sau lưng Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng bản thể cầm quy thuẫn, ngăn tại thánh thành trước đó. 42 con thánh viên hiển hiện sau lưng hắn, tay nâng nho ra kinh văn, lần này thánh viên nhóm trên mặt đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Những cái này quang thúc công kích, uy lực không thể coi thường. Trong hư không, tai nạn cự quy tâm tình lập tức vui vẻ. Ầm 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 ầm, chùm sáng đem Tống Thư Hằng cùng vĩnh bất hãm lạc thánh thành bao phủ. Mấy tức về sau, hơn vạn chùm ánh sáng tiêu tán. Tống Thư Hằng duy trì lấy nắm thuẫn tư thế, cũng không lui lại nửa bước. Sau lưng, mãi mãi không đình trệ thánh thành, cũng chống đến một khắc cuối cùng. Tai nạn cự quy vừa lòng thỏa ý, ánh mắt của nó một lần nữa rơi vào cái kia xúc tu quái vị trí. Cái này xúc tu quái tồn tại rất quỷ dị, hắn cái này một đợt chùm sáng mãnh liệt bắn, chỉ sợ không cách nào đưa nó tiêu diệt. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Cái kia xúc tu quái không có chết. Hắn phụ thân cái kia đầu lâu hiện đầy vết rạn, tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng nó trên người năng lượng xúc tu ngược lại biến to lớn hơn. Một bộ phận xúc tu, gắt gao bảo hộ lấy cái kia trắng noãn bàn tay, một bộ phận khác xúc tu vươn dài ra, bày ra săn mồi tư thái. Chết 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 chết, một cái nổi giận thanh âm từ xúc tu quái trên người vang lên. Sau đó, một bộ xúc tu mãnh liệt bắn hướng tai nạn cự quy. Một phần khác xúc tu hộ tống cái kia trắng noãn tay nhỏ, đưa vào không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Ba ba mau tới đây a! Tai nạn cự quy đại kêu lên, hắn chật vật tránh né lấy xúc tu.
những cái kia xúc tu thỉnh thoảng sẽ xuyên thấu không gian, trực tiếp công kích tai nạn cự quy. Tai nạn cự quy đồng dạng dựa vào xuất sắc không gian thiên phú, không ngừng tránh né. Xúc tu cùng cự quy, trong hư không không ngừng lấp lóe, biến mất, xuất hiện. Điền thiên đảo trên không gian, bị quấy thành một đoàn. Giống cái này lúc, trên bầu trời có một tiếng long ngâm nổ vang. Một đầu rồng to lớn, dùng cùng tai nạn cự quy phương thức giống nhau, từ trong hư không chui ra. Long đầu trong miệng, cắn một đoạn màu đen trong suốt thể rắn tại cái này màu đen thể rắn bên trong, có một đoạn xúc tu cùng cái kia trắng noãn tay nhỏ. Tai nạn cự quy ba ba, Tống Thư Hàng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn bầu trời, yên lặng vận chuyển trình lâm tự lành pháp phối hợp hoạt tuyền, khôi phục tự thân thương thế. Long đầu từ trong hư không chui ra, thân thể của nó là to lớn rùa loại. Trong miệng nó cắn, là một đoạn không gian. Không gian tại cái này tai nạn cự quy ba ba trong miệng, tựa như là kem đồng dạng. Tai nạn cự quy ba ba cấp bậc, cũng quá kinh khủng a. Cự quy ba ba bá khí đăng tràng về sau, mắt liếc cái kia nhập thân vào ác quỷ đầu trên xúc tu quái. Tất tất cự quy ba ba dùng Tống Thư Hàng nghe không hiểu, mắng câu thô tục. Sau đó, hắn thật nhanh bay đến tai nạn cự quy bên người, một tay lấy hắn bắt lấy, thật nhanh trốn vào cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Ba ba, trước đánh cái này nha, tai nạn cự quy kêu lên. Đánh cái rắm, đó là bất diệt chi chủ chấp niệm, chỗ đầu lâu kia là bất diệt chi chủ một sợi ma niệm. Là cái siêu cấp phiền phức đồ vật, đừng tìm hắn dính líu quan hệ, nếu không cả một đời đều thoát không nổi. Khó trách cảm giác cái này xúc tu nhìn quen mắt. Long đầu cự quy ba ba trả lời. Tai nạn cự quy cùng cự quy ba ba, biến mất vô tung vô ảnh. Liền khẩu cắn không gian đương kem cự quy ba ba, đều kiêng kỵ bất diệt chi chủ. Tống Thư Hàng có loại không tốt lắm dự cảm, cả một đời liền xong rồi, vùng đều thoát không nổi. Kẹo ra châu, trả lại ta, xúc tu quái bất diệt chi chủ chấp niệm gầm thét, xông vào không gian, hướng phía cự quy ba ba đuổi theo. Về phần Tống Thư Hàng. Tựa hồ bị ném tới một bên, bị không để ý tới. Tại xúc tu quái biến mất đồng thời gian ngừng lại hiệu quả, đồng dạng bị giải trừ. Tống tiền bối, ta mang theo bạch tiền bối phân thân tới. Nơi xa, da đen vũ nhu tử nói thật nhanh. Tống Thư Hàng quay đầu, nhìn về phía bị da đen vũ nhu tử vượt qua tới bạch tiền bối phân thân. Bạch tiền bối phân thân, tựa hồ ngủ thiếp đi. Không sao, đã kết thúc. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn hai chân mềm nhũn, hư nhược ngã nhào xuống đất, mất hết mặt mũi. Nguyên bản bị da đen vũ nhu tử khiêng bạch tiền bối phân thân mở to mắt. Hắn nghi ngờ nhìn qua bốn phía, sau đó thân hình hắn khẽ động, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch tiền bối phân thân nói, dứt lời, hắn đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, dùng sức kéo một cái, cút ra đây cho ta. Đau nhức đau nhức đau nhức, bạch tiền bối điểm nhẹ. Tống Thư Hàng kêu thảm nói. Tê một trận cốt nhục tách rời thanh âm. Sau đó, bạch tiền bối phân thân từ Tống Thư Hàng thể nội cầm ra một đầu xúc tu trạng đồ vật, giống vung rắn đồng dạng dùng sức vung vẩy hắn. Tống Thư Hàng khuôn mặt nhỏ đều trắng thứ này lúc nào chui vào trong cơ thể hắn. Cái này xúc tu là bất diệt chi chủ chấp niệm, trước đó cùng hắn tiếp xúc lúc. Tống Thư Hàng cho là mình toàn thân trên dưới đã phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, căn bản không có cho đối phương thời cơ lợi dụng. Không nghĩ tới, cái đồ chơi này chẳng biết lúc nào đã chui vào đến trong cơ thể hắn, còn trưởng thành đến lớn như vậy trình độ. Cái đồ chơi này, nhìn nói ít cũng có nặng 5, 6 cân A. Cái này so với hắn mang thai ngưng thị còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn mang thai ngưng thị chỉ là để cho người ta bụng bành trướng, hưởng thụ tình thương của mẹ cảm giác. Nhưng cũng không thật sự tại đối phương thể nội sinh ra sinh mệnh. Nhưng cái này xúc tu tiếp xúc đến địch nhân về sau, trực tiếp tại địch nhân thể nội lưu trùng, bắt đầu trưởng thành. Loại này hình ảnh, tốt có tức thị cảm. Nữ tính trạng thái Bạch Hạc Chân Quân tiến đến Tống Thư Hàng bên cạnh, nhìn qua thân thể của hắn cùng bạch tiền bối phân thân trong tay không ngừng giãy giụa xúc tu. Ân, nghĩ tới, hình tượng này tự cùng Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân vẽ một số tranh minh họa phi thường nói hùa. Da đen vũ nhu tử nhắc nhở, bạch tiền bối xin cẩn thận một số, thứ này đã có thể ký sinh đến Tống tiền bối thể nội, nói không chừng cũng sẽ thuận cánh tay hướng bạch tiền bối thân thể của ngài bên trong ký sinh. Không cần lo lắng, ta là phân thân. Bạch tiền bối phân thân một mặt mặt đơ,
đồng thời tay của hắn nắm lấy xúc tu bắt đầu tốn thức vung mạnh vòng. Theo bạch tiền bối luân động, xúc tu bị quăng nảy nở đến, càng kéo càng dài. Lại nói, thứ này có thể ăn sao? Mèo, Diệt Phượng công tử ngồi xổm ở đậu đậu trên lưng, lên tiếng hỏi. Lúc này đậu đậu, là tiểu Pekingese trạng thái, không có tan thân đại yêu khuyển. Diệt Phượng công tử ngồi xổm trên người nó lúc, nhìn qua tựa như là tại ngược đãi chó nhỏ. Đậu đậu, uông xuẩn mèo. Tống Thư Hàng. Thứ này, hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới đi ăn, tâm lý có bóng tối, vạn nhất thứ này ăn hết về sau, ký sinh tại trong dạ dày làm sao bây giờ. Ăn là khẳng định không dám ăn, Tống Thư Hàng nói. Vậy làm sao xử lý hắn? Bạch tiền bối phân thân một mặt bình tĩnh hỏi, tay của hắn bắt đầu đổi tư thế, bắt đầu run bọt nước. Đáng thương xúc tu như roi đồng dạng gợn sóng run run, phát ra từng tiếng kêu thảm. Hắn ý đồ ký sinh bạch tiền bối phân thân, nhưng nó ký sinh năng lực liền phảng phất bị cấm ma đồng dạng, không cách nào thi triển. Nếu không trước đem hắn phong ấn, Tống Thư Hàng nói. Nếu như đưa nó giết, cảm giác sẽ có chút lãng phí dù sao cũng là từ trong cơ thể hắn lôi ra tới xúc tu. Mà lại, cái này xúc tu là bất diệt chi chủ chấp niệm, so bất diệt chi chủ một sợi ma niệm biến thành ác quỷ đầu mạnh hơn rất nhiều. Không biết cái gì đều có thể bán đại lão có thu hay không hàng. Nói không chừng có thể bán cái giá tốt. Phổ thông phong ấn khẳng định không làm gì được nó. Bạch tiền bối phân thân nói, ta có thể cảm ứng ra, thứ này nắm giữ lấy không gian lực lượng. Ta một mực đang quấy nhiễu hắn, miễn cho hắn dùng không gian năng lực bỏ chạy. Có không gian năng lực sinh vật, phong ấn đặc biệt khó khăn. Sơ ý một chút, bọn chúng liền trực tiếp lợi dụng không gian lực lượng trốn chạy. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối phân thân lại đổi tư thế. Hai tay của hắn nắm lấy xúc tu hai đầu, dùng hắn đương dây thừng, bắt đầu tốn thức nhảy dây vận động. Một chân nhảy, hai chân nhảy, nhảy xổm, chính dao động nhảy, phản dao động nhảy, biên tốn nhảy. Chơi quên cả trời đất. Xúc tu tiếng kêu thảm thiết vừa vội lại gấp rút, nghe tựa như là tại vì bạch tiền bối nhảy dây tính toán đồng dạng, đặc biệt mang cảm giác. Bạch tiền bối nhảy dây lúc, tóc dài bay múa, hình ảnh cực đẹp. Nếu như không có cách nào, liền giết chết đi, Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Theo trước đó tai nạn cự quy ba ba thuyết pháp, cái này bất diệt chi chủ chấp niệm là rất phiền phức đồ vật, cùng kẹo da trâu đồng dạng, quấn lên sẽ rất khó hất ra. Nếu như không cách nào phong ấn, vẫn là giết chết tương đối an toàn. Ta chỉ nói là phổ thông phong ấn không làm gì được nó, bất quá ta tự có thủ đoạn. Bạch tiền bối phân thân nói. Dứt lời, hắn đưa tay đem xúc tu cao cao quăng lên. Xúc tu bị ném về không trung về sau, cũng không có bỏ chạy, mà là đột nhiên quay đầu, hướng Tống Thư Hàng vị trí vọt tới chấp niệm, đây là hắn đối Tống Thư Hàng nhục thân chấp niệm. Ta, Tống Thư Hàng vội vàng dựng thẳng lên đại thuẫn. Đừng hoảng hốt, bạch tiền bối phân thân hai tay hợp lại, phát ra ba tiếng vỗ tay. Sau một khắc, chính hướng Tống Thư Hàng vọt tới xúc tu liền giống bị đập dẹp đồng dạng, bị đập thành một trương giấy thật mỏng phiến. Cái này phiến, cứ như vậy nhẹ nhàng hướng phía dưới rơi đi. Tràng diện cực kỳ đánh vào thị giác. Bạch tiền bối chiêu này đẹp trai ngây người. Bên cạnh, Bạch Hạc Chân Quân lớn tiếng tán thưởng. Chiêu này thật sự là lão soái, nhẹ nhàng vỗ. Liền đem địch nhân đập thành trang giấy, trực tiếp từ 3D đã kích thành 2D. Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối chiêu này tên gọi là gì? Còn chưa nghĩ ra danh tự, chiêu này là bản thể tại độ cửu phẩm thiên kiếp thời điểm, suy nghĩ ra được chiêu thức. Trước đó không lâu vừa cùng hưởng cho ta, hắn dùng phương pháp này góp nhặt không ít cửu phẩm thiên kiếp, chờ sau khi ra ngoài cho ngươi một phần, nhìn xem có thể hay không chế tác thành mỹ vị. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng não bổ bên dưới thiên kiếp bị 333 đập thành trang giấy rơi xuống hình ảnh. Ân, cái này phong cách vẽ rất bạch tiền bối. Bạch tiền bối chiêu này ta có thể học không? Bạch Hạc Chân Quân không ngừng nháy mắt kỳ thật, đối với nó tới nói học tập chiêu thức cái gì đều là hư. Tìm được cớ ở tại bạch tiền bối bên người, mới là hắn muốn. Chờ ngươi chừng nào thì nắm giữ không gian năng lực, ta liền dạy ngươi. Bạch tiền bối phân thân phóng khoáng nói. Bạch Hạc Chân Quân. Tống Thư Hàng trong lòng cũng thoáng có chút tiếc nuối hắn hiện tại thiếu khuyết thủ đoạn công kích, đặc biệt là lúc cùng người chiến đấu, luôn cảm giác có lòng không đủ lực. Hắn đang nghĩ ngợi mình có thể không thể học thêm chút kỹ năng, tương lai lúc chiến đấu, thủ đoạn không đến mức nghèo như vậy.
không nghĩ tới Bạch Tiền bối chiêu này muốn nắm giữ không gian lực lượng mới có thể học tập, tạm thời cùng hắn vô duyên. Bạch Tiền bối phân thân đi vào bị đánh thành trang giấy xúc tu bên cạnh, đưa nó nhặt lên, sau đó đưa tay xoa bóp. Một lát sau, trang giấy xúc tu bị vò thành lớn bằng bàn tay. Bạch Tiền bối phân thân dìu lên tay áo, nắm lấy tờ giấy này bài đối với mình cánh tay ba một chút dán vào, được rồi, cứ như vậy, cũng không cần lo lắng hắn dùng không gian lực lượng bỏ chạy. Chiêu này đối vật sống sử dụng lúc, hiệu quả so với ta tưởng tượng kém. Nếu như không ra cố pháp thuật hiệu quả, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ trốn tới. Cái này xúc tu, trước hết lưu tại ta chỗ này. Không có vấn đề, Bạch Tiền bối. Tống Thư Hàng liên tục gật đầu. Bầu trời, bắt đầu có chút tỏa sáng. Bình minh đã tới, hắc ám kết thúc. Một ngày mới bắt đầu đưa tay ôm nhân loại, đem nhân loại từ chăn ấm áp bên trong móc ra, thúc giục bọn hắn đi học, công tác. Hôm nay, Cửu Châu Nhất Hào quần đại gia, cũng đều bình an còn sống. Tống Thư Hàng lại đi, đem mấy cái kia đổ vào tạo hóa pháp phương tiếng ca hạ ác quỷ đầu mang tới, đưa chúng nó cất giữ đến một đầu thiên nhân chữ vật bình bên trong, bảo tồn lại. Bọn gia hỏa này cùng tâm ma tương tự, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Tâm ma của ta, rốt cục thành hình. Cái này lúc, một mực ngồi xổm ở bên bãi biển Duyên Bắc Hà Tán Nhân, lên tiếng nói. Bắc Hà Tán Nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn qua nhục thân trạng thái cùng trạng thái tinh thần cũng không quá tốt. Tâm ma của hắn hẳn là xảy ra vấn đề. Tâm ma ở chỗ nào? Hoàng Sơn tiền bối hiếu kỳ hỏi. Lão Bắc Hà tâm ma hóa thân, đến cùng lại là cái gì hình thái? Hoàng Sơn tôn giả có chút chờ mong bởi vì Bắc Hà Tán Nhân ngưng tụ ra tâm ma hình thái, đem quyết định Vũ Nhu Tử tâm ma hóa thân có thể hay không mở rộng cho hắn quần thành viên. Bắc Hà tâm ma, lại là hắn trước kia tóc vàng mắt xanh tiên tử. Hoặc là chính hắn ra đen bản, lại hoặc là hắn muốn ngưng tụ đồng quái tiên sư. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong mấy vị còn miễn cưỡng thanh tỉnh đạo hữu cũng đem lực chú ý chuyển rời đến Bắc Hà Tán Nhân trên người. Ở đây... Bắc Hà Tán Nhân đưa tay kéo một phát, đem một cái tóc dài phiêu giật màu đen cơ bắp đại hán từ cái bóng của mình bên trong kéo ra ngoài. Đồng quái tiên sư biến thành thiếu niên nói thật nhanh, không phải ta. Hắn có thể xác định bản thân trưởng không phải bộ dáng này. Cũng không phải Bắc Hà Tán Nhân bản thân, Bắc Hà Tán Nhân không phải loại này cơ bắp cứng rắn phái phong cách vẽ. Tạo hóa, Diệt Phượng công tử vừa nhìn thấy cái này tóc dài da đen cơ bắp đại hán. Thanh âm đều run rẩy lên bốn cái lỗ tai hắn, vừa kinh lịch tàn khốc âm nhạc phong bạo, thật vất vả chống đến kết cục, kết quả vừa quay đầu liền phát hiện màu đen tạo hóa ở nơi đó đối hắn nhếch miệng cười. Bởi vì là tâm ma hóa thân, cái này da đen tạo hóa pháp phương tự mang tâm ma đặc hiệu, vừa nhìn thấy hắn hình thái, ở đây tất cả mọi người sẽ không khỏi nhớ lại vừa rồi tạo hóa pháp phương cái kia một khúc chết cũng không tiếc. Cái kia một chuỗi chết tại mọi người trong đầu bắt đầu phát lại. Động lòng người giai điệu vang lên. Tại sao có tạo hóa pháp phương? Đậu đậu nghi ngờ nói. Khả năng, là bởi vì Bắc Hà đạo hữu đang ngưng tụ tâm ma thời điểm then chốt, tạo hóa pháp phương vừa vặn mở hát. Kết quả, hắn tiếng ca liền thành Bắc Hà tâm ma. Hoàng Sơn tôn giả phỏng đoán nói. Tống Thư Hàng, nhưng là, tạo hóa pháp phương tiếng ca có được khu trừ tâm ma công năng A. Tiền bối, ta càng muốn biết. Cái này màu đen tạo hóa tiền bối biết ca hát sao? Vũ Nhu Tử nhấc tay hỏi. Lệ Chi tiên tử, tâm ma cùng bản thể hẳn là tương phản, da đen tạo hóa hẳn là sẽ không ca hát mới đúng. Không đúng, tâm ma cùng bản thể tương phản, nhưng đây là Bắc Hà Tán Nhân tâm ma, đối ứng hẳn là Bắc Hà. Đồng quái tiên sư xoa cằm, lại bổ sung, mà lại, liền xem như cùng tạo hóa tương phản, cũng có thể là biết hát dễ nghe tiếng ca. Bắc Hà Tán Nhân. Vì cái gì tâm ma của ta lại biến thành tạo hóa pháp phương bộ dáng? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình ngưng tụ tâm ma hóa hình một lát, bị tạo hóa pháp phương tiếng ca quấy nhiễu được rồi? Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn tâm ma của mình, biết ca hát sao? Da đen tạo hóa pháp phương nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tà khí, sau đó, hắn đưa tay bày ra đánh guitar tư thế, chết gắt gao. Hàng thật giá thật tạo hóa pháp phương giọng hát. Nói đúng ra. Càng giống là đem tạo hóa pháp phương tiếng ca thu xuống dưới, phát lại đi ra. Bài hát này âm thanh bên trong không có tạo hóa tiên tử âm thanh thiên nhiên, có chỉ là tạo hóa pháp phương tiếng ca táo bạo. Cùng một loại phảng phất thôi miên lực lượng.
Tống Thư Hàng trong tay tấm chắn cắm vào mặt đất. Chết cũng không tiếc tiếng ca không ngừng tại tai của hắn bờ quanh quẩn, hai tay của hắn một mực chống đỡ tấm chắn, mắt tối sầm lại. Bản thân hắn ở vào mỏi mệt trạng thái, ngày thường đối xong đại lão lại bị đánh tai nạn cự quy trùng sáng oanh kích, còn bị xúc tu ký sinh qua. Hiện tại thôi miên tiếng ca một vang lên, mệt mỏi hắn cũng cảm giác về đến nhà đồng dạng, đứng đấy ngủ thiếp đi. Không chỉ có là Tống Thư Hàng, thật vất vả chống đỡ xuống Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, một cái tiếp một cái ngã xuống. Tôn giả cảnh giới trở xuống, toàn diệt. Hoàng Sơn tôn giả cũng chỉ có thể gắng gượng, để cho mình mí mắt không đến mức đóng kín. Cả cái Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, nhao nhao ngã xuống, chỉnh chỉnh tề tề. Liên Bắc Hà tán nhân bản thân cũng không thể ngoại lệ. Tiếng ca sau khi kết thúc, trên bờ cát đứng đấy chỉ có Bạch Tiền Bối phân thân, Hoàng Sơn tôn giả, Thất Tu Thánh Quân, Linh Điệp Thánh Quân Vũ Nhu Tử, còn có bóp rơi mất đầu mình Thông Nương. Sau lưng Bạch Tiền Bối cách đó không xa, tựa hồ còn có một vị tuấn mỹ cư sĩ, cũng miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh trạng thái. Một đám người, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, Linh Điệp Thánh Quân cảm thán nói. Bắc Hà tán nhân sau lưng, cái kia da đen tạo hóa pháp phương tiếng ca kết thúc, sau một khắc thân thể của hắn, như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, triệt để tiêu tán. Bắc Hà tán nhân thật vất vả ngưng tụ ra tâm ma hóa thân, không có. Mà tại da đen tạo hóa pháp phương tâm ma vỡ vụn rơi thời điểm, từ mảnh vỡ bên trong lại có một mảnh bóng đen sinh ra. Đó là tâm ma hóa thân hình thức ban đầu. Bắc Hà tán nhân tâm ma, lại lui trở về hình thức ban đầu trạng thái. Cần lại một lần nữa đi đưa nó bồi dưỡng, hóa hình. Hoàng Sơn tôn giả nhéo nhéo mi tâm. Thí nghiệm tựa hồ thất bại. Hoàng Sơn tôn giả cùng mấy vị khác thanh tỉnh thành viên, đem Cửu Châu Nhất Hào quần hôn mê thành viên rời lên, chuyển rời đến Điền Thiên Đảo khu nghỉ ngơi, miễn cho bọn hắn bị thủy triều nước biển bao phủ. Tất cả mọi người chuyển xong, cũng chỉ còn lại có Tống Thư Hàng chống đỡ tấm chắn, xử tại cái kia không nhúc nhích. Thông Nương ôm Tô Thị A Thập Lục. Bởi vì không có đầu thấy không rõ đường, Vũ Nhu Tử nắm tay của nàng đưa đến tiên tử nhóm khu nghỉ ngơi. Cuối cùng, Tống Thư Hàng tiểu hữu ai tới chuyển? Hoàng Sơn tôn giả hỏi. Thất Tu Thánh Quân, không vội. Hoàng Sơn tôn giả. Lúc này, mặt trời mới mọc dâng lên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi trên người Tống Thư Hàng, trên người hắn kim sắc khôi giáp phản xạ dương quang, lập lòe tỏa sáng. Thật sáng. Vũ Nhu Tử sau khi trở về, vừa hay nhìn thấy lóe sáng Tống Thư Hàng. Trọng điểm tại Thư Hàng tiểu hữu dưới chân, Linh Điệp Thánh Quân bưng lấy chén trà, có chút nhấp một miếng. Chỉ thấy tại Tống Thư Hàng dưới chân, có từng cây mầm xanh từ đất cát bên trong chui ra, thật nhanh sinh trưởng. Những thứ này mầm xanh sinh trưởng một lát sau, trở thành một khỏa khỏa tỷ lệ thu nhỏ cây. À, Tống tiền bối chuyển chức Druid rồi. Vũ Nhu Tử hỏi. Hoàng Sơn tôn giả nói khẽ, là huyễn tượng. Đúng, là huyễn tượng. Thất Tu Thánh Quân nói, thực lực cường đại, thần thức ngưng thực tu sĩ đang bế quan lúc tu luyện, trong đầu một cái ý niệm trong đầu kéo theo linh lực trong cơ thể vận chuyển, sẽ đối với thế giới chân thật tạo thành ảnh hưởng. Hình thành từng cái huyễn tượng. Chân thực huyễn tượng, Vũ Nhu Tử nói. Thất Tu Thánh Quân miêu tả, không phải là thất phẩm tôn giả mới có thể nắm giữ năng lực chân thực huyễn tượng sao? Có chút vận khí tốt tu sĩ, tại lục phẩm lúc cũng có thể thông qua kỳ ngộ, ngẫu nhiên tiếp xúc loại lực lượng này. Đương nhiên, cự ly chân thực huyễn tượng còn rất dài một khoảng cách. Nói tóm lại, đối tương lai hắn tấn thăng thất phẩm vô cùng hữu ích. Thất Tu Thánh Quân nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng dưới chân tiểu rừng rậm bắt đầu biến hóa. Những thứ này huyễn tượng đều nguồn gốc từ tại ý nghĩ của hắn. Chỉ thấy những vùng rừng rậm này bên trong cây cối. Cành lá rơi xuống. Trong nháy mắt, sinh cơ bừng bừng rừng rậm hóa thành một phiến tĩnh mịch. Từng cây cây cối hóa thành ma thần trụ. Mỗi một cây ma thần trụ bên trên, đều hiện lên một bóng người, thân ảnh này bị trói trên ma thần trụ, giống như là tế phẩm. Ma thần trụ bên trên, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, đem những thứ này thân ảnh tươi sống thiêu đốt. Cái này từng cái thân ảnh, phát ra tiếng kêu thê thảm. A. Những thứ này ma thần trụ trên bóng người nhỏ bé, nhìn tựa như là Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nói, nếu như nói những thứ này huyễn tượng là Tống tiền bối suy nghĩ, cái kia Tống tiền bối là nghĩ đến như thế nào đem bản thân thiêu chết. Không, hắn chỉ là đơn thuần tại làm ác mộng, Linh Điệp Thánh Quân trả lời.
Tống Thư Hàng đã không phải là lần thứ nhất may mắn tiếp xúc chân thực huyễn tượng. Trên thực tế tại ngũ phẩm cảnh giới lúc, tại Hắc Long thế giới cùng Xích Đồng gặp nhau về sau, hắn liền may mắn tiếp xúc qua một lần chân thực huyễn tượng. Một lần kia, hắn tại thân thể 5 mét phạm vi bên trong, xây dựng ra bản thân tử vong quý giá kinh lịch từ nho ra kim liên thế giới thảm án bắt đầu, đến lấy thân luyện khí thảm án, lại đến bởi vì tiếp xúc đến ngụy bất hủ thân thể không phục sinh một lần, tiếp theo là tự bạo mà chết, còn có bị bạch tiền bối phân thân một kiếm đâm chết các loại. Hắn nhân sinh tử vong kinh lịch tại thân thể chung quanh xây dựng ra một tầng lại một tầng tử vong quan tâm huyễn tượng. Nếu như chờ Tống Thư Hàng đạt tới thất phẩm tôn giả cảnh giới, thật lấy tử vong làm chủ đề xây dựng ra chân thực huyễn tượng, đây tuyệt đối là cái tàn khốc chân thực huyễn tượng. Bất kể là đối huyễn tượng chủ nhân đến nói, vẫn là đối với địch nhân đều cực kỳ tàn khốc. Lần này là hắn lần thứ hai may mắn tiếp xúc đến chân thực huyễn tượng. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Bất quá lần này, Tống Thư Hàng ở vào trạng thái ngủ, tựa hồ còn tại làm ác mộng, xây dựng ra tới huyễn tượng, cũng cùng ác mộng có quan hệ. Duy nhất không biến chính là huyễn tượng giọng chính tử vong chủ đề. Huyễn tượng bên trong, ma thần trụ trên hỏa diễm càng lúc càng lớn, cuối cùng đem tất cả Tống Thư Hàng toàn bộ thiêu đốt thành cho tàn. Ma thần trụ tại hỏa diễm bên trong biến càng thêm cháy đen. Tất cả Tống tiền bối vậy mà đều đốt thành cho. Vũ Nhu Tử sợ hãi than nói. Nàng còn tưởng rằng bị trói lấy đốt Tống tiền bối sẽ gọi, không đủ, điểm ấy nhiệt độ còn xa xa chưa đủ. Không có chút nào đau nhức, loại hình. Dù sao Tống tiền bối đối thống khổ sự nhẫn nại tiêu chuẩn. Không nghĩ tới, huyễn tượng bên trong Tống tiền bối, mấy cái toàn bộ bị đốt thành cho, vượt quá nàng dự kiến. Người bị trói lấy đốt liền sẽ thiêu chết, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Linh Điệp Thánh Quân nói. Thất Tu Thánh Quân, cho nên nói, đây cũng là ác mộng. Cái kia muốn đem Tống tiền bối đánh thức không? Vũ Nhu Tử hỏi. Đừng, đây là thể nghiệm khó được. Mặc dù Thư Hàng tiểu hữu ở vào trạng thái hôn mê, nhưng loại này thể nghiệm hiệu quả sẽ không mất đi. Để hắn tiếp tục duy trì lấy loại trạng thái này. Hoàng Sơn Tôn Giả nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng bên người huyễn tượng lại bắt đầu biến hóa. Lấy ma thần trụ vì hệ thống, tựa như là chơi xếp gỗ đồng dạng, huyễn tượng thật nhanh tổ hợp, huyễn tượng ảnh hưởng phạm vi cũng không ngừng mở rộng. Rất nhanh, một cái thành thị địa khu xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên chân, đồng dạng là thu nhỏ hình huyễn tượng. Nơi này ta biết, Vũ Nhu Tử mở thầm nghĩ, nơi này là Tống tiền bối trường học vị trí, Giang Nam địa khu. Cũng là ta cùng Tống tiền bối lần thứ nhất gặp nhau địa phương. A Thập Lục lúc ấy ngay tại sát phách thành phố độ kiếp. Vũ Nhu Tử lui ra phía sau. Linh Điệp Thánh Quân nhắc nhở nữ nhi, huyễn tượng phạm vi làm lớn ra, người sẽ bị cuốn vào. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng dưới chân huyễn tượng tạo thành thành thị, đã mở rộng đến Vũ Nhu Tử dưới chân. Hắc Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng sau này nhảy một cái, tránh thoát. Nhưng vừa mới nhảy ra, nàng lại cảm thấy không đúng. Không đúng, ta tránh cái gì? Nếu là huyễn tượng, vậy ta vừa vặn có thể thể nghiệm một chút Tống tiền bối chân thực huyễn tượng là cái gì? Vũ Nhu Tử dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng lại lần nữa vươn tay ra, ý đồ tiếp xúc Tống Thư Hàng huyễn tượng. Linh Điệp Thánh Quân đã sớm biết nữ nhi của mình cái kia cường đại lòng hiếu kỳ, hắn đưa tay nhấc lên, giống sách tiểu kê đồng dạng đem Vũ Nhu Tử bắt được, ngăn lại nàng tìm đường chết hành vi. Tống Thư Hàng hiện tại đang đứng ở ác mộng bên trong. Trời mới biết hắn huyễn tượng sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Vạn nhất lại biến ra ma thần trụ hủy diệt thành thị, đem nữ nhi của mình treo ở phía trên thiêu đốt làm sao bây giờ? Vũ Nhu Tử, người xuất hiện tại huyễn tượng bên trong. Cái kia anh Tuấn Đạo Hữu nhắc nhở. Đám người xem xét Tống Thư Hàng huyễn tượng, quả nhiên có một cái tỷ lệ thu nhỏ Vũ Nhu Tử xuất hiện ở tòa này huyễn tượng Giang Nam trong thành. Lúc này, nho nhỏ Vũ Nhu Tử lôi kéo một cái dương lớn. Tại đại học thành phụ cận trên đường phố đi lại. À, chẳng lẽ là ta vừa rồi, bị huyễn tượng tiếp xúc đến nguyên nhân sao? Vũ Nhu Tử trong hai mắt tràn đầy hứng thú. Linh Điệp Thánh Quân đem nữ nhi buông xuống, ánh mắt của hắn chằm chằm vào huyễn tượng bên trong nho nhỏ nữ nhi không hổ là lão phu nữ nhi, nho nhỏ bộ dáng cũng là cấp thế giới khả ái. Nho nhỏ Vũ Nhu Tử tại trên đường phố bước nhanh đi lại, mà tại cuối ngã tư đường. Một cái đồng dạng nho nhỏ Tống Thư Hàng hiện thân. Vũ Nhu Tử, ta hiểu được, đây là ta lần thứ nhất cùng Tống tiền bối gặp mặt tràng cảnh.
Bất quá huyễn tượng bên trong chỉ có nàng và Tống Thư Hàng, không có người đi đường. Nói như vậy, Vũ Nhu Tử đích thật là cửu châu nhất hào quần bên trong, cái thứ nhất cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu chính thức gặp mặt thành viên. Hoàng Sơn Tôn Giả chậm rãi nói. Hình ảnh bên trong, Tống Thư Hàng ngồi ở một trương ghế đá nghỉ ngơi. Mà Vũ Nhu Tử lôi kéo dương lớn, nện bước đôi chân dài như gió đồng dạng, bước nhanh từ Tống Thư Hàng trước mắt hiện lên. Tống Thư Hàng khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn đi xa Vũ Nhu Tử, lại lần nữa cúi đầu nghỉ ngơi. À, đoạn này ta không ấn tượng, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Nàng vẫn cho là mình và Tống Thư Hàng lần đầu gặp, là tại cái kia nhà vinh rượu thịt bò cửa hàng cổng, nàng vừa vặn nghe được Tống Tiền Bối trong điện thoại di động giọng nói một màn kia. Không nghĩ tới trước lúc này, Tống Tiền Bối tự cùng nàng sượt qua người. Mà Tống Tiền Bối cũng chưa từng có cùng nàng nhắc lên việc này. Vũ Nhu Tử ngồi xổm ở huyễn tượng trước mặt, rất muốn đưa tay đi đâm đâm lúc ấy ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi Tống Tiền Bối. Linh Điệp Thánh Quân đồng dạng ngồi xổm ở huyễn tượng trước, hai tay ôm ngực hắn cũng tốt muốn duỗi ra ngón tay nhắm ngay trên ghế Tống Thư Hàng, sau đó một tay lấy hắn bóp chết. Nhà ta nữ nhi xinh đẹp như vậy, người tiểu tử này ngồi ở trên ghế chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, sau đó bình tĩnh cúi đầu tiếp tục nghỉ ngơi. Khó trách đều lên đại nhị đại học năm 2 còn không bạn gái. Bất quá, dạng này nội dung cốt truyện phát triển chính hợp ý hắn. Trong lúc đang suy tư, nội dung cốt truyện lại một lần biến hóa. Tống Thư Hàng tiến về một nhà tiểu điếm, Vũ Nhu Tử vừa vặn từ tiểu điếm đi ra. Chính là chỗ này, nơi này là ta trong ấn tượng cùng Tống Tiền Bối lần đầu gặp tràng cảnh. Nói đến, lúc ấy thật sự rất trùng hợp. Vũ Nhu Tử chỉ huyễn tượng bên trong hai cái tiểu nhân nói. Nàng cảm giác Tống Tiền Bối loại này nho nhỏ huyễn tượng, phi thường tốt chơi. Huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng, cùng Vũ Nhu Tử gặp nhau lần nữa. Hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, nho nhỏ Vũ Nhu Tử lên tiếng kêu gọi, cúi đầu chơi điện thoại di động Tống Thư Hàng xoay đầu lại. Sau đó, một cây ma thần trụ, đột nhiên từ lòng đất xiết đi ra. Quay đầu sát na Tống Thư Hàng. Bị treo ở ma thần trụ bên trên, lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. A a a a, nho nhỏ Tống Thư Hàng phát ra từng tiếng kêu thảm. Vũ Nhu Tử, Linh Điệp Thánh Quân, siêu a, cái này nội dung cốt truyện nhìn tặc thoải mái. Quả nhiên là tại làm ác mộng, Hoàng Sơn Tôn Giả khẳng định nói. Cảm giác bên trên, cơn ác mộng này tựa hồ là đem Tống Thư Hàng tiểu hữu trong trí nhớ mỹ hảo hồi ức vớt đi ra tái hiện, sau đó lại đem hồi ức tàn nhẫn phá hư. Cái kia anh Tuấn tu sĩ lên tiếng nói. Thật là một cái ác liệt ác mộng. Huyễn tượng bên trong, cây kia ma thần trụ càng đốt càng lớn. Cuối cùng, ma thần trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ hư chuyển thực, bồng bềnh tại Tống Thư Hàng bên người. Đợi đã, đây không phải Hà Chỉ Ma Đế ma thần trụ thần thông sao? Tâm ma Xích Tiêu Kiếm nói. Xích Tiêu Kiếm tại Hắc Long thế giới thế nhưng là cùng Hà Chỉ Ma Đế chính diện đối qua. Hắn đối Hà Chỉ Ma Đế cái kia một tay ma thần trụ thần thông khá hiểu. Ma môn đại đế Hà Chỉ Ma Đế, một tay ma thần trụ thần thông xuất thần nhập hóa danh xưng chỉ cần ma thần trụ chỗ cắm, chính là hắn ma vực. Lúc này lơ lửng tại Tống Thư Hàng bên người căn này nho nhỏ ma thần trụ, cảm giác trên tự cùng Hà Chỉ Ma Đế ma thần trụ thần công rất tương tự. Chính là thể tích nhỏ một chút, người ta Hà Chỉ Ma Đế ma thần trụ, hơi một tí cao vút trong mây. So sánh bên dưới. Tống Thư Hàng bên người căn này ma thần trụ, chỉ so với bảo kiếm lớn một chút. Vũ Nhu Tử nói, Tống Tiền Bối không phải từng chiếm được Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa à, mặc dù là tiên chủ truyền thừa, nhưng nói không chừng cất giấu trong đó ma thần trụ một số pháp môn. Coi như cái kia trong truyền thừa, ẩn chứa ma thần trụ pháp môn, nhưng loại này ma môn truyền thừa cũng không phải nhìn một chút liền có thể học được đồ vật a. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm đậu đen rau muống nói. Mà lại Tống Thư Hàng tu luyện cũng không phải ma môn công pháp, hoàn toàn không có ma môn cơ sở, tu luyện thế nào ma thần trụ. Căn này ma thần trụ, là vật hư ảo, là không có căn cơ huyễn tưởng vật phẩm. Cái này lúc, Thất Tu Thánh Quân lên tiếng nói. Linh Điệp Thánh Quân nói bổ sung, nên là Tống Tiểu Hữu ở trong ác mộng, một sợi suy nghĩ hóa ra ma thần trụ hình thái tới. Cái này sợi suy nghĩ, lại lấy chân thực huyễn tượng làm cơ sở, huyễn hóa ra ma thần trụ tới. Mà Tống Thư Hàng cũng không hiểu được ma thần trụ lý luận cùng phương pháp tu luyện. Từ huyễn tượng bên trong ngưng tụ ra, chung quy không phải chân thực đồ vật. Chờ Tống Thư Hàng chân thực huyễn tượng tán đi,
căn này ma thần trụ cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên nói, dù sao cái này ma thần trụ kỳ thật cũng chỉ là chân thực huyễn tượng một bộ phận chính là. Vũ Nhu Tử tổng kết nói. Không sai, Bạch Tiền Bối phân thân trả lời, bất quá, nếu là có biện pháp đem căn này ma thần trụ cho bảo lưu lại tới, nói không chừng sẽ rất thú vị. Bạch Tiền Bối phân thân trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, hết thảy mới lạ đồ vật, đều có thể hấp dẫn lên hứng thú của hắn tới. Bạch Tiền Bối có thể sử dụng trước đó biện pháp, đem căn này ma thần trụ đập dẹp, lưu lại sao? Vũ Nhu Tử hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân lắc đầu, vật hư ảo cùng vật thật là có khác biệt. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng trên người có một trận êm tai tiếng âm nhạc vang lên. À, Tống Tiền Bối chân thực huyễn tượng liền nhạc nền đều khai phát đi ra rồi. Vũ Nhu Tử quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Linh Điệp Thánh Quân, khục, không phải nhạc nền, chỉ là Tống Thư Hàng tiểu hữu điện thoại di động vang lên. Không ổn, điện thoại âm nhạc hội cắt ngang Tống Tiền Bối cảm ngộ chân thực huyễn tượng a. Vũ Nhu Tử nói, lúc này hẳn là muốn xuất thủ trợ giúp Tống Thư Hàng đưa điện thoại di động đóng lại mới được. Nhưng vấn đề là, Tống Thư Hàng hiện tại chung quanh ở vào chân thực huyễn tượng khu vực. Nếu như tiến vào bên trong, có thể sẽ bị huyễn tượng ảnh hưởng đến. Cho nên nói, bế quan thời điểm điện thoại nhất định phải mở chế độ máy bay. Linh Điệp Thánh Quân nói. Thất Tu Thánh Quân lắc đầu, chế độ máy bay, vạn nhất có người phát tới tin tức liền đều không thu được. Ta đề cử đưa điện thoại di động điều đến yên lặng hình thức, liền chấn động cũng phải hủy bỏ rơi. Dạng này điện thoại liền có thể lấy tiếp thu tin tức, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bế quan. Đương nhiên, tầng sâu bế quan lúc, ta đề cử đưa điện thoại di động giao cho những người khác quản lý. Dù sao yên lặng lúc, còn sẽ có sóng điện từ, không cẩn thận cũng sẽ ảnh hưởng bế quan hiệu quả. Ta tầng sâu bế quan thời điểm, điện thoại đều là giao cho Lục Tu tới quản lý. Vũ Nhu Tử, trước đừng trò chuyện cái đề tài này, trước hết nghĩ biện pháp đem Tống Tiền Bối trên người điện thoại lấy ra đóng lại. Ta tới đi, Thất Tu Thánh Quân nói. Tấn thăng bát phẩm cảnh giới về sau, phổ thông chân thực huyễn tượng đã không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là hắn lấy điện thoại di động thời điểm, phải cẩn thận đừng ảnh hưởng Tống Thư Hàng cái kia yếu ớt chân thực huyễn tượng. Thất Tu Thánh Quân thận trọng đưa tay, từ Tống Thư Hàng túi bên trong lấy ra điện thoại. Hắn mở ra xem xét, là Ngư Kiều Kiều gọi điện thoại tới. Thánh Quân trước đưa tay, đem điện thoại tiếng chuông đóng lại. Ngư Kiều Kiều, nha, là Giao Bá Chân Quân cái kia nữ nhi, lần trước chúng ta quần bên trong phim cũng là nàng tổ chức đập A. Ai cùng nàng tương đối quen, Thất Tu Thánh Quân nói. Bạch Tiền Bối phân thân đưa tay, ta tới đón điện thoại đi, ta cùng Ngư Kiều Kiều tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Thất Tu Thánh Quân đưa điện thoại di động đưa cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối mở ra nghe, uy, Ngư Kiều Kiều, có chuyện gì không? Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng không ở sao? Ngư Kiều Kiều khả ái thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, lại nói thật hâm mộ Tống Thư Hàng, mỗi ngày có thể cùng Bạch Tiền Bối sinh hoạt chung một chỗ. Bạch Tiền Bối mặc dù không có phù hợp long tộc thẩm mỹ quan sừng nhỏ, nhưng hắn soái a. Thư Hàng đang đốn ngộ trạng thái, không thích hợp nghe. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói. A, cái kia thật không phải thời cơ. Hắn làm sao ba ngày hai đầu đốn ngộ? Ngư Kiều Kiều nói. Đốn ngộ thứ này thực sự nhìn duyên, hữu duyên ngươi có thể một ngày đốn ngộ nhiều lần, không có duyên, 10 năm đều đốn ngộ không được một lần. Đi theo Bạch Tiền Bối bên người chính là tốt, có thể cọ đến rất nhiều may mắn. Có chuyện gì không? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Hừm, ta đem Tống Thư Hàng trước đó tại quần bên trong phát thần binh kỳ giám mật mã nội dung, đều giải đọc ra đến, bất quá luôn cảm giác còn thiếu khuyết một bộ phận, không cách nào tổ hợp thành hoàn chỉnh thiên chương. Sở dĩ ta muốn hỏi hỏi Tống Thư Hàng, cái này thần binh kỳ giám mật mã nội dung, có phải hay không còn có cái khác? Ngư Kiều Kiều nói thật nhanh. Bạch Tiền Bối, loại kia Tống Thư Hàng đốn ngộ sau khi kết thúc, ta cùng hắn nói một chút việc này. Được rồi, đến lúc đó để Tống Thư Hàng cho ta về điện thoại. Ngư Kiều Kiều nói, vị trí của ta bây giờ tín hiệu không phải quá tốt, nếu như điện thoại đánh không thông, liền nhiều đánh mấy lần. Được rồi, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Như vậy, trước hết dạng này, Ngư Kiều Kiều nói. Bạch Tiền Bối phân thân, ừm. Sau đó, Ngư Kiều Kiều bên kia trầm mặc lại. Ước chừng một lát sau, Ngư Kiều Kiều, Bạch Tiền Bối, hôm nay ngài tâm tình không tốt sao?
Luôn cảm giác hôm nay Bạch Tiền Bối ngữ khí lạnh quá, nhẹ nhàng không có đường cong dáng vẻ. Đừng suy nghĩ nhiều, Bạch Tiền Bối phân thân nói, ta hiện tại là phân thân trạng thái, phân thân giọng nói chuyện chính là như vậy. Vậy là tốt rồi. Đối diện Ngư Kiều Kiều thật dài nhẹ nhàng thở ra, vậy ta đây bên cạnh tắt điện thoại. Mời trước chờ một chút, cái này lúc, một cái thanh âm ôn nhu vang lên. Bạch Tiền Bối phân thân có chút nghiêng người liền nhìn thấy nhập thân vào Tô Thị A Thập Lục sau lưng đầu kia Bạch Long, không biết lúc nào bay đến bãi cát bên cạnh. Lúc này, nàng bu lại, lên tiếng nói. Các ngươi đang nghiên cứu thần binh kỳ giám sao? Bạch Long tỉ tỉ thanh âm y như dĩ vãng ôn nhu. Người tốt, người vị nào? Ngư Kiều Kiều hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân đưa điện thoại di động đưa lên, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt bắt lấy điện thoại ôn nhu nói. Ta vừa rồi xa xa nghe được thần binh kỳ giám, sở dĩ tới xem một chút. Ngư Kiều Kiều, người bây giờ còn tại Long Vương Điện sao? Đúng vậy, Tiền Bối. Ngư Kiều Kiều trả lời. Người đi Long Vương Điện thứ 6 điện, bên trái chính điện vách tường, chính giữa vị trí liền gõ 30 lần. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười nói.